Chương 545, ăn đứt nhà ngươi. Tôi nghĩ Tổng Giám đốc Triệu là người biết chuyện, tôi cũng muốn mời tập đoàn bố thăng bơm tiền 2.000 vạn cho nhà máy dệt thảm tơ Ngư Dương chúng tôi, hùn vốn kinh doanh, mở rộng sản xuất, tạo thành cơ sở dệt tơ ở tỉnh Nam Phúc, đương nhiên, có nhiều đầu tư hơn thì càng tốt. Đương nhiên, việc xây dựng lại nhà máy dệt Ngư Dương sẽ do tập đoàn các anh giữ cổ phần khống chế. Ngư Dương chúng tôi tuy nói là địa phương nghèo nhưng cũng có rất nhiều ưu thế. Ví dụ như về tiền lương công nhân, ở vùng Duyên Hải tiền lương công nhân tối thiểu cũng phải 500 đồng, ở Ngư Dương chúng tôi bình quân chừng 280 đồng là đủ rồi, giảm đi gần một nửa. Nhà máy 5-600 người cũng là một khoản chi không nhỏ. Thứ hai, Ngư Dương có khá nhiều người nuôi tầm, nguyên vật liệu căn bản là thành vấn đề. Thứ ba, đất đai của Ngư Dương còn rất rẻ, 1 m² chỉ khoảng 200 đồng. Diệp Phàm nói một hồi từ địa lý đến sửa đường, từ nhân văn đến lịch sử, từ sắp tới đến viễn cảnh, đem ưu thế Ngư Dương cực lực thổi phồng. Hắn cũng biết mấy điểm này không thể có khả năng lừa được Tổng Giám đốc Triệu của bố thăng cũng không phải kẻ ngu, nhất định sẽ phái người đến Ngư Dương khảo sát thực địa, nhưng có thổi phồng vẫn hơn. Ngư Dương tuy nói có những ưu thế ở phương diện này, chẳng qua giao thông Ngư Dương tuy tôi chưa đi qua nhưng chắc rất khó khăn. Quan trọng nhất chính là Ngư Dương chưa có cơ sở dệt vải nên không tạo thành công nghiệp liên hoàn. Đầu tư 2.000 vạn là quá lớn, như vậy đi, bố thăng chúng tôi muốn bỏ ra 2.200 vạn để các anh chuyển nhượng lại nửa tầng lầu mặt tiền của tòa nhà Thiên Mã, như thế nào đây? Triệu Sĩ Tài nói một câu đánh tan bài phát biểu hùng hồn của Diệp Phàm, mỉm cười ném ra cái bánh bao tương đối hấp dẫn, nếu như Diệp Phàm đồng ý qua tay có thể kiếm được 200 vạn, số lượng đúng là không nhỏ. Ha ha, tôi nghĩ Tổng Giám đốc Triệu biết suy nghĩ của chúng tôi không ở đây. Diệp Phàm cười lắc đầu. Thêm một chút có thể không? Nói thí dụ như 600 vạn. Bên này chúng tôi lấy 2.200 vạn đem mặt tiền nửa tầng cho thuê lại, như thế nào đây? Triệu Sĩ Tài hạ quyết tâm, cho dù là ném ra 600 vạn cũng không phải mạo hiểm, có thể lợi dụng ưu thế diện tích tầng 3 và tầng 4 của cao ốc Thiên Mã áp chế lượng tiêu thụ của tập đoàn Phi Vân ở đây, nếu được tuyệt đối có thể thu hoạch vạn nước vạn. Đoán chừng hiện giờ còn sót lại mặt tiền phần giữa tầng, tập đoàn Phi Vân cũng đã thò chân rồi, tuy nhiên Triệu Sĩ Tài sẽ không dễ dàng nhả ra như vậy. Ha ha ha, Tổng Giám đốc Triệu, về chuyện mở rộng nhà máy dệt Ngư Dương tôi đã có một tính toán rất tốt, xây dựng ở thị trấn Lâm Tuyền, nơi đó vừa quy hoạch một khu công nghiệp. Nghiệp đoàn giấy Thái Hưng Thủy Châu, tập đoàn Hoành Xương Thủy Châu hợp tác bơm tiền 3.500 vạn vào nhà máy giấy Lâm Tuyền nên đất đai của khu công nghiệp cũng không đắt, 1 m² chắc khoảng 150 đồng. Cộng thêm cả phí san lấp mặt bằng thì nhiều nhất là 200 đồng, hiện giờ đã san cả rồi. Nếu đầu tư vào lập tức có thể xây dựng nhà xưởng mới, hơn nữa huyện chúng tôi dự định sẽ bán đấu giá mảnh cũ của nhà máy dệt nên có thể thu được một khoản tiền không nhỏ đầu tư trực tiếp vào xây dựng nhà máy mới. Miếng đất đó chừng 15.000 m², còn về phương diện giao thông thì huyện Ngư Dương đã lập ra khu kinh tế Lâm Tuyền, lấy Lâm Tuyền làm trung tâm chuẩn bị nối thông 6 trấn 2 xã. Toàn bộ đường đều trải nhựa rộng đến 10 mét, từ đó có thể thông thương giữa các xã và thị trấn đồng thời đi sang tỉnh Thích Ninh bên cạnh. Như vậy đi, tôi cho anh thời gian một ngày, nếu giờ này ngày mai mà anh không đồng ý thì chúng tôi sẽ tìm đối tác khác, ví dụ như tập đoàn Phi Vân Hồng Kông. Diệp Phàm cười bình tĩnh, tay cầm hợp đồng tràn đầy tự tin, coi như đặt cược với bố thăng. Thật ra thì trong lòng hắn cũng là được ăn cả ngã về không, nếu như thất bại thì vẫn có thể lấy lại tiền vốn. Chẳng phải mới vừa rồi Tổng Giám đốc Triệu không phải lên tiếng trả 200 vạn sao? Xem ra nước nơi này rất sâu à. Chuyện này tương đối lớn, phí cho thuê là 2.200 vạn, cộng thêm khoản đầu tư 2.000 vạn, cộng lại gần 4.200 vạn, hơn nữa anh mới nói là cần tiền mặt. Tập đoàn bố thăng chúng tôi nhất thời muốn xuất ra 4.200 vạn tiền mặt cũng là chuyện tương đối nhức đầu. Về phương diện huy động tài chính cũng cần có thời gian nhất định. Như vậy đi. Vào 8 giờ sáng mai chúng tôi sẽ có câu trả lời. Nếu như đồng ý thì chúng tôi lập tức phái người đến Lâm Tuyền Ngư Dương khảo sát thực địa, về phần chính thức đàm phán sẽ phải đợi kết quả khảo sát mới có thể tiến hành, Diệp tiên sinh nói có phải không? Triệu Sĩ Tài cười hòa nhã, tỏ thái độ rất thành khẩn. Chẳng qua Diệp Phàm sẽ không bao giờ tin tưởng thêm lần nữa vào những người làm ăn, sau nụ cười bao giờ cũng là chiêu gì đó. Được, tôi chờ anh đến 9 giờ sáng mai. Nếu như không điện thoại đến thì tôi sẽ tìm đối tác khác, ha ha. Diệp Phàm cũng cười hòa nhã,
hai bên trao đổi phương thức liên lạc rồi chào từ biệt. Hắn thầm nghĩ, ngươi muốn dò đáy thì cứ để đi dò đi, lão tử cho ngươi thời gian 2 ngày, quá hạn không đợi, tìm tập đoàn Phi Vân đi. Tuy nhiên cũng không có thể kéo dài quá lâu, mình đi ra ngoài khu kinh tế quá lâu như vậy cũng không biết Lâm Tuyển có loạn thành cái gì không, muốn giấu kín là rất khó, trong phòng tài vụ kiểu gì chẳng có người của lãnh đạo huyện, thời gian không chờ ai cả a. Gian nan 1 ngày rưỡi a. Diệp Phàm cũng cực kỳ lo lắng nhưng không biết làm sao, chuyện liên quan đến tài chính 4.200 vạn, tập đoàn Bố Thăng muốn thận trọng cũng là bình thường. Mới vừa đi ra cao ốc Bố Thăng, Tề Thiên nhận được thông báo của Liệp Báo nói có nhân viên của tổng bộ đến khảo hạch, tiểu tử này nhảy lên 3 mét rồi vội vàng chạy đi. Đắc ý cái giám, một đội viên dự bị thì là gì, sau này nếu trở thành chính thức thì chắc vui đến điên lên mất. Diệp Phàm âm thầm cảm thấy buồn cười. Sau khi ăn xong bữa cơm chiều, Diệp Phàm liếc Trang Hồng Ngọc mặc một thân váy hồng, cười nói. Trang cô nương, chúng ta khó được tới Hồng Kông một lần, đi dạo ở thiên đường mua sắm một chút, hưởng thụ niềm vui điên cuồng mua đồ. Tốt, thế mới là đàn ông chứ. Trang Hồng Ngọc đột nhiên cười dịu dàng nói một câu khiến Diệp Phàm khó hiểu. Đàn ông thì làm sao? Thế mà cũng không hiểu, Diệp đại chủ nhiệm của tôi, uổng cho anh là đại nam nhân, xoẹt xoẹt xoẹt. Lúc này Trang Hồng Ngọc như một tiểu yêu tinh xinh đẹp, vui vẻ như một cô bé, nhìn Diệp Phàm đang ngơ ngác. Trong lòng hắn đang nghĩ thầm. Con nó chứ, Ngọc Nữ có phải là hình tượng như vậy không? Cô nói hai chúng ta đi mua đồ, tôi là nam, cô là nữ, có quan hệ gì thì đúng là tôi không hiểu. Diệp Phàm nhất thời thật đúng là ngơ ngác, không hiểu Trang Hồng Ngọc cười cái gì. Heo! Trang Hồng Ngọc cười khanh khách phun ra mấy câu. Anh xem. Mấy người nước Anh có phong độ như vậy, lúc mua đồ phải thế chứ, khanh khách. Diệp Phàm nhìn theo ngón tay chỉ của Trang Hồng Ngọc, nhất thời trợn tròn mắt, lẩm bẩm nói. Thì ra là, phong độ thân sĩ chính là như thế a, nữ nhân thật vui vẻ mua đồ, nam nhân cầm túi đi theo, còn phải trả tiền, đúng là cay đắng. Coi như vậy đi, tôi cũng là thân sĩ của Ngư Dương, chúng ta đi. Hồng Ngọc, mặc cô chọn. Diệp Phàm định khoác tay Trang Hồng Ngọc. Rất có phong độ bi thương của Kinh Kha một đi không trở về. Hơn nữa bộ dạng này đối với Diệp Phàm nếu là một viên chức làm công ăn lương bình thường vì bọn họ tiền ít, bị mỹ nữ sát thủ giết dĩ nhiên sẽ là bi thương, còn Diệp Phàm là giả vờ vì túi tiền của hắn không cạn. Ha ha ha! Trang Hồng Ngọc bộ dạng gà mái đẻ trứng, cười đến run rẩy, khẽ lắc một cái tránh thoát khỏi cánh tay của cao thủ quốc thuật thất đoạn. Anh chưa nhìn đến lồi mắt, thầm nghĩ, vưu vật. Cũng có thể nhìn thấy, chẳng lẽ cô ta không mang nịt vú, nếu không sao lại nổi bật thế chứ? Tuy nhiên cũng thật ấm ức, lão tử bỏ tiền cho cô đi mua mà muốn cầm tay cũng không được, xui xẻo. Tiền thật đúng là oan, so với đậu Nga còn oan hơn. Ở cao ốc Kim Thế Giới, Trang Hồng Ngọc chọn chúng cặp hoa tai theo phong cách cổ điển của châu Âu, trên đó khắc hai con rồng đen, hai con gì đó giống như Phượng Hoàng không biết tên, Diệp Phàm vênh mặt, dĩ nhiên muốn trả tiền. Tuy nhiên lại bị Trang Hồng Ngọc đè xuống, cười nói. Cảm ơn thịnh tình của chủ nhiệm Diệp, cái này tôi trả tiền. Vậy không để cho tôi biểu hiện phong độ thân sĩ sao? Diệp Phàm nhún vai cười nói, một chút bộ dáng đau lòng cũng không có. Không được, tôi phải tự mua mới được, nếu như để cho anh mua sẽ biến vị rồi, chẳng phải tôi vừa có 2,5 vạn sao? Thái độ của Trang Hồng Ngọc rất kiên quyết làm anh chư thoáng cái đã có cảm giác thất bại. Thầm nghĩ, xem ra bản tính bướng bỉnh của cô gái này vẫn chưa được mài giũa, cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần cố gắng a. Ngoài miệng hắn cười nói. Tôi mua sao lại biến vị, không phải là mùi vị càng đậm sao? Không thể, chủ nhiệm Diệp, tôi chưa nhận đồ của ai tặng đã từ lâu lắm rồi. Từ khi hiểu chuyện đến nay tôi cũng chưa bao giờ nhận đồ của đàn ông. Đương nhiên, ngoại trừ vật mà của người lớn tặng, còn hoa tai, nhẫn. Vòng cổ đều để cho vị hôn phu tương lai của tôi mua tặng. Tôi rất thích mùi vị tinh khiết, hiện giờ chưa có nhưng tôi thích đồ mà tự mình mua, sau này có người mua tự sẽ trả lại vị trí cho người đó. Cho nên cảm ơn ý tốt của anh, chẳng qua là không thể. Trang Hồng Ngọc thu liễm nụ cười, nói vẻ nghiêm túc khiến Diệp Phàm bối rối. Ai, xem ra tôi là dế nhũi không lên được mặt bàn, định ra vẻ thân sĩ cũng không được, coi như vậy đi, tùy cô vậy, ha ha ha. Diệp Phàm nhún vai rất có phong độ thân sĩ, bình thường trở lại.
Tiểu thư, vòng tai bao nhiêu tiền, gói vào cho tôi. Trang Hồng Ngọc nghiêng người cười hỏi, phong thái mê người. Chương 546, ghen tị. Cô nương, con mắt của cô thật là tốt, cặp hoa tai này được làm ở cuối thời kỳ trung cổ của châu Âu, đã có mấy trăm năm lịch sử, bình thường có thể xem là đồ cổ, cũng có thể lấy ra để đeo, hơn nữa khi đeo vào tay thì rất có phong vị của một đại tiểu thư quý tộc thời xưa. Giá gốc là 8 vạn 8.000 đồng, giảm cho cô 10%, chỉ lấy 8 vạn là được. Người bán hàng có khí chất tương đối thanh nhã mỉm cười, giới thiệu vô cùng cặn kẽ, hơn nữa đưa ra chứng từ giám định văn vật, xem ra không phải là hàng giả. 8 vạn. Trang Hồng Ngọc nhất thời lúng túng, tuy nhiên đảo mắt thì bình tĩnh lại, đang định đưa trả cho người bán hàng. Thật ra thì Diệp Phàm đã sớm nhìn thấy biển giá, biết Trang Hồng Ngọc không thể nào mua đôi vòng tai mắt như vậy, hơn nữa cô cũng không có nhiều tiền. Tâm tư của Diệp Phàm là chờ Trang Hồng Ngọc cầu mình. Đến lúc đó mình sẽ thuận thế đẩy thuyền hiển lộ rõ ràng khí phách anh hùng rơm, Nga, nói sai rồi, lúc này hẳn là phong độ thân sĩ. Thật xin lỗi tiểu thư, quá mắc, tôi mang tiền không đủ, lần sau đến lại. Trang Hồng Ngọc có chút lưu luyến nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết đẩy trả lại cho người bán hàng, hơn nữa nói luôn nguyên nhân. Hồng Ngọc, để tôi. Diệp Phàm cười hòa nhã rồi đưa tay. Không cần. Trang Hồng Ngọc lắc đầu kiên quyết. Mua không nổi cũng đừng có giả mạo bộ dạng tiểu thư nhà giàu, cũng không nhìn xem, người đại lục cũng dám đến nơi đây đi dạo, hừ. Tránh ra, để cho bổn tiểu thư nhìn xem. Lúc này có một cô gái bên cạnh lên tiếng. Hai người kinh ngạc quay đầu, phát hiện thấy một khuôn mặt đầy vết rỗ, mặt tròn xoe, lỗ mũi bẹp, dung mạo thường thường, thậm chí có thể nói là xấu đang lên tiếng châm chọc. Một người nam đứng sau lưng khoanh tay, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm ra vẻ bức người. Đoán chừng là cô ả thấy khí chất cao nhã lẫn sự ăn nói lịch thiệp của Trang Hồng Ngọc nên đố kỵ. Cô nương, nói chuyện làm sao vậy, chúng ta đâu quen, cũng đâu chọc giận cô. Diệp Phàm lạnh lùng hỏi, tuyệt không hàm hồ. Cái gì nói tôi đã nói rồi, bản cô nương muốn mua vòng tay, hừ. Tránh ra. Cô gái xấu xí kia vênh mặt, hất hàm với Trang Hồng Ngọc. Cô. Trang Hồng Ngọc giận đến hai mắt đều trợn tròn. Cúi đầu tính ra cô phải làm đến 20 năm sau mới có thể mau được đôi vòng tai cổ này rồi lại nhìn lại con vịt xấu xí đầy mùi tiền kia, cuối cùng vẫn là lắc đầu chuẩn bị rời đi. Người bán hàng, gói lại, tôi mua đôi vòng tai này. Diệp Phàm cười, lấy thẻ ra. Tiên sinh, đi mạnh khỏe. Sau khi xử lý xong, người bán hàng khom người cúi chào. Hồng Ngọc, em đeo vào cho anh. Diệp Phàm cười nhạt, cố ý làm con vịt bầu kia mất mặt. Ừ, Trang Hồng Ngọc lại có thể nghe lời đáp một tiếng, ngoan ngoãn để đồng chí Diệp Phàm đeo vào tai. Xinh đẹp, lại rất có khí chất. Diệp Phàm khen ngợi, móc một điếu xì gà Cuba thượng hạng ra rít một hơi, lạnh nhạt. Có ít người a, đem toàn bộ đồ cổ thế giới đắp lên người cũng không thành kim phượng hoàng được, ha ha ha. Hồng Ngọc, chúng ta đi. Diệp Phàm đưa tay cho Trang Hồng Ngọc, kỳ quái là cô cũng đặt tay vào, thậm chí dựa hẳn người vào. Bộ dạng thân mật khiến con vịt kia suýt tức nghẹn mà chết. Mẹ kiếp, có tiền chính là thoải mái. Diệp Phàm cười thầm, cánh tay khẽ giật giả bộ vô ý lướt qua hai ngọn núi của Trang Hồng Ngọc muốn kiếm chút dầu thừa vớt phát. Tuy nhiên động tác hơi mạnh nên Trang Hồng Ngọc khẽ hừ một tiếng, Diệp Phàm cũng không dám làm gì thêm, nếu thật chọc cho cô bốc hỏa biết đâu sẽ cho mình xuống đài không được trước đám đông, lúc đó thì hay rồi. Bí thư phí, tôi là Chu Húc, Diệp Phàm vừa có chuyện lớn. Một gã mặt ngựa vui mừng, nói. Chuyện lớn gì? Phí Mặc vừa nghe thì hỏi dồn. Mấy ngày hôm trước, hắn trưởng phòng tài vụ Trang Hồng Ngọc của khu kinh tế cùng đi ra ngoài đem theo tất cả tiền của khu. Vợ của tôi vốn là không biết chuyện nhưng sáng hôm nay phó chủ nhiệm Trương Quốc Hoa nói là có mấy người. Thầu khoán muốn tới lấy ứng tiền cho công trình quỷ anh than, đã nói trước với Diệp Phàm, Xuân Mai vợ tôi là tài vụ khu kinh tế sau đó dẫn người đi ngân hàng lấy tiền. Sau đó cũng xuất xong nhưng phát hiện một điều bí mật. Chu Húc thấp giọng nói, hơi có vẻ thần bí, còn muốn treo ngược Phí Mặc. Bí mật gì? Phí Mặc vểnh tai lên, tuy nhiên vẫn giữ giọng bình thản. Vốn là tài chính của khu kinh tế có hơn 2.700 vạn, nhưng nhìn vào số dư chỉ còn mấy trăm vạn, Xuân Mai lúc ấy còn tưởng nhìn nhầm, dụi mắt lại thì thấy đúng là mấy trăm vạn nên hoảng hồn gọi nhân viên ngân hàng kiểm tra lại thì nói đã chuyển đi 2.000 vạn. Chu Húc đắc ý nói,
ý là Diệp Phàm và trưởng phòng tài vụ mới nhận chức Trang Hồng Ngọc đã cầm tài khoản bỏ trốn. Chu Húc là thân thích bên mẹ đẻ của Phí Mặc, vợ Trương Xuân Mai của gã là nằm vùng mà Phí Mặc cài vào khu kinh tế. Chuyện này rất ít người biết được, lại vào theo con đường chính quy làm tài vụ khu kinh tế Lâm Tuyền, rất kín đáo. Hơn nữa hai vợ chồng này cũng không phải họ Phí, nên không khiến cho Diệp Phàm hoài nghi, không ngờ mới vào đã phát hiện bí mật kinh thiên như vậy. Ôm tài khoản bỏ trốn. Phí Mặc thì thào, hỏi tiếp. Điều tra tài chính đi về đâu không, hơn nữa gần đây Diệp Phàm có nói làm gì không? Ngân hàng không để cho cha, nói là vì bảo vệ bí mật. Nếu như muốn tra khoản tiền đi đâu thì phải đợi Diệp Phàm nói mới được, chỉ là nói hắn đi ra ngoài làm việc, cũng không nói làm chuyện gì, chắc là để che giấu tai mắt người khác. Chu Húc hưng phấn nói. Ừ, tôi biết rồi, cậu im miệng lại cho tôi, chuyện này tôi sẽ thu xếp. Phí Mặc hừ một tiếng cúp điện thoại. Kỳ quái, chẳng lẽ thật là ôm tài khoản bỏ trốn, đây cũng là số tiền lớn, có thể chạy ra nước ngoài cũng đủ để hưởng thụ cả đời. Tuy nhiên có lẽ không phải vậy. Cũng quá trắng trợn rồi, bất kể như thế nào cũng cứ điều tra thêm xem tiểu tử ngươi chạy đi đâu. Phí Mặc cười âm hiểm. Y lấy điện thoại gọi cho bí thư ủy ban kỷ luật Chu Trường Hà. Lão Chu, báo cho anh một tin vui nhỏ. Lần này để anh thể hiện uy phong rồi, ha ha ha, thời cơ a thời cơ. Phí Mặc cười gằn. Tin vui, tôi còn có thể có tin vui nhỏ gì. Lão Phí, anh đùa tôi phải không? Khó có thể là tiểu tử Tiểu Đào đề nghị phó trưởng phòng, chuyện đã định rồi. Ha ha ha. Chu Trường Hà cười ha hả, hai người hợp tác đã lâu nên rất tùy tiện. Mấy ngày hôm trước Chu Trường Hà một mực nói với Phí Mặc là con mình Chu Tiểu Đào đảm đương trưởng phòng an ninh trật tự cục công an huyện cũng đã lâu, có thể chuyển vị trí vì hiện giờ trong cục vẫn thiếu hai vị trí phó cục trưởng. Trong đó một vị trí cũng là bởi vì lần trước chọc phải Thủy Châu Tứ Mỹ. Cục trưởng Chu Bá Thành bị bắt giữ đồng thời Phí Chí Minh thuộc hệ Phí gia cũng gặp vạ lây. Phải biết rằng Phí Chí Minh mới vừa bị Phí Mặc đẩy lên tới chống đỡ thay trước kia Cổ Trinh Hoa vị kia đưa không lâu, cứ như vậy bị bởi vì Diệp Phàm tiểu tử này chuyện bị vuốt xuống, làm cho Phí Mặc cảm giác mặt nhưng nhị gì hết ném đến rất lớn. Lần này Chu Trường Hà định đẩy con mình lên ngựa, y làm bí thư ủy ban kỷ luật tự mình ra mặt cũng không tiện. Cho nên cuối cùng thì rượt dây Phí Mặc ra mặt. Đối với loại háo sắc như Chu Tiểu Đào, Phí Mặc biết rõ lai lịch của gã, thuần túy là một thái tử của phố huyệt, chính sự không làm chỉ lo đi hại gái. Chẳng qua Phí Mặc cùng hợp tác với Chu Trường Hà, đâu quản đến chuyện này, lần này Chu Trường Hà tự mình ra mặt cầu đến cửa, trong lòng Phí Mặc vốn không hề muốn ra mặt đề cử. Nếu là loại này lên làm sau này lại chẳng mấy ngày gây ra chuyện, khi đó sẽ nhắc tới người đề cử là bí thư khối đảng Phí Mặc. Chẳng qua mặt mũi Chu Trường Hà nhất định là không thể bác. Cho nên trong lòng Phí Mặc cũng rất buồn bực, cứ nói là cục công an không giống với những cục khác, còn cần phải đánh động bên cổ bảo toàn. Đương nhiên, những trò vặt này sao có thể gạt Chu Trường Hà, Phí Mặc biết cũng không thể giấu giếm được y, chỉ là mong kéo dài được một chút. Cho nên, Chu Trường Hà còn tưởng rằng chuyện con mình là Tiểu Đào đã định, Phí Mặc là tới báo tin mừng. Ha ha! Chuyện của Tiểu Đào tôi đang theo dõi, lão Chu, đừng nóng vội, chúng ta là quan hệ gì, chuyện Tiểu Đào nhất định hoàn thành, chỉ là phải chờ thời gian. Chúng ta không vội, chờ có cơ hội lập tức sẽ làm. Phí Mặc lập tức cười ha hả. Theo dõi, sao tôi không hiểu anh chứ, lão già kia, còn không phải là nhìn con tôi không được nên không ra mặt. Chẳng qua, hừ, xem ngươi có thể kéo tới khi nào, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Chu Trường Hà bực bội nhưng cũng gượng cười. Vậy làm phiền lão Phí rồi, ai, khuyển tử đúng là phải phí tâm, ai? Nói gì vậy, tôi với anh là ai chứ? Còn nói chuyện khách khí như vậy, tôi không giúp Tiểu Đào thì ai sẽ giúp nó? Chuyện này chúng ta đặt một bên đã. Chuyện vui hôm nay tôi báo cho anh là Diệp Phàm gần đây có động tĩnh lớn, tài khoản 2.000 vạn của khu kinh tế Lâm Tuyền đã bị hắn lấy đi cùng với trưởng phòng tài vụ Trang Hồng Ngọc mấy ngày trước, nói là làm việc. Làm việc sao phải tốn tiền nhiều như vậy, đây chính là 2.000 vạn. Anh lập tức vận dụng quyền lực ủy ban kiểm tra chứng thực tài chính đi về đâu, phòng ngừa tổn thất trọng đại cho tài sản quốc gia. Phí Mặc còn rất có tư tưởng yêu nước, dĩ nhiên là ở trên cơ sở lợi ích cá nhân. Chương 547, tính trước làm sau. Chu Trường Hà bật thốt. Chẳng lẽ là ôm tài khoản bỏ trốn? Khoản tiền lớn như vậy nếu ra nước ngoài thì cả đời cũng không cần lo lắng.
ông tài khoản bỏ trốn, có thể. Tuy nhiên tiểu tử kia rất quỷ quyệt, mấy lần chúng ta ra tay hắn đều chuyển bại thành thắng. Lần trước bảo Hoàng Hải Bình ra mặt nghĩ là có thể đánh ngã hắn, ai ngờ hắn lại phản đòn tống Hoàng Hải Bình vào tù. Chuyện lần này chúng ta phải thận trọng, hai vị huyện thái gia tương đối coi trọng tiểu tử này, đánh hổ không thành bị cắn trả thịt phiền. Phí Mặc rất tỉnh táo. Ừ, tiểu tử này trơn tuột như lươn, tuy nhiên lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Chẳng phải vẫn có câu đi ở bờ sông sao không có lúc bước hụt, nếu tôi điều tra ra tình huống là thật thì không cần báo lên cổ bảo toàn, dứt khoát nhất cử bắt giữ, tôi lấy tư cách ủy ban kiểm tra độc lập phá án, lúc đó cho dù cổ bảo toàn muốn nói câu gì cũng nói không được, ha ha. Chu Trường Hà cười gằn. Ừ, cũng đúng, nếu như cho cổ bảo toàn biết rồi có lẽ sẽ để lộ phong thanh, y vẫn luôn bảo vệ Diệp Phàm, không sai. Cứ làm như thế. Phí Mặc buông điện thoại. Sau đó y còn cảm thấy không yên lòng, tiếp tục gọi điện cho Trương Xuân Mai bảo theo dõi sát sao. Bí thư cổ, tôi báo cáo với anh chuyện này. Diệp Phàm gọi điện thoại. Chuyện nào, cậu nói nhanh đi, vừa nghỉ giải lao cuộc họp được 10 phút, tôi không có thời gian. Cổ bảo toàn nói, tập đoàn Phi Vân Hồng Kông không phải là rút vốn sao? Cho nên tôi đã tìm tập đoàn vẫn đối đầu với bọn họ là tập đoàn Bố Thăng Hồng Kông muốn bọn họ đến đầu tư ở nhà máy dệt thảm tơ Ngư Dương. Hôm trước trên hội nghị thường vụ tôi không dám tiết lộ chuyện này vì tập đoàn Phi Vân có quan hệ mật thiết với thiếu gia nên tôi e để lộ phong thanh. Diệp Phàm nói, Bố Thăng nguyện ý đầu tư vào Ngư Dương chúng ta sao? Chắc bọn họ cũng nghĩ như Phi Vân thôi, hy vọng không lớn. Hơn nữa công ty người ta ở Hồng Kông thì tới cái chỗ hẻo lánh này làm gì? Cổ bảo toàn lắc đầu, cảm thấy Diệp Phàm nghĩ viển vông. Bố Thăng đương nhiên không muốn đầu tư vào đây nhưng tôi có cách ép bọn họ. Diệp Phàm có vẻ đắc ý. Ép, cậu dùng cái gì ép? Cổ bảo toàn cũng hứng thú, biết tiểu tử này có lắm trò. Tập đoàn Nam Cung ở Hồng Kông mới vừa xây xong một tòa nhà gọi là Cao ốc Thiên Mã. Lần trước tập đoàn Phi Vân vẫn muốn thuê một tầng vì tầng thứ tư đã bị Bố Thăng thuê rồi. Vì để chiếm được địa bàn này mà hai nhà đang ra sức, tôi điều tra ra tư liệu thì biết chỗ này có quan hệ lớn tới việc làm ăn của bọn họ. Lúc tôi ở Lâm Tuyền không phải là giúp tập đoàn Nam Cung sao? Vì thế đã lợi dụng quan hệ lấy được nửa tầng lầu chuyển cho tiên sinh Tiếu Phi thành tập đoàn Phi Vân. Từ đó mà bọn họ đã đáp ứng đầu tư nhà máy Ngư Dương chúng ta, chẳng qua sau này có sự thay đổi trong hội đồng quản trị nên xảy ra biến cố, tuy nhiên chúng ta cũng có 300 vạn bồi thường. Cũng không coi là hao vốn. Mấy ngày qua tôi vẫn ra sức, hiện giờ thông qua vài bạn bè đã lấy được một nửa tầng lầu thứ ba của Cao ốc Thiên Mã, chuyển phí thuê lại là 2.000 vạn. Diệp Phàm vừa nói đến đây cổ bảo toàn không nhịn được lập tức nghiêm nghị. Tầm 7, cậu đem 2.000 vạn của khu kinh tế rút ra, nếu như không ai thuê lại thì cậu làm sao? Cậu đấy, làm việc không suy nghĩ hậu quả, đây chính là muốn vào tù. Cổ bảo toàn lạnh cả người. Ngay cả mồ hôi hột cũng toát ra. Nếu như không có 2.000 vạn thì còn làm thế nào thi hành mạng giao thông lớn Lâm Tuyền? Không có mạng giao thông lớn Lâm Tuyền thì làm sao khu kinh tế Lâm Tuyền bay lên? Kinh tế làm không đi lên sẽ ảnh hưởng đến toàn huyện, ảnh hưởng đến ngũ quan của mình. Bí thư cổ, anh hãy nghe tôi nói 2.000 vạn đúng là tôi cầm đi thanh toán, ban đầu vì sợ anh không đồng ý nên không nói cho anh biết. Để kịp quyền thuê thì chiều hôm qua tôi đã phải đi Hồng Kông. Quả nhiên không ngoài sở liệu của tôi, tập đoàn Bố Thăng, có nhu cầu cấp bách thuê mặt tiền lầu 3 Cao ốc Thiên Mã. Tuy nhiên khi tôi đem chuyện nhà máy dệt Ngư Dương nói với bọn họ yêu cầu đầu tư thì bọn họ khéo léo từ chối. Nói thật, lợi nhuận nhà máy chúng ta đúng là không cao, làm không tốt còn phải hao vốn, đám ôn chủ Hồng Kông dày dạn dĩ nhiên là coi thường. Tuy nhiên bọn họ nói là có thể xuất ra 2.200 vạn để cho tôi đem quyền thuê mặt tiền tầng 3 Cao ốc Thiên Mã trong mấy năm chuyển nhượng lại. Tôi tạm thời chưa đồng ý, cho bọn họ kỳ hạn 10 giờ sáng mai. Nếu như không đáp ứng tôi sẽ đi tìm tiên sinh Tiếu Phi Thành của tập đoàn Phi Vân, tôi tin tưởng Bố Thăng tuyệt đối sẽ không chịu được. Theo tôi đoán, nếu nửa tầng thứ 3 của Cao ốc Thiên Mã để cho Bố Thăng cầm đi, hơn nữa bọn họ đã đoạt tiên cơ tầng thứ tư thì Tiếu Phi Thành có cổ phần khống chế tập đoàn Phi Vân sẽ bị tổn thất trọng đại, tuyệt đối không dừng ở con số 2.000 vạn này. Chuyện này tôi nắm chắc tới 8 thành, cho dù cuối cùng hai nhà bọn họ không đồng ý đầu tư thì chúng ta nhượng quyền thuê lại cũng có thể kiếm về chừng 200 vạn.
tôi đoán chừng nếu như để cho hai nhà giáp mặt thì phí thuê còn cao hơn. Diệp Phàm tự tin, nói thêm. Hơn nữa, chuyện này tôi không nói trước với ngài vì để xảy ra chuyện gì bất chắc sẽ một mình tôi chịu hết, tôi cũng bị bước lên lương sơn rồi, nếu không làm thì không làm, muốn làm phải làm cho tốt, thất bại thì ngồi tù. Ai, lá gan của cậu thật đúng là lớn, có quyết đoán, Cổ Bảo Toàn tôi bội phục. Cổ Bảo Toàn nói, suy nghĩ một chút liền cẩn thận. Cậu phải nhanh lên một chút, nếu hai công ty không đồng ý thì nhanh chóng chuyển quyền thuê rồi về, có thể kiếm được 200 vạn đã coi như là công lớn rồi. Tôi sợ bên Ngư Dương có mắt nhìn vào, chậm thì sinh biến, cậu phải cẩn thận nếu không thất bại. Tôi biết rồi, xế chiều ngày mai chắc sẽ sáng tỏ, nếu không thành tôi lập tức cho thuê lại rồi lấy tiền trở về ngay. Diệp Phàm ngưng trọng nói. Bí thư Cổ, xin lỗi rồi, tôi hơi manh động. Ai, cậu tự bảo trọng. Cổ Bảo Toàn thở dài cúp điện thoại, lẩm bẩm. Tiểu tử này, cậu lại làm ra chuyện động trời, nếu như không được bắt chết cũng không quá đáng. Ai, giống như lá gan của đám anh hùng thảo mãng ngày xưa vậy. Cổ Bảo Toàn này không bằng hắn, chẳng lẽ tiểu tử này là con rồng, nhân tài là như vậy, người làm đại sự không thể chần chừ, muốn làm đại sự cũng phải có tâm lý cờ bạc, cho phép ba, hắn đánh cuộc chính là đời người, dùng cả đời đánh cuộc tiền trình. Mới vừa để điện thoại xuống thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cửa vừa mở thì một người thanh niên xa lạ tiến vào, thân hình và tướng mạo bình thường, chừng hai mấy tuổi, chỉ là cặp mắt rất linh động nhưng trên mặt có chút dấu hiệu của bệnh tật. Người thanh niên hành lễ một cái gần theo nghi thức quân đội, nói khẽ. Tôi tên là Phương Viên, trạm trưởng Trấn Đông Tà bảo tôi tới đây. À, vào đi. Diệp Phàm để người kia tiến vào rồi đóng cửa lại. Nơi này nói chuyện có được hay không? Phương Viên liếc mắt nhìn gian phòng hỏi. Không có chuyện gì, hiện tại không ai, vốn là có một nữ thuộc hạ, bây giờ cô ấy đi làm đầu rồi. Diệp Phàm cười nói. Đặc cần tổ chiến long thứ 8, phó trạm trưởng Hồng Kông trung tá Phương Viên gờ bái kiến Diệp phó soái. Phương Viên làm một động tác thi lễ của võ sĩ diện kiến tiền bối quỳ nửa đầu gối hai tay đưa lên một tấm thẻ chứng minh và một tấm thẻ thân phận đặc cần màu xanh. Tấm thẻ này rất đặc biệt, bên trên có một góc biến hình viết một chữ nhất theo lối thảo. Nghe nói tấm thẻ này là đặc chế, đầu tiên là được một cơ cấu đặc thù trên trạm hòa bình của Nga dập thành, trải qua nhiều đường rồi được cao thủ siêu cấp quốc thuật Trung Quốc dùng nội kình đặc thù áp chế mà thành, nên thẻ này có thể phòng cháy, không thấm nước, trong áp lực mấy ngàn cân có thể biến hình nhưng không hư hại, giảm áp lực sẽ trở về nguyên dạng. Chỉ cần dùng một đầu ngón tay nhấn vào là có hiệu quả đặc thù. Muốn phỏng chế là không thể, dĩ nhiên bí mật này chỉ có cao thủ nội kình của tổ đặc cần mới biết được. Anh chính là Phương Viên, đứng lên đi. Diệp Phàm nhận lấy tấm thẻ đặc biệt, khẽ hành khí dồn nội kình vào kiểm tra thì tấm thẻ thay đổi hiện ra một vài tư liệu về Phương Viên một chút tài liệu, vừa nhìn cũng biết không phải là giả rồi. Đương nhiên, người bình thường cũng có thể thử, dùng ngón tay nhấn vào thì nhiệt độ cơ thể sẽ cảm ứng hiện ra chức vụ cấp bậc cơ bản của người cầm thẻ. Còn muốn hiện thêm thì phải dùng nội kình mới có thể hiện ra, người bình thường phát hiện không được. Đương nhiên, nghe nói thẻ đặc biệt này cũng có phân cấp, theo thứ tự là ngọc, kim, bạc, đồng, sắt. Cao thủ tứ đoạn đến ngũ đoạn, cấp bậc thượng tá trở xuống thì dùng thẻ sắt. Tổ phó của 8 phân tổ lớn, nếu như công lực không đạt tới lục đoạn thì cũng dùng thẻ đồng, bọn họ phần lớn đều có cấp bậc đại tá, cá biệt cũng có thiếu tướng. Đương nhiên. Cấp bậc cũng không phải là đặc biệt trọng yếu, khác nhau tại chức vụ, ví dụ như Diệp Phàm, hắn được tổng bộ nhận định là cao thủ lục đoạn, cấp bậc mới thượng tá nhưng lại dùng thẻ bạc. Bởi vì chức vụ cao Diệp Phàm, là phó soái của tổ hạch tâm chiến long, cảnh giới quốc thuật lục đoạn, tuy nói là khách khanh nhưng vì còn quá trẻ đã có thân thủ lục đoạn nên tổng bộ đặc biệt để hắn giữ thẻ bạc. Thiết Chiêm Hùng cũng là thẻ bạc, tổ trưởng 8 phân tổ của tổng bộ cũng vậy. Tổ phó nếu như cảnh giới chưa đến lục đoạn thì không được thẻ bạc mà dùng thẻ đồng, chỉ cao hơn đội viên bình thường một cấp. Diệp Phàm đoán chừng là tổ phó duy nhất trong 8 tổ có thẻ bạc. Trong tổ đặc cần thì mạnh nhất là tổ 8, danh xưng trong quốc gia là Chiến Long Tổ. Chỉ có tổ trưởng tổ này mới có thể xưng là soái vì bọn họ là tổ chiến đấu đặc thù. Thiết Chiêm Hùng đã là soái thì Diệp Phàm là phó soái, các tổ khác chỉ gọi là tổ trưởng mà không thể gọi là soái. Chương 548, quyền lực thẻ A của đặc cần. Tựa như tổ một tổ bảo vệ Trung Nam Hải là do sát thần lang phá thiên chịu trách nhiệm,
chuyên thu xếp bảo vệ an ninh cho mấy ủy viên thường vụ của Cục Chính trị. Bất cứ lúc nào, mỗi thường vụ của Cục Chính trị đều có một cao thủ ngũ đoạn đỉnh cấp bên cạnh bảo vệ, những bảo vệ khác tuy nói thuộc về cao thủ này chỉ huy nhưng không phải là đội viên chính thức của tổ đặc cần, công lực khoảng từ nhị đoạn đến tam đoạn, danh hiệu của bọn họ là nhân viên Cục Cảnh vệ trực thuộc Văn phòng Bảo vệ Trung ương. Hoa Hạ tuy lớn nhưng cao thủ tứ đoạn cũng không nhiều. Quốc gia đương nhiên cũng muốn chiêu tập một nhóm cao thủ tứ đoạn trở lên, trải qua huấn luyện đặc thù để trở thành một quân nhân cao cấp. Tuy nhiên quá khó để tìm, có lại có khi không đồng ý gia nhập hoặc là thuộc về môn phái võ lâm lâu năm như Thiếu Lâm Võ Đang Nga Mi Thanh Thành, những cao thủ trong những môn phái này không nhiều lắm, dĩ nhiên muốn chiêu mộ lại càng khó. Trong môn phái của bọn họ khó khăn lắm mới bồi dưỡng được vài cao thủ tứ đoạn, dĩ nhiên không ai muốn cho. Đối với một vài môn phái lâu đời, chỉ cần bọn họ không làm ra chuyện gì thương thiên hại lý thì quốc gia cũng mắt nhắm mắt mở không quản. Nếu có phạm pháp một chút thì quốc gia cũng làm lơ, dĩ nhiên nếu quốc gia gặp nạn thì những môn phái này cũng đứng ra, nên trên thực tế thành viên chính thức của tổ đặc cần còn chưa đến 60 người, chỉ chừng khoảng 50 người. Tổ Chiến Long đã chiếm đi gần 20 người, tổ lớn thứ hai là tổ bảo vệ Trung Nam Hải chiếm đi 8 người, các phân tổ khác có số người không đều nhau, từ 2 đến 6 người nhưng không vượt quá 6 người. Do phải chia 50 mấy người này cho toàn thế giới nên có những quốc gia còn không được lấy một người. Cả châu Mỹ có thể được phân tới 3 người cũng là không tệ rồi, vì chỉ cần là dũng sĩ trong tổ đặc cần thì đều là tinh anh của Hoa Hạ. Thẻ vàng đặc cần dành cho phó soái của tổng bộ, đẳng cấp khoảng chừng thất đoạn, sử dụng. Những người này đều là quân nhân đặc biệt có cấp bậc trung tướng, đương nhiên, số lượng cũng không nhiều, chỉ có 2 người. Thẻ ngọc đặc cần nghe nói hiện nay chỉ có 3 chiếc. Một ở trong tay Chủ tịch nước Trấn Sơn Hà, một ở trong tay lãnh đạo tối cao tổ đặc cần Tổng thủ lĩnh Thượng tướng Trấn Quốc Hải, chiếc cuối cùng thì không biết nằm trong tay ai, có người đồn rằng ở trong tay siêu cao thủ trên cửu đoạn của tổ đặc cần, cũng có người nói người đó chỉ có trình độ bát đoạn đỉnh cấp. Những nhân sĩ trong giới nói cũng không thống nhất, chưa từng thấy cao thủ thần bí siêu đẳng cấp kia hiện thân. Cũng có người suy đoán người này chính là trưởng lão một môn phái nào đó, nhưng phái nào thì lại khác nhau. Đương nhiên, quyền lực cũng biến đổi theo màu sắc thẻ đặc cần. Thẻ sắt đặc cần trong tình huống khẩn cấp nhiều nhất có thể điều động từ bộ đội địa phương bán chính quy cho tới nhân viên các cơ quan sức mạnh đặc thù của quốc gia như công an, quốc an. Thẻ đồng có thể trực tiếp điều động khoảng 20 thành viên của những ngành này. Quyền lực của thẻ bạc thì đã rất lớn rồi vì toàn bộ thẻ bạc của tổng bộ nằm trong tay 8 tổ trưởng, có thể trực tiếp điều động ngay cả một binh đoàn chính quy phối hợp thi hành nhiệm vụ đặc biệt khẩn cấp. Đương nhiên, quyền lực đó sau khi xin chỉ thị thượng cấp thì còn lớn hơn nhiều. Tỷ như trong tình huống cần thiết mà lại được thượng cấp đồng ý, Thiết Chiêm Hùng có thể điều động cả một binh đoàn gồm quốc an, công an, cảnh sát vũ trang, hải quan, đường sắt và bộ đội địa phương của 7 tỉnh phía Nam. Điều động quân đội vốn cần thông qua quân ủy trung ương, điều động quy mô nhỏ cũng phải xin chỉ thị của lãnh đạo đại quân khu. Đặc quyền của Thiết Chiêm Hùng chính ở chỗ này. Nói thí dụ như vùng duyên hải Thủy Châu phát sinh sự kiện trọng đại có liên quan tới sự an toàn của quốc gia, Thiết Chiêm Hùng có thể không thông qua đại quân khu lĩnh Nam, trực tiếp chỉ thị tập đoàn quân số 2 đóng ở Thủy Châu trực thuộc đại quân khu lĩnh Nam phái ra một binh đoàn hoàn chỉnh tới phối hợp thi hành nhiệm vụ. Khi chỉ thị ban xuống thì có là thống soái tối cao Cố Thiên Kỳ của tập đoàn quân số 2 Thủy Châu đang ở trong quân cũng phải phục tùng. Đương nhiên, khi điều động bộ đội nhân viên vượt qua một binh đoàn thì phải xin chỉ thị của quân ủy rồi. Có lẽ có người sẽ hỏi nếu Thiết Chiêm Hùng gây ra chuyện bất lợi đối với quốc gia thì sao, có quyền lực lớn như vậy, có thể điều động nhiều nhân viên các bộ sức mạnh như vậy thì thật là đáng sợ. Thật ra thì tổ đặc cần đương nhiên cũng có những biện pháp khống chế, không thể nào cho phép một người một tay che trời được. Kiểu như bên cạnh Thiết Chiêm Hùng nhất định có người của lãnh đạo tối cao của quốc gia Trấn Sơn Hà hoặc là lãnh đạo tối cao của đặc cần Thượng tướng Trấn Đông Hải báo chí theo dõi sát sao, chỉ một cú điện thoại là họ sẽ biết tin tức. Những người này có điểm giống như mật thám trong hoàng cung cổ đại, thường gọi là cao thủ đại nội. Đương nhiên, Thiết Chiêm Hùng cũng biết điều đó nên cũng không làm quá giới hạn. Chỉ cần là chuyện nhỏ không vượt quá giới hạn thì cấp trên cũng không quản, dù sao cũng phải cho những dũng sĩ bán mạng cấp dưới một chút quyền lực. Nếu không thì ai nguyện ý bán mạng sống đi làm? Có chuyện gì không? Diệp Phàm hỏi bâng quơ. Tôi muốn bán mình, Phương Viên vốn không khiến người sợ hãi thì không lên tiếng, bật ra bốn chữ thiếu chút nữa làm cho Diệp Phàm nổ con mắt. Bán mình?
Diệp Phàm chấn động tâm hồn, không khỏi kinh ngạc nhìn Phương Viên chằm chằm, thầm nghĩ, thời đại nào rồi mà còn có chuyện bán mình. Nếu ở thời cổ đại, Phương Viên lại là một cô gái xinh đẹp thì để giá công khai trên lá cỏ, đưa đến chỗ bán mình, gõ mấy tiếng mõ là có thể giao bán mình, người có ác tâm hay không? Chẳng qua, anh ta nói như vậy nhất định là có nguyên nhân, cứ nghe đã rồi hãy nói. Tôi biết phó soái sẽ cảm thấy kinh ngạc. Phương Viên hơi buồn rầu thở dài một hơi, chớp mắt đã lập tức trở lại bình tĩnh, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt kiên nghị. Tôi xuất thân ở một thôn nhỏ hẻo lánh của tỉnh Thích Ninh, thôn đó rất nghèo, nhưng rất đẹp. Khi còn bé có gặp một ông lão nhỏ gầy mãi võ bán thuốc. Cơ duyên xảo hợp, ông ấy đã truyền cho ta mấy chiêu. Đến năm 23 tuổi, cố dùng toàn lực thì một cước có thể đá vỡ một chồng 4 viên gạch xanh, chắc phải có cước lực khoảng 700-800 cân. Nếu như phân đoạn theo võ thuật truyền thống thì chính là cấp khởi đầu của tứ đoạn. Năm nay ta tròn 25 tuổi rồi. Lần trước tôi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt ở Thái Lan đã bị ám toán, sau trở về thì thân thể dần dần suy yếu đi mà không tìm được nguyên nhân, một cước chỉ có thể đá vỡ chồng 2 viên gạch xanh thôi, hơn nữa còn hơi mệt. Gần đây ta cảm giác càng ngày càng không tốt, có lẽ lại tiếp tục xấu đi. Ngoài cảm giác thân thể yếu đi thì còn có bệnh gì khác không? Diệp Phàm thấy vẻ mặt bi thương của Phương Viên thì không nhịn được hỏi. Phương Viên ấp a ấp úng, dường như có ẩn tình khó nói. Nói đi, tôi không thích quanh co. Diệp Phàm dậm chân, vẻ mặt nghiêm túc. Cái đó, không lên. Phương Viên cuối cùng cũng khổ sở thốt ra hai chữ cốt yếu, thoáng chốc đã như nhẹ nhàng hơn nhiều, nói tiếp. Tôi còn được xem là đàn ông sao? Vì thế tôi muốn bán mình. Ngày hôm qua nghe trạm trưởng của thị trấn nói, cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông. Thì ra là như vậy. Một người đã từng là thiên tài võ thuật truyền thống tứ đoạn, một thiên tài mới 23 tuổi đã tiến cấp tứ đoạn mà lại trở thành một phế nhân. Chỉ riêng thân thủ bị phế đi thì có lẽ Phương Viên cũng không đau thương như thế, đàn ông không lên được thì thực là bi thương. Không có gì để vui vẻ nữa. Nhìn gái đẹp mà chỉ có thể chảy nước miếng. Một thái giám sống. Cuộc sống đúng là không còn ý nghĩa gì nữa, khó trách Hy lại đề xuất chuyện bán mình, đơn giản không phải là hy vọng có thể tăng thêm pháp lực. Diệp Phàm thầm suy nghĩ rồi nói, ý của cậu là ta xuất thủ dẫn cậu đi Thái Lan tìm kẻ đã ám toán ngươi, chữa trị tận gốc thương thế của cậu. Ừ, tôi biết hy vọng cũng rất xa vời, chẳng qua, không đi thì không khỏi áy náy. Bất kể thành hay không, tôi đã quyết ý từ nay về sau đi theo Diệp phó soái rồi. Ngày mai tôi muốn rời khỏi tổ đặc cần, tổng bộ cho ta 20 vạn là một khoản tiền không nhỏ nhưng nhận mà để làm gì chứ? Tôi chỉ muốn trị lành bệnh của ta, nếu không thì đời người thật vô vị, vì như vậy cũng giống như một xác ướp biết đi, chi bằng đi thử một chuyến, có chết ở Thái Lan tôi cũng an lòng. Nếu như may mắn có thể còn sống trở lại, tôi sẽ cả đời nghe lệnh của Diệp tiên sinh, chỉ nghe lệnh của một mình Diệp tiên sinh. Bất kể là cái gì, quốc gia, nhân dân. Thiên hạ đều không liên quan tới tôi. Chỉ cần tiên sinh một câu nói, giết người phóng hỏa thì Phương Viên tôi cũng sẽ không nháy mắt. Phương Viên vừa nói với vẻ xúc động phẫn nộ dị thường. Diệp Phàm chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe bạch quang, xoẹt một tiếng nhỏ, một thanh chủy thủ sắc bén đã cứa lên trên cánh tay trái của Phương Viên thượng một vết rạch đáng sợ dài khoảng 10 phân, hở hoác ra thịt, có thể lờ mờ nhìn thấy cả xương trắng hếu. Cậu làm gì vậy? Diệp Phàm la lên. Tôi dùng đao này cắt máu xin thề, nếu như Diệp tiên sinh đưa Phương Viên đi Thái Lan một chuyến, bất kể chuyện thành hay không, Phương Viên sẽ đi theo làm trâu làm ngựa cho Diệp tiên sinh trong cả cuộc đời này. Hắn nói dứt lời thì lập tức móc từ trong túi ra thuốc men khăn lụa rồi băng bó lại rất thuần thục. Quốc gia không quan tâm đến chuyện của cậu sao? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi, trong lòng ngầm có chút nổi giận. Thầm nghĩ nếu như tổ đặc cần mà vô tình như vậy thì thật đúng là phải suy nghĩ về hành động sau này. Có, lúc đầu có phái cao thủ lục đẳng dùng thân phận khách du lịch đi Thái Lan bí mật điều tra nghe ngóng một vòng, thời gian dài một tháng nhưng không có kết quả. Biển người mênh mang, căn bản khó có thể tìm được người chơi đòn ngầm vì không có mục tiêu. Tôi biết quốc gia cũng cố hết sức rồi, tôi không trách quốc gia, chỉ là số phận của tôi không tốt. Chẳng qua là tôi còn chưa từ bỏ ý định, ta muốn thử một lần cuối cùng, cho dù có chết cũng an tâm. Phương Viên ánh mắt như sói. Tựa như lộ ra sát khí lạnh băng. Được, đúng là đàn ông, Diệp Phàm ngầm khen ngợi, thầm nghĩ, nếu quả thật có thể chữa khỏi thương thế cho y, một là tích chút công đức,
hai là thêm một thủ hạ một lòng chịu bán mạng cho mình. Đời người rất dài, có hảo thủ như vậy cho mình sử dụng làm ít chuyện riêng cũng thuận tiện. Có một số việc theo đạo lý chính nghĩa mà nói thì không nên làm. Tuy nói làm việc phải chính đáng, đường lớn vẫn phải theo, nhưng chẳng qua lách một chút là được. Hắn gật đầu, nói, được, mạng của cậu tôi mua, yên tâm, tôi là người đáp ứng rồi thì sẽ làm hết sức, trước mắt người có tính toán gì không? Đã bán mạng cho chủ công rồi, sau này lúc riêng tư tôi sẽ gọi ngài là chủ công, lúc có người sẽ xưng hô như bình thường. Tôi nghe chủ công thu xếp, tổng bộ cũng có ưu đãi cho tôi chọn, có thể đi công an, quốc an, pháp viện, viện kiểm sát, hoặc là ủy ban nhân dân, quân đội bình thường đều được. Địa điểm cũng do ta chọn. Tôi biết tổng bộ cũng cảm thấy ngượng, thật ra thì ta không trách lãnh đạo đặc cần. Bọn họ cũng cố hết sức rồi, cũng không thể vì chuyện của tôi mà bố trí một cao thủ lục đẳng ở Thái Lan lâu dài, điều đó là không thực tế. Chỉ có thể trách phương viên tôi không may mắn. Chẳng qua, phương viên tôi phát hiện ra bây giờ vẫn có may mắn, đó là chủ công khiến ta thấy có hy vọng. Phương viên mắt sáng rực. Chương 549, ép người cũng là một môn nghệ thuật. Vậy thì tới ủy ban kiểm tra, điều chuyển tới ủy ban kiểm tra thành phố Mặc Hương, có lẽ với thân phận của cậu có thể giành được vị trí phó bí thư. Quan quân bộ đội bình thường chuyển nghề đến địa phương đều giáng xuống từ 1 đến 2 cấp, không phải là tuyệt đối cùng cấp. Trong công tác thực tế cũng sẽ dựa theo chức vụ hành chính tiến hành điều chỉnh tương ứng, tỉ như đang ở trung tá cấp chính đoàn, điều chuyển đến địa phương thì chính là huyện cục. Hơn nữa chuyển nghề đến địa phương bình thường sẽ giáng cấp sử dụng. Trung tá chuyển nghề đến địa phương rất có thể làm trưởng phòng. Tuy nhiên, quan quân liệp báo chuyển nghề là cùng cấp bậc sử dụng, chỉ có quan quân tổ A đặc cần chuyển nghề là ngoại lệ, theo như quy định sẽ tăng một cấp đặc biệt, đây có lẽ là ưu đãi của quốc gia đối với cán bộ chuyển quân chính thức của tổ A đặc cần. Chẳng qua thành viên chính thức tổ A đặc cần rất ít khi chuyển nghề, trừ phi bị trọng thương hoặc qua 50 tuổi, thân thể biến chất mới đồng ý chuyển nghề đến địa phương. Trường hợp của cậu thuộc về trọng thương, cậu đã là trung tá, thăng một cấp chính là thượng tá chuyển đến địa phương. Chuyện này hơi vận động triển khai một chút, bởi tới ủy ban kiểm tra kiếm một chức vụ thực chức cấp phó phòng hẳn là không thành vấn đề. Nếu ở huyện một cấp ủy ban kiểm tra có thể đủ vào đảng. Cậu tới ủy ban kiểm tra thành phố Mặc Hương trước, những chuyện khác nhìn tình huống mà định, còn chuyện đi Thái Lan, khi nào rảnh rỗi tôi sẽ đi. Cậu cũng không cần ủ rũ như vậy. Cậu tới bệnh viện chính quy băng bó một chút, trở lại tôi sẽ kiểm tra nguồn gốc căn bệnh cho cậu. Sau khi được Diệp Phàm thu xếp, phương viên tràn đầy hy vọng bước đi. Nhân tài khó có được, muốn tìm được một nhân tài trung thành làm thuộc hạ, lại càng khó. Xem ra trên lưng mình lại gánh một bao đồ nguy hiểm, tuy nhiên mình thấy rất trị giá, đáng giá đi mạo hiểm một chuyến. Diệp Phàm lẩm bẩm nói, buổi sáng lười biếng tỉnh dậy, mới vừa ăn xong cơm trưa. Trang Hồng Ngọc nhẹ nhàng đẩy qua một cái hộp tinh xảo, không phải là đôi hoa tai mua được hôm đó chứ. Cô ta nói, cảm ơn chủ nhiệm Diệp, hôm đó đã giúp tôi mở miệng chút giận, món quà này tôi không thể nhận được, xin anh nhận lại. Ha ha, cũng tốt, em gái tôi vừa vặn đang không có hoa tai, nó nhất định sẽ thích. Diệp Phàm cũng không từ chối, biết Trang Hồng Ngọc là cô gái kiêu ngạo như vậy, chắc chắn sẽ không nhận lễ vật nặng như thế. Bởi vì Trang Hồng Ngọc lúc trước có nói qua, cô ấy từ trước đến giờ trừ phụ thân cùng tiền bối, lễ vật quý trọng của những người đàn ông khác đều không nhận. Hồng Ngọc, trong nhà cô còn người nào? Diệp Phàm thuận miệng tán gẫu nói. Anh trai, chị gái, em gái, tất cả đều đầy đủ hết. Trang Hồng Ngọc mặc dù chậm rãi nói, nhưng trên mặt hiện lên một loại cảm giác hạnh phúc. Xem ra cô gái này rất quan tâm đến gia đình. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân cô ta không nhận quà của đàn ông. Những cô gái như vậy bình thường đều tương đối cố chấp, khi lựa chọn bạn trai đều rất tỉnh táo, thận trọng. Nếu muốn phát sinh chuyện phong lưu với cô ta là hoàn toàn không thể. Trong lòng Diệp Phàm hơi cảm thấy thất vọng. Lão phí, đã điều tra xong rồi, tiểu tử đó đúng là đem 2.000 vạn chuyển đi, to gan lớn mật. Có lẽ đám người ở khu kinh tế Lâm Tuyền cũng chẳng hay biết gì. Bí thư ủy ban kỷ luật Chu Trường Hà cười khan nói. Lẽ nào thật sự mang tiền lẩn trốn rồi, nếu như tiểu tử này không trở lại chúng ta muốn bắt hắn cũng không có cách nào. Phí Mặc nói, trên mặt cảm thấy rất không thoải mái, cảm thấy cho tiểu tử này chạy ra nước ngoài đi hưởng phúc thật là đáng tiếc. Có khả năng,
Tuy nhiên tôi cảm thấy chúng ta tạm thời cứ yên lặng theo dõi kỳ biến là tốt nhất, để tránh đánh rắn động cỏ. Nếu không phải mang tiền chạy trốn thì là cái gì? Trong lòng Chu Trường Hà cũng rất buồn bực, không biết trong đầu Diệp Phàm đang toan tính gì. Mặc dù không phải nuốt tiền lẩn trốn, chúng ta cũng phải có cách trị tội hắn, trước hết chính là tham ô công quỹ, không biết có phải dùng số tiền kia cầm đi qua tay mua bán kiếm tiền riêng không? Phí Mặc giật mình nói. Có khả năng, có lẽ cầm tiền đi kiếm tiền riêng cho mình, sau khi làm ăn qua tay có thể kiếm được mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn, chúng ta phải nghĩ cách ép hắn quay về trước, sau đó lập tức ra tay, trước khi còn chưa lấy được tiền về phải định tội hắn, hắn muốn lật lọng cũng không có cơ hội. Nếu không chờ hắn buôn bán kiếm tiền trở về thì chúng ta đã chậm. Chu Trường Hà âm trầm nói. Ép. Phí Mặc hừ một tiếng, suy nghĩ một lát lại hỏi. Kế này rất hay, lão Chu, ông có cách gì hay có thể ép tiểu tử này trở lại? Hơn nữa, ép người cũng phải có nghệ thuật, phải không có dấu vết mới được. Nếu không tiểu tử này nghe được động tĩnh chuẩn bị trước thì không hay, chúng ta phải ra tay bất ngờ mới được. Đúng. Nếu muốn ép hắn mà không có dấu vết tương đối khó khăn, để tôi suy nghĩ. Chu Trường Hà trầm mặc một lát, sắc mặt lại càng ngưng trọng, một hồi lâu sau, lắc đầu nói. Tôi tạm thời không có cách gì hay, lão Phi anh có cách gì không? Nếu không không kịp mất. Tôi thật ra có một cách, gần đây Tạ Đoan và Mâu Dũng của thị trấn Lâm Tuyền không phải mới kiếm được 800 vạn từ tập đoàn điện lực thành phố sao? Phí Mặc bình thản nói. Chuyện này có quan hệ gì với Diệp Phàm? Chu Trường Hà vẫn không hiểu rõ. Ha ha, thị trấn Lâm Tuyền không phải mượn khoản tiền 5-600 vạn của khu kinh tế để sửa đường sao? Phí Mặc cười nói. Anh nói là ép thị trấn Lâm Tuyền trả lại số tiền đó cho khu kinh tế, chuyện này mà loạn sẽ rất ồn ào, ngay cả hai phó chủ nhiệm cũng không có cách nào xử lý, làm cho nhân vật số 1 của khu kinh tế là Diệp Phàm phải trở về gấp có phải không? Chu Trường Hà bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng mắng thầm lão hồ ly, ông đã sớm nghĩ ra cách này còn muốn hỏi tôi, đoán chừng nếu tôi có cách, ông sẽ không động thủ, mẹ kiếp, vừa muốn làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ trinh tiết, thứ gì vậy chứ? Đúng, chúng ta chia nhau làm việc, tôi nghĩ lãnh đạo của 6 thị trấn, 2 thị xã nhất định sẽ đỏ mắt nhìn chằm chằm vào số tiền 800 vạn đó. Thứ nhất, nếu như thị trấn Lâm Tuyền có khoản tiền 800 vạn này sẽ như hổ mọc thêm cánh. Những thị xã khác muốn vượt qua nó sẽ càng khó khăn. Thứ hai, thị trấn Lâm Tuyền đem số tiền 500 vạn để sửa đường vốn thuộc về khu kinh tế Lâm Tuyền giải quyết nhà máy thép đúc của nhà máy giấy. Thế tất tạo thành tài chính sửa đường của các thị xã khác xuất hiện lỗ hổng khổng lồ. Trước kia thị trấn Lâm Tuyền không có tiền, 7 vị đầu sỏ khác nghe nói trong hội nghị đảng ủy của khu kinh tế đã cùng tiểu tử Mâu Dũng vật lộn một trận. Lúc ấy nghe nói Mâu Dũng lấy lý do huyện ủy cưỡng chế để dẹp yên chuyện này. Khi đó thị trấn Lâm Tuyền không có năng lực kinh tế còn có số tiền kia, 7 đầu sỏ khác muốn ép cũng vô dụng, cũng tạm thời buông tha thị trấn Lâm Tuyền. Trước khác nay khác, tình huống bây giờ khác nhau rất lớn rồi, trong tay thị trấn Lâm Tuyền cầm khoản tiền lớn 800 vạn, 7 đầu sỏ khác đoán chừng đã sớm đỏ mắt ghen tị, chúng ta chỉ cần ở trong đốt một mồi lửa. Anh dùng quạt sắt lại gắng sức khẽ quạt. Lửa kia sẽ cháy càng to. Mâu thuẫn kích thích, Diệp Phàm không vội vàng trở về cũng không được, phải nắm chặt cơ hội, lập tức bắt đầu hành động. Lão Chu, anh vận dụng tất cả thủ đoạn quạt lửa, bên đây tôi có thể gọi Tiểu Nguyệt và Quốc Ân từ trong giúp sức. Được. Chu Trường Hà gật đầu nói. Trong lòng mắng, thằng nhãi con Diệp Phàm, lần này xem hắn còn trốn đi đâu được, Tôn Hầu Tử có thể thoát khỏi lòng bàn tay Phật Như Lai sao? Đạo hạnh của hắn còn chưa đủ sâu. Buổi tối, Diệp Phàm sốt ruột chờ đợi tập đoàn Bố Thăng hồi âm, tuy nhiên đến bây giờ vẫn không có động tĩnh. Bố Thăng, tôi chỉ đợi đến 10 giờ sáng ngày, nếu không có hồi âm tôi không thể làm gì khác hơn là tiến quân về tập đoàn Phi Vân, tin tưởng bọn họ sẽ thích cao ốc Thiên Mã. Diệp Phàm lẩm bẩm nói, rót rượu ra uống một hơi cạn sạch. Chú Tề, Tề Thiên còn đang Hồng Kông sao? Cháu là Y Tuyết, em cháu. Gặp nguy hiểm rồi, Tổng Giám Đốc Thái Y Tuyết của Kim Thế Giới Hồng Kông khóc nức nở kêu lên. Chuyện gì xảy ra, nói mau. Tề Chấn Đào thất kinh, xem ra sự việc thật sự nghiêm trọng, bởi vì em trai Thái Y Tuyết là Thái Kỳ nhậm chức bộ đội bí mật phi hổ đội Hồng Kông, chẳng lẽ trong lúc thi hành nhiệm vụ xảy ra sơ suất gì? Có lẽ đã nguy hại đến an toàn bản thân, nếu không Thái Y Tuyết luôn luôn trầm ổn, nắm giữ tài chính công ty hơn tỷ vạn sẽ không lộ ra vẻ bối rối như vậy.
Tề gia và Thái gia qua lại mấy đời, quan hệ rất thân thiết. Thật ra Thái gia đang âm thầm lợi dụng lực ảnh hưởng của mình, từ phương diện tài lực ủng hộ con đường thăng quan của Tề gia. Tỷ như muốn khi tạo ra chính tích Thái gia ở Hoa Hạ đầu tư mấy tỷ, thì ngược lại Thái gia đã ở mượn thế lực của Tề gia ở chính quyền Hoa Hạ kiếm được lợi ích tràn đầy. Hai nhà cũng có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ là chí thú bất đồng, một bên chú trọng quan trường, một bên làm kinh doanh. 3 giờ trước, Tổng Giám đốc Đinh Xuân Thu của khách sạn Bảo Đức Lai tới, Đế Uy Sơn Trang, đánh cuộc, thua một người khách tên là Tống Ngọc hơn 500 vạn, bên cạnh y có mang theo một hộ vệ, ngoại hiệu là Phi Thiên Ngô Công. Tên này đột nhiên tức giận, bất ngờ móc từ trong dương ra giả vờ đựng tiền một quả lựu đạn bắt cóc Đinh Xuân Thu. Y tuyên bố, hình như là muốn bắt người nhà Đinh Xuân Thu giao ra một thứ gì bí mật. Nghe nói Đinh gia có cửu oán với đời trước của gã hộ vệ Phi Thiên Ngô Công đó. Thái Kỳ vừa nghe, lập tức mang theo 5 đội viên của Phi Hổ đội lên đường. Trong lúc đàm phán, Phi Thiên Ngô Công uy hiếp những người khác, lại rút từ trong chiếc dương của y một bó thuốc nổ, trói vào em trai cháu và Đinh Xuân Thu. Đội viên Phi Hổ đội không dám nổ súng, bởi vì trên người tội phạm, Thái Kỳ và Đinh Xuân Thu đều buộc thuốc nổ cực mạnh, nếu nổ súng tuyệt đối sẽ nổ tung. Hiện tại hai bên giằng co, cháu nghe nói anh Tề trước kia không phải làm lính trong đơn vị bộ đội thần bí gì sao? Chú có thể xin anh ấy ra mặt. Thái Y Tuyết thở không ra hơi, nhanh chóng đem tình huống nói cho Tề Chấn Đào. Phi Hổ đội không có biện pháp nào sao? Trong lòng Tề Chấn Đào cả kinh hỏi, chân mày cau lại. Không có cách nào, không thể nổ súng, dùng đao thì không sợ thuốc nổ nổ tung, chẳng qua sợ không chính xác, ngộ thương người. Còn nữa khoảng cách bắn không cách nào bảo đảm, tồi tệ nhất là thời vận không tốt, phần lớn tinh anh của Phi Hổ đội gần đây đi huấn luyện ở rừng rậm Nguyên Thủy Châu Phi, cách xa nhau như vậy, không thể về kịp, cho nên những người ở lại không nhiều lắm, tất cả đều là lính làm việc lặt vặt. Thái Y Tuyết khóc nói. Đừng nóng vội, chú sẽ liên hệ với Tề Thiên, cháu tự mình nói cho nó biết. Tề Chấn Đào tuy nói cũng lo lắng cho an toàn của Tề Thiên. Tuy nhiên nghe nói Liệp Báo có chút quan hệ với tổ đặc cần, nếu như tổ chịu phái người đi xử lý có lẽ vẫn có cách. Cha, Thái gia là kẻ không ra gì, chuyện của bọn họ có quan hệ gì đến con? Con không quan tâm. Tề Thiên nghiêm mặt nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 550, hai phú ông tỷ vạn van xin đến tận cửa. Thằng hỗn đản này, không phải ta đã nói với con, chuyện này có nguyên nhân hay sao? Đừng lại nhảy nữa, mau đi cứu người. Tề Chấn Đào sầm mặt xuống quát. Con không quan tâm, hơn nữa con cũng không rảnh, người của Tổng Bộ Nhân sự vẫn chưa đi, đang tiến hành khảo hạch con làm gì có thời gian. Nếu như vì chuyện này mà làm lỡ cơ hội vào đội dự bị, vậy cả đời này con sẽ không còn cơ hội nữa. Hơn nữa Liệp Báo quản toàn những chuyện có liên quan đến an toàn quốc gia, những vụ án hình sự trọng đại như thế này, Liệp Báo cũng sẽ không ra tay. Vì nó không thuộc về phạm vi chức trách của bọn họ, nếu như vụ án hình sự cũng muốn quản thì không phải mệt chết người. Hơn nữa con nhắc lại một lần nữa, chuyện của con còn bận rộn, nếu làm lỡ cơ hội tiến vào đội dự bị thì đây chính là thiệt thòi lớn. Hơn nữa Phi Hổ đội Hồng Công toàn là người toàn ba, tất cả đều là tinh anh, hẳn là có biện pháp. Tề Thiên vẫn bướng bỉnh, trong lòng tức giận, mắng thầm. Đồ con rùa, người âm độc như vậy, lão tử còn cứu bọn họ làm gì? Đinh Xuân Thu tốt nhất bị nổ thành mảnh nhỏ làm văn thắn thì tốt hơn, ta nhổ vào. Ám hại đại ca của lão tử, tự nhiên mất nứt mấy trăm vạn, cho nổ chết bọn họ đi. Không đi có phải không? Nếu không đi sau này tiểu tử mày cũng đừng có gọi ta là cha nữa, hừ. Tề Chấn Đào thiếu chút nữa phát điên, người hợp tác tốt như Thái gia tuyệt đối không thể mất đi. Hơn nữa Tề Chấn Đào từng là quân nhân cũng rất trọng tình cảm, cho nên dứt khoát ép Tề Thiên đến đường cùng. Quăng ra lời nói tàn nhẫn. Chuyện này, được rồi, nhưng con không có thời gian, trái lại có một người. Tề Thiên ấp úng, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Người nào, có dám mau thả, lão tử không có thời gian đợi, nếu Thái Kỳ xảy ra chuyện gì, cha sẽ lột ra con. Tề Chấn Đào thật sự có chút nóng nảy, buột miệng mắng. Đại ca của con Diệp Phàm, hắn hiện đang Hồng Kông, kêu bọn họ đi cầu xin hắn. Thân thủ của hắn cao hơn con nhiều, cũng càng có nắm chắc. Tề Thiên nói, trong lòng âm hiểm thầm nghĩ, Đinh gia, Thái gia không phải là ngạo mạn sao?
để bọn họ tới chỗ đại ca chịu mắng một vố cũng tốt. Nếu đại ca chịu ra tay kiếm của bọn họ một khoản cũng tốt, đại ca vừa phi đao, nhất định một kích tất chúng, thuận tay gõ mấy trăm vạn cũng không tồi. Hắn, có thể làm sao? Tuy nói thân thủ của hắn cao hơn một chút, tuy nhiên dù sao hắn cũng không tiếp nhận huấn luyện chính quy, có một số phương diện không biết thì làm sao cứu người, nếu hại Thái Kỳ thì làm sao? Tề Chấn Đào cau mày nói. Nếu hắn không được, con trai của cha lại tuyệt đối càng không được, năm người như con trói lại một chỗ còn không chịu được một đấm của hắn. Lại nói về huấn luyện, mặc dù hắn không thích lăn lộn quân giới, không phải là người của Liệp Báo, nhưng người ta là huynh đệ của Đoàn Trưởng Thiết. Đoàn Trưởng Thiết không thể lợi dụng đặc quyền dẫn hắn vào sân huấn luyện của Liệp Báo một thời gian ngắn sao, chuyện này cha không cần lo lắng. Tề Thiên ra sức nói khoác cho Diệp Phàm, nhưng lại không thể bại lộ thân phận của Diệp Phàm, không thể làm gì khác hơn là nói dối. Được rồi, cha sẽ kêu Thái ra liên lạc với Diệp Phàm. Sau khi Tề Chấn Đào biết tin tức của Diệp Phàm liền buông điện thoại xuống, bất đắc dĩ gật gật đầu. 7 giờ tối, Diệp Phàm ngồi trong sảnh xem TV. Trang Hồng Ngọc trốn trong phòng, tranh thủ thời gian làm quen với tình huống có liên quan đến công tác tài vụ thuộc khu kinh tế. Diệp Phàm trái lại muốn cùng Trang Hồng Ngọc nói chuyện phiếm cùng mỹ nữ còn thích hơn xem TV nhàm chán. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Diệp Phàm vừa mở cửa ra nhìn, thấy rất nhiều người. Già trẻ lớn bé đều có, tuy nhiên, tất cả đều có sắc mặt quái dị, tựa hồ tương đối nghiêm túc. Diệp Phàm chỉ nhận ra Thái Y Tuyết, hôm qua đột nhiên Thái Y Tuyết thay đổi thái độ làm trong lòng Diệp Phàm cũng cảm thấy không vui vẻ. Cho nên hắn cũng không nể mặt cô ta, lạnh lùng hỏi. Cô tìm tôi có chuyện gì, không phải lương tâm các người phát hiện muốn trả lại cho tôi 900 vạn chứ? Vậy thì tôi thật sự đại hoan nghênh, ha ha ha. Diệp tiên sinh. Tôi biết chuyện hôm qua chúng tôi làm vậy có chút không phải. Thật xin lỗi, hôm nay chúng tôi đến đây không phải là vì chuyện này, mà là muốn cầu xin ngài một chuyện. Thái Y Tuyết vội vàng nói. Cô ta quay đầu chỉ vào hai người trung niên. Vị này là chủ tịch Đinh Tằng Thiên tiên sinh của tập đoàn Bảo Đức Lai Hồng Kông, vị này là phụ thân của tôi Thái Đông Quyền. Khách quý, mời vào. Trong lòng Diệp Phàm chấn động, hai vị phú hào giàu có bất ngờ hiện thân. Thế này là sao? Tự thuật xem tướng quan sát nhị vị đại lão, hình như đều có tâm sự, hơn nữa chuyện này giống như rất gấp. Tuy nói trên mặt hai vị phú hào vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng vẫn có vẻ lo lắng, khẩn trương bị Diệp Phàm dùng thuật xem tướng và đôi mắt ưng phát hiện. Quái thật, có lẽ không phải là chuyện làm ăn, không phải là xảy ra chuyện gì chứ. Diệp tiên sinh, chúng tôi cũng không biết làm sao, mấy giờ trước xảy ra một đại sự. Đinh Xuân Thu đến Đế Uy Sơn Trang. Thái Đông Quyền nhanh chóng kể lại câu chuyện. Chuyện này các ngài phải đi tìm phi hổ đội mới chính xác, một người bình thường như tôi có thể có cách gì. Thật xin lỗi, chuyện này tôi không giúp được các ngài rồi. Diệp Phàm chậm rãi nói tỏ vẻ xin lỗi. Hắn thầm nghĩ, nhất định là tiểu tử Tề Thiên gây chuyện rồi, nếu không bọn họ làm sao biết mình là người có thân thủ, tiểu tử này. Chuyện tốt không làm toàn làm chuyện xấu, toàn gây chuyện phiền toái cho mình. Tuy nhiên tiểu tử này có lẽ có hảo tâm, muốn giúp mình kiếm ít tiền, cũng tốt, có thể gõ được một khoản coi như là thêm vào ít tiền, gần đây miệng túi hình như cũng có vẻ khô kiệt, chuyện này quả thực chính là thần tài ra cầu đến tận cửa. Diệp tiên sinh, chuyện này là cháu Tề Thiên bảo chúng tôi tới, chúng tôi biết ngài là cao nhân, đến đây là muốn xin ngài ra tay một lần, chúng tôi có thể trả cho ngài một số tiền nhất định. Thái Đông Quyền vội vàng nói, lôi Tề Thiên ra, đương nhiên là muốn kéo gần quan hệ với Diệp Phàm. Đinh Tằng Thiên thấy Diệp Phàm không lên tiếng, vội vàng bổ sung, nói. Diệp tiên sinh, tôi biết hôm qua Xuân Thu đã làm chuyện có lỗi với ngài, tôi thay mặt nó xin lỗi ngài. Chỉ cần Diệp tiên sinh chịu ra tay cứu con trai tôi và Thái Kỳ, chúng tôi có thể đưa cho ngài 200 vạn để cảm ơn. Ha ha ha, chuyện này nếu phi hổ đội tinh anh của Hồng Kông cũng không có cách nào, tôi thấy tương đối khó khăn, nếu gây chuyện không hay còn phải bồi thường tính mạng, tiền nhiều đương nhiên cũng tốt, chẳng qua cũng phải giữ mạng để hưởng thụ, cho nên chuyện này quá khó khăn, quá nguy hiểm, một người bình thường như tôi vẫn rất quý trọng cái mạng nhỏ này. Diệp Phàm cười nhẹ một tiếng, chính là không muốn mở miệng. Diệp tiên sinh, tôi biết ngài đang nhậm chức ở chính quyền nội địa. Lần này đến Hồng Kông chính là để lôi kéo đầu tư cho huyện Ngư Dương.
Tôi và Chủ tịch Đinh thương lượng cảm thấy nhà máy dệt thảm tơ Ngư Dương các ngài nếu rời đi sẽ lưu lại địa bàn không nhỏ gần 2 vạn mét vuông, làm một khu sinh hoạt kiểu vườn hoa mô hình nhỏ hẳn là không thành vấn đề. Có lẽ Ngư Dương các ngài hiện tại còn chưa khai phá cái loại bất động sản đó. Thái Đông Quyền thấy tiền hình như không có tác dụng lớn, biết cao nhân người ta tâm cao khí ngạo có lẽ coi tiền tài như cặn bã, không thể làm gì khác hơn là xử suất đòn sát thủ. Chuyện này thật ra cũng hay, không dối gạt hai vị tổng giám đốc, Ngư Dương là một huyện lớn đông nhân khẩu, cán bộ công chức của đơn vị đều xác định xây dựng đơn vị làm chủ, phân phối dựa theo cấp bậc. Tuy nhiên phòng ốc của đơn vị ngụ lại Ngư Dương đều rất khẩn trương, mỗi người muốn nhận một phòng là tương đối khó khăn, có một căn phòng đã là tốt lắm rồi, cho nên, không thể nào thỏa mãn yêu cầu nhà của gần 2 vạn cán bộ công chức Ngư Dương. Kể từ khi cải cách nhà ở toàn diện năm 1992 bắt đầu khởi động, sau khi chế độ công quỹ nhà ở toàn diện được phổ biến, năm 1993 công trình an cư lại bắt đầu khởi động. Sau năm 1992, ngành bất động sản kịch liệt nhanh chóng tăng trưởng, tháng đầu tư cao nhất biên độ tăng trưởng đạt 146,9%. Thị trường bất động sản ở cục địa khu một lần nữa xuất hiện cục diện hỗn loạn. Ở khu vực cá biệt xuất hiện bọt biển sở hữu bất động sản tương đối rõ ràng. Năm 1993 sau khi khống chế điều tiết kinh tế vĩ mô, tỷ số tăng trưởng đầu tư ngành bất động sản phổ biến hạ xuống trên diện rộng. Thị trường bất động sản sau khi trải qua một thời gian ngắn hạ thấp bắt đầu hồi phục. Tuy nhiên sau năm 1995 bất động sản cả nước lại hiện ra giai đoạn phát triển tương đối ổn định. Theo chế độ cải cách nhà ở không ngừng gia tăng và trung bình thu nhập của người dân tăng cao, nhà ở đoán chừng sắp trở thành một điểm nóng chi phí mới. Tuy nhiên trình độ kinh tế của Ngư Dương còn tương đối lạc hậu, nếu như muốn khai phá loại hạng mục này nguy hiểm cũng tương đối lớn, ý tứ của Tổng Giám đốc Thái có phải là muốn thí nghiệp làm một tiểu khu trên địa bàn nhà máy dệt thảm tơ Ngư Dương? Diệp Phàm thật tình nói thật, trong lòng trái lại chấn động. Nếu có thể làm thí điểm ở Ngư Dương, có lẽ cũng không tệ lắm, nói không chừng còn có thể trở thành công trình bản mẫu Mạc Hương, nghe nói ngay cả Mạc Hương cũng không có một khu khai phá bản mẫu phòng ốc dạng giống như vậy. Không sai, tập đoàn Bảo Đức Lai chúng tôi đã sớm tiến quân vào thị trường bất động sản. Tuy nói kinh tế Ngư Dương các ngài còn tương đối lạc hậu, địa phương cũng rất vắng vẻ, lợi nhuận khẳng định không cao. Tuy nhiên, tôi nghĩ, làm thí điểm, khai phá một ít nhóm nhỏ trước. Dựa vào nhân khẩu đông đảo của Ngư Dương các ngài đại lượng, một căn nhà mười mấy vạn, có lẽ tiêu thụ 200 căn hẳn là không khó. Tập đoàn Kim Thế Giới chúng tôi cũng chuẩn bị 4 thành cổ phần hùn vốn với tập đoàn Bảo Đức Lai, thành lập một công ty chuyên môn mới rót vào gần 5.000 vạn để làm hạng mục này. Đương nhiên, nếu đã là một thí điểm, xét thấy tình huống kinh tế đặc biệt của Ngư Dương, chúng ta có thể chuyển nhượng trên một diện tích lớn, chỉ cần có một chút lợi nhuận là được. Nếu có thể tìm được cục diện mở, chúng tôi sẽ tiếp tục gia tăng đầu tư. Diệp Tiên Sinh xin nghĩ thử xem, nếu hạng mục này có thể thành công, có thể có lực kéo kinh tế địa phương phát triển, hơn nữa có thể kéo theo sự phát triển của cả thành phố Mạc Hương. Thái Đông Quyền sớm đã có tính toán ở phương diện này. Có lẽ trong lúc vội vàng cũng đã cùng Đinh Tằng Thiên nghiên cứu. Đương nhiên, tài liệu về tình hình thực tế Ngư Dương khẳng định là Tề Thiên cung cấp. Y dĩ nhiên muốn dùng cái này để đả động Diệp Phàm, cũng là cách trong tình huống không có cách nào, bị buộc lên lương sơn. Lúc này con trai khó giữ được cái mạng nhỏ, cho dù biết rõ không có lợi nhuận, thậm chí hao vốn cũng không còn cách nào. Đúng, chuyện này thật sự không tệ, có thể thử một chút. Vậy chúng ta có thể thử ký kết hiệp định ý đồ trước hay không? Đương nhiên, đối với chuyện của hai vị công tử tôi sẽ hết sức cố gắng, hẳn là có 6 thành nắm chắc. Nếu chuyện không được, các vị có thể không cần đầu tư, tiền cảm ơn tôi cũng không lấy một xu, tôi là người rất thẳng thắn, không thích quanh co lòng vòng. Diệp Phàm cười nhạt, liếc mắt nhìn khuôn mặt lo lắng của hai vị chủ tịch. Hai vị này đều là thần tài, nếu có thể kết giao thì có nhiều lợi ích hơn. Được, vậy thì mời Diệp Tiên Sinh lập tức hành động, phương diện thù lao chúng tôi có thể nữa gia tăng thêm 200 vạn, nhất định phải bảo đảm an toàn cho Xuân Thu và Thái Kỳ. Ninh Tằng Thiên mong đợi nhìn Diệp Phàm chằm chằm, xem ra cực kỳ lo lắng cho an nguy của con trai, chủ tịch luôn luôn trầm ổn cũng ngồi không yên. Chương 551, bảy bí thư vây công thị trấn Lâm Tuyền. Được, tôi dặn dò một lát rồi xuất phát. Diệp Phàm cũng rất dứt khoát, báo với Trang Hồng Ngọc một tiếng, đương nhiên là tùy tiện tạo ra một lý do.
Tuy nhiên trong lòng Diệp Phàm vô cùng vui sướng, không nghĩ tới trời giáng kim nguyên bảo, không những mình có thể kiếm được tiền, còn có thể kéo về cho huyện một khoản đầu tư không nhỏ, đối với con đường thăng quan của mình, Diệp Phàm lại càng tràn đầy lòng tin. Lão Tạ, Trang Hồng Ngọc được Diệp Phàm điều đến khu kinh tế làm trưởng phòng tài vụ, nghe nói cô nương kia vừa đến khu kinh tế đã cùng Diệp Phàm ra ngoài làm việc. Ha ha, nói là làm việc, nhưng đến chỗ nào cũng không nói, thật ra tôi và anh đều hiểu được. Hiện tại có một số quan viên nào đó, có chút ít quyền lực trong tay, thường xuyên thích làm kiểu như vậy, mượn cơ hội làm việc để làm chuyện xấu xa, một công đôi việc, đáng tiếc, ban đầu Tạ Đoan. Ai? Phó Chủ tịch huyện Tôn Vinh Xuân cười ha ha, nói đầy ẩn ý. Ha ha, một người chưa lập gia đình, một người chưa gả chồng, nếu trước khi làm việc làm chuyện xấu xa gì đó cũng bình thường, mấy lão già chúng ta đi quản người trẻ tuổi làm gì? À, đúng rồi, lão Tôn, nghe nói vợ của anh có tranh chấp gì đó với Phó Chủ tịch huyện Diệp có phải không? Được rồi, những chuyện này đều là chuyện nhỏ, không nói nữa. Trưởng ban bộ chỉ huy quân sự Tả Cường cũng nói đầy ẩn ý, cười nói ha ha, phản đòn lại. Gần đây tôi nghe nói 7 bí thư đảng ủy của 6 thị trấn 2 thị xã trực thuộc khu kinh tế sắp cùng nhau chút giận rồi. Tôn Vinh Xuân lộ ra một tin tức kinh thiên, làm cho Tả Cường không khỏi rùng người. Tuy nhiên Tả Cường luôn đưa tới cho người ta cảm giác là một khuôn mặt tươi cười, cho nên mới chết danh Tiếu Diện Hổ, nghe nói đây là truyền thống tốt đẹp của Tạ gia Ngư Dương. Trong mấy đời của Tạ gia đều có mấy nhân vật mạnh mẽ như vậy. Cho nên, biểu hiện của y được xem là tương đối bình tĩnh. Còn có chuyện này sao? Có lẽ bọn họ thương lượng muốn thực hiện bản đồ quy hoạch mạng giao thông lớn Lâm Tuyền, gần đây chuyện gọi thầu không phải cũng lan truyền sôi sùng sục. Tạ Cường nói không lộ dấu vết, thật ra bên trong tâm khảm đã sớm bắt đầu nổi sóng, đơn giản còn không phải lo lắng cho con trai Tạ Đoan làm chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền. Chỉ sợ khác 7 lãnh đạo thị xã liên hợp lại sẽ bất lợi với con trai. Chuyện này lão Tạ thật sự không nghe thấy một chút động tĩnh nào sao? Tôn Vinh Xuân cố ý giả bộ tương đối kinh ngạc nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Lão Tôn anh còn giả vờ mơ hồ với tôi. Giữa hai chúng ta còn có lời gì không thể nói thẳng, nhanh nói đi, đừng kéo dài khiến người khác lo lắng. Tạ Cường thật ra có vẻ nóng nảy. Chẳng qua lấy quan hệ của hai người ra nói chuyện, ép Tôn Vinh Xuân. Chuyện này tôi cũng chỉ nghe nói, anh có nghe qua cũng coi như không nghe thấy. Tôi nghe nói lãnh đạo của 6 thị trấn 2 thị xã trực thuộc khu kinh tế Lâm Tuyền, trừ thị trấn Lâm Tuyền ra đều tụ hội ở Tử Lâu Tử Vân Lâm Tuyền. Bọn họ nói thị trấn Lâm Tuyền trước kia đã lấy đi số tên 600 vạn vốn thuộc về khu kinh tế Lâm Tuyền. Trước kia thị trấn Lâm Tuyền không có tiền bọn họ cũng không nói gì. Tuy nhiên gần đây thị trấn Lâm Tuyền không phải mò được 800 vạn từ tập đoàn điện lực thành phố sao. Sau khi ký hợp đồng lúc ấy, chuyện này liền truyền ra, chủ nhiệm Diệp còn nói muốn phát thông báo khen ngợi Mâu Dũng và tiểu tử Tạ Đoan nhà anh, nói là hai người đã làm được chuyện gì. Tuy nhiên lãnh đạo của 7 thị xã khác hiện tại rất không vui, rối rít ầm ĩ muốn Tạ Đoan đem tiền trả lại cho khu kinh tế Lâm Tuyền, còn nói, nếu như thị trấn Lâm Tuyền không lấy ra thì phải. Phải cái gì? Trong lòng Tạ Cường run lên, khẩu khí vẫn tương đối bình tĩnh. Ông còn giả bộ thâm trầm với lão tử, tôi xem ông còn có thể giả bộ tiếp hay không. Tôn Vinh Xuân nghĩ trong lòng lại nói. Phải bức vua thoái vị, còn muốn liên danh dâng thư lên huyện ủy, yêu cầu trả tiền. Nếu không lãnh đạo của 7 thị xã sẽ tẩy chay khu kinh tế Lâm Tuyền. Cảm ơn ông lão Tôn, tôi biết rồi. Tạ Cường nói xong cúp điện thoại, một tiếng bốp. Chén trà chiều thanh có lịch sử trên trăm năm bị y nện xuống đất vỡ thành trăm mảnh. Khốn kiếp! Tạ Cường mắng, thầm nghĩ. Họ Diệp kia, cậu cũng khinh người quá đáng rồi. Cậu và Trang Hồng Ngọc thích thông đồng thì thông đồng đi. Coi như Tạ Đoan nhà ta không có bản lãnh, nếu cậu thu xếp cho cô ta vào cục chiêu thương huyện công tác tôi cũng không nói gì. Tuy nhiên biết chuyện xấu hổ của con trai tôi với cô ta, cậu hết lần này tới lần khác muốn thu xếp cho cô ta vào khu kinh tế Lâm Tuyền công tác. Đây không phải là muốn làm mất mặt con trai tôi sao? Dụng tâm độc ác, lần này lãnh đạo 7 thị xã làm sao thừa cơ tổ chức ép tiểu tử nhà ta, đơn giản còn không phải do cậu thao túng phía sau sao? Cậu xem thường Tiếu Diện Hổ này có phải không? Tạ gia Ngư Dương này mặc dù nói luôn hòa ái, nhưng nếu có người nào chơi đòn ngầm với ta, ta cũng tuyệt đối không bỏ qua. Tạ Cường cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng, nếu quả thật giống như Tôn Vinh Xuân đã nói. Chiếc ghế của Tạ Đoan ở thị trấn Lâm Tuyền có chút lung lay rồi.
Đương nhiên, Tạ Cường cũng biết Tôn Vinh Xuân khẳng định không có hảo tâm gì, vợ của y bị Diệp Phàm sỉ nhục ở cục tôn giáo, còn con trai lần trước cũng bị Diệp Phàm sỉ nhục ở thị trấn Lâm Tuyền, mất hết sĩ diện, sau đó chuyện của bốn cô nương Thủy Châu lại càng khiến cho Tôn Vinh Xuân mất mặt. Y làm vậy đơn giản còn không phải muốn mượn tay mình để đối phó Diệp Phàm. Mánh khóe nhỏ này Tạ Cường đương nhiên nhìn rất rõ. Chẳng qua Tạ Cường không biết là Tôn Vinh Xuân chỉ là con rối, người thao túng sau lưng chính là Phí Mặc và Chu Trường Hà. Tạ Đoan, tình huống của Lâm Tuyền hiện giờ thế nào? Tạ Cường cảm thấy không kiên định được nữa, nhanh chóng gọi điện thoại hỏi con trai, cũng để kêu hắn chuẩn bị gì đó trước. Tuy nhiên chuyện làm Tạ Cường cảm thấy khiếp sợ chính là điện thoại mới vừa chuyển vào bên trong thì truyền đến thanh âm huyên náo, vừa lúc nghe thấy tiếng hét lớn của Thái Đại Giang bí thư thị trấn Tả Nham. Hôm nay nói gì cũng vô dụng, thị trấn Lâm Tuyền các anh nên trả lại tiền cho chúng tôi, các anh còn muốn kéo dài tới lúc nào, những chư vị đang ngồi ở đây có ai không biết rõ, nếu kéo dài hai ngày nữa, 800 vạn đoán chừng chỉ thấy đáy mà thôi. Tình huống của thị trấn Lâm Tuyền chúng tôi cũng không phải là người mù, cái gì cũng không biết, cho nên, tuyệt đối không được. Lập tức trả tiền lại. Bí thư Thái, chuyện này còn phải chờ chủ nhiệm Diệp trở lại, chúng ta thương lượng xem như thế nào. Trước mắt chủ nhiệm Diệp đi ra ngoài làm việc, ngài kêu tôi phải xử lý thế nào đây? Bí thư đảng ủy Mâu Dũng của thị trấn Lâm Tuyền trả lời lại. Thương lượng, còn muốn thương lượng tới khi nào, thương lượng cái rắm, bí thư Mâu, chủ tịch thị trấn Tạ, chúng tôi thật sự muốn hỏi, tiền của khu kinh tế Lâm Tuyền từ lúc nào trở thành khoản tiền chuyên dụng của thị trấn Lâm Tuyền các anh? Vậy ban đầu lãnh đạo huyện hao tâm tổn sức làm ra đơn vị khu kinh tế Lâm Tuyền cấp phó phòng để làm gì? Đơn giản còn không phải là muốn khu kinh tế Lâm Tuyền có thể phát huy ra tác dụng của trung tâm kinh tế, kéo theo kinh tế cả huyện Ngư Dương phát triển. Hơn nữa, các đại lão nhà giàu ban đầu quyên tiền có nói rõ, số tiền này là dùng vào bản đồ quy hoạch mạng giao thông lớn Lâm Tuyền, là thuộc về toàn thể khu kinh tế, là thuộc về toàn thể 6 thị trấn 2 thị xã chúng ta, thiếu nợ thì trả tiền là chuyện rất bình thường. Con đường của xã Khanh Hương chúng tôi lúc đó đã đặc biệt nói qua với chủ nhiệm Diệp. Nếu không có tiền cây cầu nối liền xã chúng tôi với thị trấn Tả Nham sẽ không cách nào xây xong, mà muốn xây cầu phải bỏ vào mấy trăm vạn tài chính. Thị trấn Lâm Tuyền các anh dành trước lấy đi 600 vạn, số tiền đó lấy ra đủ cho chúng tôi xây một cây cầu rồi. Nếu xã Khanh Hương không thông còn có thể gọi là nối liền toàn diện mạng giao thông lớn Lâm Tuyền sao? Chủ nhiệm Trương, chủ nhiệm Ngọc, chúng ta yêu cầu mời chủ nhiệm Diệp trở lại chủ trì chuyện này. Không thể đợi thêm nữa. Nếu để cho thị trấn Lâm Tuyền tiếp tục làm như vậy, toàn bộ sẽ lộn xộn. Hậu quả xấu chính là ảnh hưởng đến phát triển của cả khu kinh tế Lâm Tuyền. Bí thư Phí Quốc Tư của xã Khanh Hương lạnh nhạt lớn tiếng hô, hoàn toàn thể hiện uy thế của một chủ tịch xã. Đúng, chuyện này nên mời chủ nhiệm Diệp ra mặt, mấy thị xã khác chúng ta cũng không phải là mẹ kế nuôi. Thị trấn Lâm Tuyền có thể xin trước 600 vạn, vậy mấy thị xã chúng ta cũng muốn xin trước 600 vạn. Bí thư Phí Tiểu Nguyệt của thị trấn Vũ Khê trấn trái lại ôn nhu nói, chẳng qua lời nói kia tuyệt đối không mềm yếu so với Phí Quốc Tư. Đúng, không sai, chúng ta yêu cầu lập tức gặp chủ nhiệm Diệp, nếu không gặp chúng ta cũng không đi, còn làm công tác gì, đường cũng không có tiền tu sửa, kinh tế khẳng định cũng không phát triển đi lên, muốn làm giàu trước hết phải sửa đường, đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu. Nếu dựa vào con đường hư hỏng còn có thể tạo được thành tích gì? Chúng ta phải dứt khoát mời bí thư Mâu và chủ tịch thị trấn Tạ của thị trấn Lâm Tuyền thay chúng ta tính rõ. Hừ, Trung Minh Đào của thị trấn Nam Khê hừ lạnh nói. Các vị bí thư, chủ tịch thị trấn, chủ nhiệm Diệp có việc ra ngoài giải quyết rồi, có lẽ còn phải chờ mấy ngày nữa, đợi hắn trở lại rồi xử lý thì thế nào? Phó chủ nhiệm Trương Quốc Hoa vội vàng khuyên nhủ. Ừ, chuyện này thị trấn Lâm Tuyền chúng tôi đã sớm thương lượng với chủ nhiệm Diệp rồi, mọi người chờ một chút xem thế nào. Hơn nữa 600 vạn đó cũng là quăng đến nhà máy giấy Lâm Tuyền và nhà máy thép Kim Ngưu, tình huống rất phức tạp. Trách nhiệm cũng không thể đổ hết lên người chúng tôi. Chủ tịch thị trấn Tạ Đoan thị trấn Lâm Tuyền có vẻ khàn giọng, làm Tạ Cường đang nghe điện thoại ở đầu bên kia lửa giận phừng phừng muốn bốc lên. Nói hay vậy, nói như thế nào, chủ tịch thị trấn Tạ nói cho mọi người nghe xem, chúng tôi rửa tai lắng nghe. Bí thư Triệu Đính của xã Xài Mộc xen vào nói. Trong lời nói hơi có vẻ âm dương quái khí. Cũng khó trách Triệu Đính có vẻ tức giận, bởi vì nếu không đủ tiền sửa đường, xã Xài Mộc và xã Cây Ết là xui xẻo nhất,
vì Diệp Phàm chế định chính sách chính là từ trung tâm mở rộng khu vực bên ngoài. Lấy Lâm Tuyền làm trung tâm, cũng chính là giải nhựa đường cho những khu vực phụ cận Lâm Tuyền, xã Khanh Hương và xã Xài Mộc thuộc về tình thế bên ngoài xa nhất, ở Ngư Dương mà nói chính là biên khu. Đoán chừng có thể nhổ ra một ít tiền đả thông trước cũng không tệ. Nếu có thể lấy lại 600 vạn mà thị trấn Lâm Tuyền dùng lúc trước thì có nhiều hy vọng hơn. Cây cầu của xã Xài Mộc cũng có tiền xây dựng, con đường xuống cấp của xã Khanh Hương ít nhất có thể mở rộng không ít, có lẽ còn có thể trải lên một tầng nhựa mỏng. Đối với hai vùng quê nghèo này mà nói, toàn bộ đều trông chờ vào đường đi. Đường không tốt, sản vật núi rừng trên núi đều không chuyển đi được. Nông dân còn chưa ăn no mặc ấm, còn nói đến chấn hưng kinh tế, không phát triển kinh tế làm sao tạo thành tích, không có thành tích, lãnh đạo hai xã muốn chuyển mông đi là tương đối khó khăn. Nước chảy xuống chỗ thấp, người chạy lên chỗ cao là đạo lý mà ai cũng hiểu, làm quan có ai không muốn đi lên, làm cho cái mũ của mình càng mang càng cao, nếu mất đi cơ hội trèo lên, lãnh đạo hai xã đương nhiên cũng bất chấp tất cả. Chương 552, đánh đòn cảnh cáo. Chuyện này chủ nhiệm Diệp không có ở đây, cho nên chúng tôi khó mà nói, chờ hắn trở lại rồi hãy nói. Tạ Đoan cố lên gân nói. Chuyện mà Tạ Đoan nói đương nhiên chính là ban đầu y và Mâu Dũng hai người nhờ cậy Diệp Phàm trèo kéo quan hệ với Tổng Giám Đốc Dương của Tập đoàn Điện lực thành phố Mạc Hương để ký kết hiệp ước. Bởi vì Diệp Phàm có quan hệ rất tốt với Tổng Giám Đốc Phạm, cho nên cuối cùng Tổng Giám Đốc Phạm nể mặt hắn để cho khu chung cư trạm phát điện ngụ lại nguyên xã Khanh Hương. Lúc ấy Diệp Phàm có nói chia 37, Tạ Đoan và Mâu Dũng cũng cố chịu đau, sau khi cầm được tiền trực tiếp sẽ rút ra 240 nhập vào sổ sách khu kinh tế Lâm Tuyền. Không ngờ chuyện này bị mấy thị xã khác biết được, còn muốn thị trấn Lâm Tuyền trả lại 600 vạn, 800 vạn ban đầu bị Diệp Phàm trích phần trăm lấy đi 240 vạn, chỉ còn lại 560 vạn. Nếu đem số tiền còn lại trả cho số tiền 600 vạn mượn dùng trước đó, cuối cùng thị trấn Lâm Tuyền không còn gì, còn thiếu nợ 40 vạn. Mảnh đất ủy ban nhân dân nguyên xã Khanh Hương bán đi toàn bộ đều vì mai mối cho khu kinh tế Lâm Tuyền. Điểm này Mâu Dũng và Tạ Đoan nhất định không chịu, tuy nhiên ở đây lại không tiện nhắc đến chuyện chia tiền với Diệp Phàm. Cho nên Mâu Dũng và Tạ Đoan cứ luôn che giấu, thúc giục Phó chủ nhiệm Trương Quốc Hoa yêu cầu Diệp Phàm trở lại xử lý. Nếu như Diệp Phàm trở lại, nhìn khoản tiền 240 vạn, cho dù muốn trả lại tiền có lẽ cũng không nhiều như vậy. Lãnh đạo của mấy thị xã cũng đang ép hai phó chủ nhiệm Trương Quốc Hoa và Ngọc Xuân Thiền, yêu cầu lập tức nhìn thấy chủ nhiệm Diệp. Hai người Trương Quốc Hoa và Ngọc Xuân Thiền cảm giác chuyện này hình như không thể giải quyết, hơn nữa tiêu điểm của chuyện này nằm trên người Diệp Phàm. Hai người đương nhiên cũng không muốn đứng ra can thiệp, trở thành mục tiêu công kích của lãnh đạo 6 thị trấn 2 thị xã. Cho nên bọn họ vội vàng đem chuyện này báo cáo cho Chủ tịch huyện Vệ Sơ Tinh và Bí thư Cổ Bảo Toàn. Bởi vì hai người cũng không biết Diệp Phàm đi đâu, chuyện này hai vị huyện Thái gia hẳn là biết được. Tuy nhiên khi Cổ Bảo Toàn gọi điện tới Hồng Kông, Diệp Phàm đã đến hiện trường, Đinh Xuân Thu bị bắt cóc, đương nhiên không nhận điện được, nhưng may mà Trang Hồng Ngọc còn đang trong khách sạn. Sau khi cô ta nhận được điện thoại nhất thời cũng mơ hồ, bởi vì chính cô ta cũng không biết Diệp Phàm đi đâu. Không thể làm gì khác hơn là nói dối chủ nhiệm Diệp đi gặp thương nhân Hồng Kông, nhất thời liên lạc không được, chờ hắn trở lại lập tức quay về. Cổ Bảo Toàn và Vệ Sơ Tinh khẩu khí nghiêm nghị, yêu cầu Diệp Phàm lập tức trở về Lâm Tuyền xử lý những chuyện khó giải quyết này, nếu không chuyện này không dễ kết thúc. Tuy nhiên Cổ Bảo Toàn hiện đang họp trên tỉnh, Vệ Sơ Tinh không thể làm gì khác hơn là tự mình suốt đêm tới thị trấn Lâm Tuyền xử lý tình huống đột phát. Đế Uy Sơn Trang xây trên đảo Phi Nha. Một hòn đảo mới cách biệt với Hồng Kông, diện tích của hòn đảo này cũng không lớn, phía trên đều là biệt thự nhà giàu. Ở đây bình thường rất ít nhìn thấy người, đám nhà giàu bình thường đều ở trong thành Hồng Kông, chỉ khi nào rảnh rỗi mới tới biệt thự trên đảo Phi Nha để nghỉ ngơi, vì đến đảo Phi Nha còn phải ngồi thuyền, rất là phiền toái. Quan chỉ huy cứu viện tạm thời của Phi Hổ đội Hồng Kông lúc này ở trên đảo Phi Nha tên là Vệ Đông, thấy hai phú ông Thái Đông Quyền và Đinh Tằng Thiên tự mình đến đảo Phi Nha. Đang cảm thấy lúc khó khăn lại xảy ra chuyện khiến y cảm thấy rất mất mặt. Thái Đông Quyền chỉ vào một người thanh niên trẻ tuổi giới thiệu. Vị này là Diệp Phàm tiên sinh tới từ Đại Lục, chúng tôi muốn mời hắn phối hợp giúp đỡ Phi Hổ đội các cậu cứu Thái Kỳ và Đinh Xuân Thu. Đội trưởng Vệ Đông sau khi nghe xong, lửa giận trong lòng cứ ngùn ngụt bốc lên, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ. Hừ,
một tiểu tử miệng còn hôi sữa cũng đáng được hai vị phú ông tỷ vạn đi mời, chẳng lẽ phi hổ đội chúng tôi đều là kẻ vô dụng hay sao? Các ngài cũng không nể mặt phi hổ đội hoàng gia chúng tôi. Tuy nhiên trong lòng đội trưởng vệ đông mặc dù nghĩ như vậy, trên mặt cũng không thay đổi. Dù sao người đối mặt với y hiện tại chính là hai phú ông tỷ vạn, loại nhà giàu siêu cấp này đắc tội không được. Tuy nói y là tiểu đầu mục của phi hổ đội, nhưng những phú ông này hừ một tiếng, đoán chừng mũ quan trên đầu mình cũng lắc lư. Vì vậy y cười nói. Tổng giám đốc Thái, Tổng giám đốc Đinh, giải cứu con tin là chức trách của phi hổ đội chúng tôi. Chúng tôi đang thương lượng một kế hoạch rỉa cứu bí mật, mạo muội xuất hiện một người ngoài tham dự vào chỉ sợ chữ tốt thành xấu, đến lúc đó chúng tôi không có cách nào bảo đảm an toàn cho hai vị công tử. Lời nói của vệ đông có vẻ nhu hòa, nhưng thật ra chứa đựng một mùi vị uy hiếp. Thái Đông Quyền và Đinh Tằng Thiên cũng không phải là kẻ ngu, làm gì nghe không hiểu. Bọn họ nhất thời cũng bắt đầu lộ vẻ do dự, bởi vì bản lãnh của Diệp Phàm bọn họ chưa từng thấy qua, chỉ nghe Tề Thiên nói là có thể làm, nếu không tận mắt chứng kiến muốn làm người khác tin phục cũng rất khó. Hơn nữa dáng người Diệp Phàm bày ở trước mặt, căn bản không giống với loại người khỏe mạnh, bản lãnh lớn, ngược lại giống như dáng vẻ thư sinh, sắc mặt trắng trẻo, vóc người chỉ có thể nói là tạm được, không gầy lắm, nhưng cũng không hề cường tráng. Hai vị phú ông cảm giác hắn thật sự chỉ là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp mà thôi. Hiện tại tiểu đội trưởng vệ đông của phi hổ đội đưa ra chất vấn, đương nhiên cũng làm cho hai phú ông cảm thấy hết sức khó quyết định. Chuyện này có liên quan đến mạng nhỏ của con trai hai người, không thể qua loa được. Nếu vì chuyện này mà dẫn đến các đồng chí của phi hổ đội bất mãn, khi giải cứu con mình sẽ xuất hiện sơ sót. Diệp Phàm cũng không nói chuyện, bình thản mỉm cười, trong lòng cũng hiểu, trong lòng tiểu đội trưởng phi hổ đội có chút bất mãn. Bình thường, nếu như mình lộ ra thân phận tổ đặc cần quốc gia, tin tưởng lãnh đạo cao tầng phi hổ đội hẳn sẽ biết một chút, tuy nhiên Diệp Phàm không thể nào chịu lộ ra thân phận. Chuyện này cũng thật sự có chút khó làm. Khi hai phú ông đang khó khăn quyết định, có một người thanh niên cao to đứng bên cạnh vệ đôn, trên người bắp thịt cuồn cuộn liếc mắt nhìn Diệp Phàm, hơi có vẻ châm chọc cười nói. Diệp tiên sinh ở đại lục làm công an hay đặc công, hay là tinh anh của an ninh Trung Quốc, ha ha ha. Đều không phải, bản thân ở đại lục ngành chính phủ nhậm chức, tôi là một phó chủ tịch huyện, nhậm chức ở bộ phận chính quyền đại lục, ha ha ha. Diệp Phàm không tự ti cũng không kiêu ngạo, cười ha ha, liếc nhìn người thanh niên kiêu ngạo, lại hỏi. Vị này là phó chủ tịch huyện, đó không phải là một quan viên sao? Vị này là chúng ta Chu Thiết Đông phó đội trưởng hiện trường của chúng tôi. Vậy chuyện này khó làm giải quyết rồi, nếu Diệp tiên sinh là tinh anh công tác ở bộ phận đặc thù đại lục, chúng tôi còn có thể suy nghĩ để cho hắn gia nhập phối hợp giúp đỡ thi hành nhiệm vụ lần này. Nếu ngài công tác trong bộ phận chính quyền, nói thật như vậy không phải quá mạo hiểm, chúng tôi phải chịu trách nhiệm an toàn của hai vị công tử. Trên người Thái Kỳ, Đinh Xuân Thu, và sát thủ tên là Phi Thiên Ngô Công đều có bộ thuốc nổ đặc biệt, đạn vừa bắn tới đoán chừng sẽ nổ tung. Cho nên, tình huống thật sự chính là không cách nào hạ thủ, hơn nữa Thái Kỳ còn là đội viên phi hổ đội chúng tôi càng không thể lấy tánh mạng ra làm trò đùa. Vệ Đông nghiêm túc, nói. Phi Thiên Ngô Công, nghe tên này cũng biết thân thủ người này khẳng định rất nhanh nhẹn. Diệp Phàm cười nhẹ, hỏi. Chuyện đó là đương nhiên, chúng tôi vừa mới điều tra người này thật ra chính là một lão sát thủ độc lập gây án. Ngoại hiệu là Phi Thiên Ngô Công, bản lĩnh trèo tường đặc biệt lợi hại, vách tường cao hơn 10 thước, chỉ cần không trơn trượt, hai tay y vừa động. Cộng thêm hai chân không cần bất kỳ công cụ gì là có thể trèo lên rất nhanh, giống như một con rết đã mọc cánh. Người đã chết dưới tay y tuyệt đối không dưới 10 người, toàn là nhà giàu có hộ vệ tài giỏi bảo vệ. Một cuộc làm ăn, ít nhất cũng có thể kiếm được mười mấy vạn. Người này làm việc tỉnh táo, thủ đoạn sắc bén, đừng nói là người bình thường, chính là tinh anh trong phi hổ đội chúng tôi cũng chưa hẳn là đối thủ của y. Đáng tiếc là mấy đội viên chủ chốt của chúng tôi hiện đang huấn luyện trong rừng rậm châu Phi, nhất thời không về kịp, đáng tiếc. Vệ Đông vẻ mặt sầu lo. Cũng thực sự cảm thấy khó giải quyết. Ừ, đúng là có chút bản lãnh. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Một chút bản lãnh, đây chính là đại bản lãnh. Những người bình thường như các anh làm sao có thể hiểu được lợi hại của cao thủ đương đại. Ngài tưởng là võ nghệ cao cường dễ dàng như trong phim ảnh sao? Tất cả đều là giả dối.
nếu thật sự có thân thủ giống như Yến Tử Lý Tam tuyệt đối là rất khó. Phi hổ đội chúng tôi đã coi như là tinh anh, cũng không có người nào có thể có bản lĩnh như Yến Tử Lý Tam. Dù sao bản lãnh trong phim ảnh đều là hư cấu. Đội phó Chu Thiết Đông kể ra một số chuyện thần bí, có chút tự đắc, liếc mắt nhìn dáng người của Diệp Phàm lại nói. Nếu như Diệp tiên sinh muốn gia nhập cũng được, dù sao cũng phải lấy ra chút bản lãnh gia nhập. Như vậy đi, tôi đứng ở đây, ngài lấy ra 10 thành công lực đánh tôi một đấm thử xem, nếu có thể làm tôi thối lui một bước, chứng tỏ nắm đấm của ngài vẫn có chút khí lực, vậy thì để ngài gia nhập. Thật muốn đánh. Diệp Phàm cười nhẹ, khóe miệng theo thói quen xuất hiện một đường vòng cung, nếu như là Tề Thiên và Lô Vĩ đang ở đây, hai người nhất định sẽ phản xạ có điều kiện lùi về phía sau mấy sải bước giữ một khoảng cách nhất định, bởi vì đây là chiêu bài cười khan của Diệp Phàm, biểu thị có kẻ nào đó nhất định gặp xui xẻo. Tôi thấy được. Đội trưởng Vệ Đông cũng gật đầu, thầm nghĩ, bản lãnh của Thiết Đông mạnh nhất trong đội chúng ta, đặc biệt là mã bộ, vững chắc như ngọn núi. Ngay cả mình chạy lấy giả ba thước đá một cước cũng không thể nào đả động được đến hắn, chứ đừng nói là nắm đấm yếu ớt của phó chủ tịch huyện. Để cho bọn họ tỉ thí một chút cũng tốt, cũng làm cho hai vị phú ông biết một chút về năng lượng phi hổ đội chúng ta, tránh cho chuyện gì cũng không hiểu khinh thường chúng ta, tưởng phi hổ đội chúng ta chỉ là một nhóm ngu ngốc chỉ biết lấy lương không biết làm việc. Thái Đông Quyền, Đinh Tằng Thiên cho tới Thái Y Tuyết đương nhiên càng không ý kiến gì. Bọn họ cũng muốn biết cao thủ Tề Thiên ra sức đề cử rốt cuộc là mặt hàng gì. Cho nên ba người không có lên tiếng, chỉ dùng mắt nhìn Diệp Phàm, nhưng thật ra có mùi vị buộc hắn lên ngựa. Diệp Phàm không biểu hiện xem ra không được, nếu không thật sự khiến người khác xem thường. Hắn cười cười nói, Chu đội phó, bản lãnh khác tôi thật sự không có, chỉ là ở đại lục mọi người đều nói tôi có một luồng sức mạnh khủng khiếp, ngài đứng cho vững, nếu không... Diệp Phàm nói nửa câu, mỉm cười nhìn vẻ mặt cuồng vọng của Chu Thiết Đông. Chương 553, Lạc Bảo Tiễn. Tên này đúng là cuồng vọng, ngay cả Trung Bình Tấn cũng không thèm đứng thẳng ở đó thách thức. Đến đây đi, Diệp tiên sinh, quả đấm của tôi cũng tương đối cứng rắn, nếu chúng phải làm xương cốt nào gãy thì tôi không đồng ý trả tiền thuốc đâu. Ha ha, không cần phải lo lắng, tôi lại lo lắng phải trả tiền thuốc cho anh. Quan viên đại lục chúng tôi tiền lương rất thấp, nghe nói viện phí Hồng Kông rất đắt, lúc đó tôi vỗ mông rời đi, chuyện gì cũng không quản, chuẩn bị xong chưa? Tới. Diệp Phàm thản nhiên. Không sao, các anh cứ tỉ thí, tiền trị thương chúng tôi chịu. Ninh Tằng Thiên thúc giục, dường như sốt ruột, hai người nói qua nói lại một hồi vẫn chưa ra tay, bản thân mình tùy thời vẫn ở trong nguy hiểm. Không biết sống chế. Đội trưởng Vệ Đông nheo mắt dường như không muốn nhìn thấy thảm trạng Diệp Phàm bị gãy xương tay. Diệp Phàm một quyền nhẹ nhàng hô ra, làm cho Thái Đông Quyền và Đinh Tằng Thiên trong lòng đều vô cùng thất vọng, thầm nghĩ, xem ra là nói khoác rồi, Tề Thiên làm sao đề cử một tên ngu ngốc như vậy. Bộ dạng này cũng đòi cương ngạnh với tinh anh của đội phi hổ, ai? Phải chịu tiền chữa thương rồi. Chu Thiết Đông lại càng buông lỏng, cười lạnh nhạt đội trưởng Vệ Đông đột nhiên mở trừng mắt. Y không nhìn ra thực lực của Diệp Phàm, chỉ cảm thấy hơi quỷ dị, nếu như là một người ngu ngốc thì làm sao hai phú ông lại nói hắn là cao nhân, chẳng lẽ chuyện này còn có huyền cơ? Bịch! Một tiếng động lớn vang lên, mấy người ở hiện trường như hóa đá, Chu Thiết Đông la lên một tiếng rồi bay vọt ra ngoài như biểu diễn rồi rất bịch vào đống cát cách đó hơn 5 thước. Y gắng gượng đứng lên, đầu tóc phủ đầy cát, nhăn nhó vì đau đớn. Cao nhân! Trong lòng đội trưởng Vệ toát ra hai chữ, vẻ mặt hoảng hốt. Đội trưởng Chu không sao chứ, tôi hơi quá tay. Diệp Phàm đi tới đỡ Chu Thiết Đông dậy hỏi vẻ chân thành, không hề có ý chế giễu. Không có chuyện gì, tôi phục rồi. Chu Thiết Đông cũng không tức giận, phun mấy hạt cát trong miệng ra, lau mặt một cái, cặp mắt lóe lên nhìn Diệp Phàm, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Phàm có chút sợ hãi, thầm nghĩ, ánh mắt tiểu tử này rất giống Tề Thiên lúc trước. Chẳng lẽ y cũng có ý định bái sư, thế thì đại phiền toái. Lão tử cũng không muốn thu thêm một đồ đệ nữa, một Tề Thiên đã đủ đau đầu rồi. Thật ra thì Chu Thiết Đông lẽ ra cũng không thảm hại như vậy, thực lực y cũng là tam đoạn trung giai, vừa rồi vì khinh địch nên ngay cả Trung Bình Tấn cũng không đứng, nguyên nhân khác là gặp phải loại siêu cao thủ thất đoạn như Diệp Phàm, cảnh giới quá khác biệt. Nếu không đưa tới thì lão tử sẽ cho nổ, cùng lắm toàn bộ chết chung. Lúc này trong Đế Uy Sơn Trang vọng ra tiếng la hét của Phi Thiên Ngô Công.
theo tiếng la hét của y vang lên một tiếng súng, không lâu lại nghe bịch một tiếng rồi một vật giống như hình người bị vứt ra ngoài. Mọi người nhìn lại thì đúng là một người, tuy nhiên trước ngực đầm đìa máu. Phi Thiên Ngô Công, không cho anh làm bị thương người nữa, chúng tôi đã liên lạc với Đinh Trác Thiên tiên sinh, Lạc Bảo Tiễn đang ở trên đường, không lâu nữa sẽ đến, anh chờ đi. Đội trưởng vệ đông vội vàng dùng loa cầm tay gọi vào. Cho thêm các ngươi 10 phút, nếu không bay ra sẽ là một cánh tay của Đinh Xuân Thu, tiếp đó là chân, đùi. Phi Thiên Ngô Công nói tiếp làm mọi người kinh đảm. Trong vòng 10 phút nữa không được đả thương người nào. Vệ đông đáp ứng điều kiện của Phi Thiên Ngô Công, nhíu mày lo âu. Đinh tiên sinh, Lạc Bảo Tiễn của nhà anh có đem đến không, tôi thấy không lấy ra không được, anh nói xem đây là chuyện gì. Vệ đông nhìn chằm chằm vào Đinh Tằng Thiên vẻ bất mãn. Chắc là y đoán Đinh Tằng Thiên chắc là coi trọng vật gì đó tên là Lạc Bảo Tiễn đến nỗi ngay cả mạng con trai mình cũng không cần. Ai, lập tức tới ngay rồi. Đội trưởng vệ, không phải là Đinh Tằng Thiên tôi hẹp hòi coi tiền như mạng, Lạc Bảo Tiễn chỉ là một chuỗi hạt nhìn qua giống như tiền, hơn nữa từng viên to bằng ngón tay, niên đại rất xưa, chắc là đồ cổ. Nếu như cầm đi bán đấu giá chắc cũng đáng không được bao nhiêu tiền. Tuyệt sẽ không vượt qua 50 vạn, bởi vì tôi đã từng cầm đi giám định ở nhà bán đấu giá họ bảo vậy, chỉ là 50 vạn đáng để cho Đinh Tằng Thiên tôi tiếc ư. Chỉ là ông nội tôi rất thích vật này, thậm chí có thể nói là si mê. Từ trước đến giờ vẫn mang nơi tay như đồ trang sức. Đương nhiên, nguyên nhân vì sao thì Đinh gia chúng ta đều rất mơ hồ, sau khi ông nội tôi qua đời rồi thì đem nó làm vật bồi táng nên nó vẫn ở trong mộ. Đinh Tằng Thiên kể lại ngọn ngành. À, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, cảm giác quái dị vì vật mà Phi Thiên Ngô Công đòi chỉ là một vật tùy táng. Lạc Vũ Tiễn này chắc chắn là có lai lịch, nếu không Phi Thiên Ngô Công cứ một mực đòi nó. Thái Đông Quyền không nhịn được hỏi. Nói ra thì là ân oán mấy đời để lại, Lạc Vũ Tiễn nghe nói là tổ tiên của tôi mua được từ một kẻ đào trộm mộ chỉ mấy lượng bạc, cũng không đắt. Từ đó đến nay cũng không có chuyện gì, ai ngờ hôm nay nó lại mang đến tai họa lớn như vậy. Tôi hoài nghi kẻ xưng là Phi Thiên Ngô Công là đời sau của kẻ trộm mộ hoặc là gì đó, thật sự làm tôi khó hiểu. Có lẽ chỉ có kẻ kia mới biết được, ai? Đinh Tằng Thiên thở dài, nốt ruồi đỏ bên miệng rung rung. Mấy phút sau có một người chạy đến thở hổn hển cầm theo một chiếc hộp gỗ. Diệp Phàm nhận lấy mở ra thì thấy đúng là giống như một chuỗi vòng tay, từng viên tròn tròn lớn chừng đầu bút, ở giữa có một lỗ hổng. Phía trên điêu khắc rất nhiều đồ hình quái dị giống như quỷ phù của mấy đạo sĩ. Đây chính là Lạc Bảo Tiễn. Diệp Phàm hỏi, tiện tay nhặt lên cảm giác tương đối nặng, nếu như đúc bằng đồng chắc không nặng như vậy. Hắn bất giác giật mình, dùng đôi mắt ưng để xem xét cẩn thận thì kinh hãi, không phải là đúc bằng đồng mà giống như là bằng xương mài thành, xương sao lại nặng như vậy, chẳng lẽ là hóa thạch đời xưa? Có khả năng. Chẳng lẽ lại có công dụng như phi đạo của mình dùng để làm ám khí, nhờ lực ly tâm nên bay xa hơn cả tiểu lý đao? Hắn thầm nghĩ rồi hành khí dồn một tia nội kình vào Lạc Bảo Tiễn thì thấy nó hình như sáng lên. Quả nhiên có chút lai lịch, nhất định là phải lấy vào tay mới được. Diệp Phàm thầm suy nghĩ, quay sang nói với Đinh Tằng Thiên. Lạc Bảo Tiễn đúng là có phong vị cổ. Đinh tiên sinh, vào trong này nói chuyện đi. Diệp tiên sinh, anh cứ nói. Đinh Tằng Thiên vì muốn con trai đi cứu Diệp Phàm nên mặc dù có là tỷ phú nhưng cũng phải cúi thấp người để cầu xin. Cứu lệnh công tử có thể, 200 vạn thù lao tôi tin tưởng hai nhà có thể xuất ra, 100 vạn kia của Đinh gia tôi cũng có thể không cầm nhưng phải lấy Lạc Bảo Tiễn. Tôi biết làm vậy hơi quá đáng nhưng thực tâm tôi rất thích vật này, Đinh tiên sinh có thể bỏ thứ mình yêu thích không? Diệp Phàm cười nhẹ. Đinh Tằng Thiên nghĩ đây là vật mà ông nội y yêu thích, lại từ trong mộ đào lên. Nếu để cho Diệp Phàm cầm đi có vẻ hơi bất hiếu. Tuy nhiên nghĩ đến mạng của con trai đang còn nằm trong tay kẻ bắt cóc, lại thấy Lạc Bảo Tiễn vừa gây tai họa, nói rõ nó là vật bất tường, đưa cho người khác thì tốt hơn nếu không để đó nó lại gây ra chuyện gì thì phiền toái. Còn có một nguyên nhân, vị thiếu niên họ Diệp này thân thủ đúng là rất cao, nếu như không cho làm hắn mất hứng, trong lúc cứu người có thể không toàn lực thì mạng nhỏ của con trai mình khó giữ rồi. Được, nếu như Diệp tiên sinh có thể thành công cứu được Xuân Thu thì tôi sẽ tặng cái vòng tay này cho anh, hơn nữa còn trả tiền thù lao không ít. Lạc Bảo Tiễn thật ra cũng không phải là vật đáng giá gì. Đinh Tằng Thiên thận trọng gật đầu. Diệp Phàm cầm lấy cái hộp đi vào trong trang viên.
chậm đã. Trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng sắc lạnh rồi có một thanh dao găm được ném ra, hô. Dùng thanh dao găm này rạch vào tay trái của ngươi, nếu chưa thấy máu thì đừng trách ta không khách khí. Mẹ kiếp, Phi Thiên Ngô Công thật đúng là hung tàn, như vậy vẫn chưa yên tâm, còn muốn tự mình hại mình trước, hoàn toàn ngăn chặn uy hiếp đối với y. Diệp Phàm thầm mắng, hô, cái này không thể được. Tay nếu như bị đâm bị thương thì tôi không thể cầm cái hộp được. Ta bất kể, ta đếm từ 1 đến 10, nếu như không làm theo lời ta thì đừng trách súng trong tay ta không nhận người, hừ. Phi Thiên Ngô Công lạnh lùng. 1, 2,3, 4. Vệ Đông và người của Đinh Gia, Thái Gia nghe vậy đều khẩn trương, đều thầm mắng Phi Thiên Ngô Công đồng thời lo lắng cho Diệp Phàm, tay bị cắt rồi thì làm sao cứu người, có bản lĩnh cũng không thể thi triển. Tôi rạch. Diệp Phàm hô, cầm thanh dao găm đưa tay trái lên rạch một đường, sau đó đưa lên thì thấy cổ tay đầy máu. Diệp Phàm đau đến run rẩy, dĩ nhiên là giả vờ vì hắn ra tay rất có phân lược, chỉ rạch chút ngoài da rồi ép máu ra, tuy nhiên cũng có đau. Hừ, đi vào. Phi Thiên Ngô Công tương đối hài lòng. Chương 554, điều tra nhà nước. Trong hai phòng, phát hiện thấy một đại sảnh, bên trong có khoảng 7-80 người. Một người đàn ông tay phải cầm một khẩu súng, tay trái cầm một cái điều khiển đoán chừng là để điều khiển kíp nổ. Bên cạnh có hai người, một người là Đinh Xuân Thu, toàn thân rũ rượi, trên mặt nhiều chỗ sưng lên, trên khóe miệng vẫn còn dính vết máu giống như một tên ăn mày tội nghiệp vừa phú hộ đánh. Người còn lại là Thái Kỳ, lúc này không còn vẻ anh tuấn, ngồi bệt dưới sàn, mặt mũi cũng thảm không kém gì Đinh Xuân Thu, trên đùi còn có vết máu, chắc là đã bị thương. Thấy Diệp Phàm đi vào, Đinh Xuân Thu kinh ngạc, liếc trộm một cái rồi cũng không dám lên tiếng, đầu cúi gằm. Mở cái hộp ra, Phi Thiên Ngô Công nói. Diệp Phàm sau khi mở ra thì y nhìn lướt qua, phát hiện trong hộp đúng là không có dấu gì cả, mới thở phào nhẹ nhõm, nói. Để dưới đất, cho ngươi lui. Diệp Phàm mơ hồ cảm giác có gì đó không ổn bởi vì hắn phát hiện tay Phi Thiên Ngô Công hơi run nhắm vào bắp đùi mình, đoán là chờ sau khi mình đi ra sẽ nổ súng. Hừ, người này quá thận trọng rồi. Diệp Phàm hừ lạnh, từ từ cúi xuống để chiếc hộp gỗ xuống dưới đất rồi buông tay, ánh mắt của Phi Thiên Ngô Công bất giác bị hấp dẫn vào chiếc hộp. A! À, Diệp Phàm quát lên một tiếng. Thi triển hóa âm mê thuật tạo thành một luồng sóng âm dữ dội từ trong miệng phun ra, trong nháy mắt đánh về phía Phi Thiên Ngô Công lúc này vẫn chưa kịp định thần. Theo tiếng sóng âm, hai cây đao lóe sáng hướng thẳng về phía Phi Thiên Ngô Công. Bên kia Đinh Xuân Thu và Thái Kỳ sớm đã bị hóa âm mê thuật làm cho mê muội, ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Cả hai chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên rồi tiếng kêu thảm thiết của Phi Thiên Ngô Công truyền đến, một khắc sau. Hai người mới lấy lại được bình tĩnh thì đã không thấy bóng dáng của Phi Thiên Ngô Công, còn đang ngây người thì chợt nghe cách đó không xa một tiếng nổ dữ dội vang lên, làm rung chuyển Đế Uy Sơn Trang. Một phút sau thấy Diệp Phàm đi ra, quét mắt nhìn hai vị chủ tịch Đinh và chủ tịch Thái, cười nói. May mắn không phụ sự ủy thác, kẻ bắt cóc tự nổ tung chết rồi, hai người bình an không có chuyện gì, vậy hai người đi cứu người đi, tôi cũng đến bệnh viện băng bó một cái. Thiết Đông. Ngươi lập tức lái thuyền cao tốc đưa Diệp tiên sinh đến bệnh viện. Vệ Đông chấn động, thầm nghĩ, may quá. Mình còn tưởng rằng tất cả đã đều bị nổ tung mà chết, không ngờ lại dễ dàng giải quyết như vậy. Xem ra Diệp tiên sinh thật rất có năng lực, kỳ lạ thật, Diệp tiên sinh làm như thế nào vậy? Trở lại khách sạn, sau khi Hồng Ngọc báo cáo mới biết được thị trấn Lâm Tuyền xảy ra việc lớn, Diệp Phàm vội vàng đặt vé máy bay sớm nhất vào sáng hôm sau, trở về trước rồi mới nói. Nếu không cũng không biết đám người đứng đầu hay xã 6 thị trấn có bị Mâu Dũng và Tạ Đoan nuốt sống mất không. Không lâu sau Thái Đông Quyền tự mình đưa tới ngân phiếu 200 vạn, cứ nói lời cảm tạ mãi. Hơn nữa còn đồng ý sau một thời gian ngắn nữa sẽ phái người đến Lâm Tuyền và Ngư Dương khảo sát một phen, bàn bạc chuyện triển khai mở rộng dự án bất động sản. Đinh Xuân Thu miễn cưỡng nhận lỗi với Diệp Phàm, tiểu tử này đoán chừng trong lòng vẫn là có chút vướng mắc. Mặc dù nói hai câu nghe xuôi tai nhưng vẫn còn cứng đầu cứng cổ, tuy nhiên Diệp Phàm cũng không để ý. Sau không giờ tối, điện thoại đột nhiên vang lên. Lại là Triệu Sĩ Tổng Giám Đốc mới của tập đoàn Bố Thăng tự mình gọi điện thoại đến nói. Diệp tiên sinh, tập đoàn chúng tôi sau khi đã bàn bạc quyết định chấp nhận điều kiện của các anh.
Sáng sớm ngày mai chúng tôi sẽ phái trưởng ban Triệu Tận Trung dẫn đầu đoàn giám sát đến huyện Ngư Dương tỉnh Nam Phúc để khảo sát thực địa, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì sẽ trực tiếp ký kết hợp đồng. Diệp Phàm nghe vậy cũng không nói gì thêm, vội vàng báo lại cho Bí Thư Cổ và Chủ tịch huyện vệ, hai người cũng vô cùng mừng rỡ, chỉ thị cho Diệp Phàm nhất định phải tiếp đãi chu đáo với những người khách từ Hồng Kông mới được, không cho phép bất kỳ một sơ suất nào. Tuy nhiên để giữ bí mật ba người quyết định sẽ không công bố mà đợi khách đến rồi mới bàn bạc, chủ yếu do sợ sau đó người của Tiêu gia sẽ biết chuyện rắc rối mới xảy đến của tập đoàn Phi Vân. Đến Thủy Châu nghỉ ngơi một ngày, 3 giờ chiều ngày hôm sau, Diệp Phàm dẫn đoàn người của trưởng ban Triệu vội vã chạy về thị trấn Lâm Tuyền. Diệp Phàm vừa mới xuống xe hơi, phía ngoài có một bóng người lập tức gọi điện thoại nói. Bí thư Chu, chủ nhiệm Diệp đã trở lại, có tiến hành bắt ngay không? Lập tức tiến hành, sau khi khống chế được người thì lập tức bí mật áp giải về phụ cận thành phố Phúc Xuân giam giữ, triển khai xét hỏi nghiêm khắc. Chu Trường Hà vui mừng, ra lệnh quyết đoán. Chủ nhiệm Diệp, người đứng đầu của 6 trấn 2 xã đều đang ở trong phòng họp đảng ủy của khu kinh tế chờ ngài, nhất định không chịu đi, thật là phiền toái. Ngày hôm qua sau khi chủ tịch huyện vệ tới xử lý bảo bọn họ yên tâm ở đây chờ ngài trở lại xử lý cho nên hiện tại tất cả mọi người đều đang ở đó đợi. Ngài có muốn chuẩn bị trước một chút rồi mới đi gặp bọn họ không? Thư ký kiêm trưởng phòng tổng hợp Cổ Dương ra đón, ngầm ra ám hiệu cho Diệp Phàm biết có chuyện phiền toái. Không sao, tôi muốn lập tức đi ngay, không cần chuẩn bị. Mấy vị này là khách bên tập đoàn Bố Thăng từ Hồng Kông đến để khảo sát nhà máy dệt thảm tơ Ngư Dương. Đoàn Hải, anh trước dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi, nói với các đồng chí phòng kinh doanh là nhất định phải làm cho những vị khách này hài lòng mới được. Diệp Phàm quay đầu nhìn trưởng phòng kinh doanh Đoàn Hải nhẹ nhàng nhắc nhở, vẻ mặt nghiêm túc. Bảo đảm là không có vấn đề gì. Đoàn Hải gật đầu, quay sang Triệu Tận Trung cười nói. Hoan nghênh các vị từ Hồng Kông đến Ngư Dương chúng tôi, mời về phòng nghỉ ngơi uống chén trà trước, chủ nhiệm Diệp còn có một chút chuyện nhỏ phải xử lý. Đoàn Hải đưa đoàn người của trưởng ban Triệu về phòng nghỉ ngơi. Cổ Dương, mấy kẻ gây rối ra sao? Diệp Phàm cười nhẹ như không có vẻ gì là khẩn trương. Sớm đã làm ầm ĩ lên, thiếu chút nữa đã ném cả chén trà vào mặt nhau. Cổ Dương vừa báo cáo cụ thể tình hình ngày hôm qua vừa đi về phía phòng họp. Chủ nhiệm Diệp đã về rồi. Thấy Diệp Phàm đi vào, phòng họp đang ầm ĩ nhất thời yên lặng như tờ, mười mấy đôi mắt tập trung vào Diệp Phàm. Bí thư Chu, chủ nhiệm Diệp đã vào phòng họp đảng ủy rồi. Nghe nói đám người của hai xã 6 thị trấn tất cả đều ở bên trong, hai phó chủ nhiệm cũng đã ở trong đó. Bây giờ vào bắt người thì có vẻ không ổn, người quá nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt. Một người đàn ông nhỏ tiếng báo cáo. Không cần phải quan tâm đến việc đó. Đối với loại sâu mọt của đất nước như thế này chúng ta còn khách khí làm gì? Khiêm nhường đối với hắn là vô trách nhiệm với đất nước của chúng ta, với nhân dân của chúng ta. Chúng ta đang làm gì? Là ủy ban kiểm tra. Là chuyên bắt sâu mọt hại dân hại nước. Lập tức hành động, chuyện này không thể kéo dài, hành động phải nhanh chóng, bất kể chuyện khác. Chúng ta ủy ban kiểm tra xử án cũng tương đối khó khăn, nếu như cho hắn cơ hội thông đồng thì phiền toái rồi. Nếu như có người dám can đảm quấy nhiễu thì lập tức lấy ngăn lại chấp pháp cũng là nhắc nhở bọn chúng. Hơn nữa, các người hô lên bắt giữ để điều tra thì cái đầu của bọn quan chức này sẽ nóng lên kinh sợ ngay. Chu Trường Hà quyết đoán hạ lệnh. Sau khi cúp điện thoại, y cười nói. Diệp Phàm tiểu tử, xem lần này hắn có kêu trời cũng vô dụng. Bí thư Cổ còn đang họp trong tỉnh, còn đàn bà vệ sơ tinh có thể đến cứu hắn hay sao? Lão tử lập tức đem hắn giải đến thành phố, để ta xem ai tới cứu ngươi. Hừ, nghe con mà dám vuốt râu cọp, ngươi còn non lắm. Ta chính là muốn để mất hết mặt mũi thể diện mới được, để cho đám người của hai xã 6 thị trấn đều nhìn thấy được uy quyền của Chu Trường Hà ta. Quyết tâm của ta Chu Trường Hà ta. Hừ, 2.000 vạn quá đủ để bắn chết ngươi rồi. Các đồng chí, tâm tình của mọi người tôi đều hiểu, thị trấn Lâm Tuyền chúng ta đều là huynh đệ, có điều gì muốn nói hôm nay mọi người hãy nói hết ra đi, chuyện gì cũng đều có biện pháp giải quyết cả. Chẳng qua có câu tôi phải nói nhỏ một chút, mọi người đều là lãnh đạo của hai xã 6 thị trấn. Tôi hy vọng mọi người nhẹ nhàng thảo luận, không nên hơi một tí thì làm ầm lên. Biến phòng họp đảng ủy khu kinh tế của chúng ta thành cái chợ như vậy có được không? Chúng ta cùng chung mục tiêu đương nhiên cũng là vì khu kinh tế Lâm Tuyền, tâm tình của mọi người tôi đều hiểu.
ở đâu mà chẳng có khó khăn cũng không sao cả, chỉ cần nghĩ biện pháp vượt qua là được rồi. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, đang nói thì cửa bị đẩy ra một cách thô bạo. Bốn người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc hướng thẳng đến bàn đầu của Diệp Phàm chạy tới nói. Chủ nhiệm Diệp, xin mời đi theo chúng tôi một chuyến. À, hình như là ủy ban kiểm tra. Toàn bộ đám người của tám thị xã đều sợ ngây người, bởi vì bọn họ nhận ra người thủ lĩnh có cái đầu chọc lốc một nửa kia chính là phó bí thư ủy ban kỷ luật huyện Phí Phương Thành. Người này căn bản là một con chó của Phí gia. Các quan chức trong tay y bị cách chức đều là người đối địch với Phí gia. Ủy ban kỷ luật huyện thiếu chút nữa là thành nha môn của các quan viên không nghe lời nhà họ Phí ở Ngư Dương. Hơn nữa, cũng phải là nói các quan viên làm vậy là đương nhiên, vì muốn làm rõ trắng đen cũng khó khăn, một điểm sai sót nhỏ mà bị Phí Phương Thành bắt được cũng bị lột ra. Các anh là ai? Tại sao tôi lại phải đi với các anh? Ánh mắt Diệp Phàm lạnh lùng, vẫn còn ngồi trên chiếc ghế chủ tịch, nghiêm túc hỏi. Chủ nhiệm Diệp, tôi là người của Ủy ban kỷ luật huyện Phí Phương Thành. Anh bị tình nghi tham ô nhận hối lộ, tham ô một khoản lớn công quỹ, đang bị nhà nước điều tra. Mau đi theo tôi, đừng lằng nhằng nữa. Hừ. Phí Phương Thành hất cái đầu hói lên, còn cố ý đưa mắt liếc khắp hội trường. Đám người của hai xã sáu thị trấn thường ngày vênh váo ta đây bây giờ đã lặng người trơn mắt há hốc mồm làm y cười nhạt, cảm thấy thật là thoải mái, triển hết oai phong, cười thầm trong bụng, xem các người thường ngày rất uy phong, nhìn thấy ta như là chuột thấy mèo. Ta là ai chứ? Là ủy ban kiểm tra, cai quản cái mũ của quan chức. Ha ha. Các anh có chứng cớ không? Các anh dựa vào đâu mà nói như vậy? Còn nữa, các anh có chỉ thị của bí thư cổ và chủ tịch huyện vệ không? Lấy ra đây cho tôi xem. Diệp Phàm nghĩ một chút, tìm cách trì hoãn thời gian, đoán chừng Cổ Dương đã chạy ra ngoài tìm Đoàn Hải rồi, chỉ cần chuyện này động đến chỗ cổ bảo toàn thì dễ làm rồi. Chỉ thị của bí thư cổ cần thiết đến vậy sao? Ủy ban kiểm tra chúng tôi độc lập xử án, sau này tự nhiên sẽ báo cáo cho bí thư cổ. Đi thôi. Phí Phương Thành lạnh lùng cười, thấy Diệp Phàm không có vẻ gì là định đứng lên, liền quay đầu hướng ra sau, chỉ thị bằng mắt cho ba nhân viên công vụ. Khóa tay lại. Chương 555, cắt bỏ cánh tay trái của Phí gia. Một nhân viên công tác lắc lư chiếc còng tay nói. Nếu chủ nhiệm Diệp phối hợp, chúng tôi cũng không cần sử dụng thứ này, nếu ngài không chịu đi kéo dài thời gian, vậy chúng tôi cũng không thể khách khí, đừng nói tôi không nể mặt. Bí thư Phí, chuyện này tôi thấy vẫn nên xin chỉ thị của bí thư cổ. Phó chủ nhiệm thường vụ khu kinh tế Trương Quốc Hoa cố lên gân giả vờ đứng ra nói giúp mấy câu cho Diệp Phàm, thật ra trong lòng y đã sớm vui mừng trên khó khăn của người khác. Chuyện này cũng khó trách, nếu như Diệp Phàm ngã ngựa, cổ bảo toàn nhất định sẽ dìu Trương Quốc Hoa lên chức. Vị trí đứng đầu khu kinh tế này có ai không muốn ngồi, Trương Quốc Hoa chịu từ ban thị ủy xuống xó xỉnh hẻo lánh Lâm Tuyền. Còn không phải vì hướng đến vị trí này. Phó chủ nhiệm Ngọc Xuân Thiền ở bên cạnh không lên tiếng. Đúng, chuyện này vẫn nên xin chỉ thị của bí thư cổ rồi hãy nói. Lúc này Liễu Chính của thị trấn Quy Hồ thốt ra một câu. Không sai, chủ nhiệm Diệp là quan viên cấp phó phòng, ủy ban kiểm tra các anh trước khi phá án cũng phải xin chỉ thị của bí thư cổ mới đúng, nếu không bắt người lung tung sẽ ảnh hưởng không tốt. Tống Ninh Giang nhíu mày, tiếp lời Liễu Chính. Lúc này Đoàn Hải ló đầu ra, nói với Phí Phương Thành. Bí thư Phí, hiện tại khách tới từ Hồng Kông đang chờ chủ nhiệm Diệp bàn bạc chuyện đầu tư, có thể đợi sau khi bàn xong dẫn đi cũng không muộn, dù sao người cũng không chạy được. Mang đi. Phí Phương Thành nhìn thấy tình hình có vẻ không ổn, có người đến, nếu tiếp tục phát triển, muốn mang người đi sẽ phiền toái, cho nên lớn tiếng kêu lên, thủ hạ xông tới. Hừ, tôi sẽ tự đi, Phí Phương Thành phải không? Tôi tin tưởng, Diệp Phàm này sẽ không có chuyện gì, cuối cùng người phải chịu điều tra nhất định là anh. Diệp Phàm đứng lên, xem ra không thể kéo dài được nữa, hừ một tiếng, đẩy còng tay ra. Hắn thầm nghĩ, chuyện này nhất định do Chu Trường Hà và Phí Mặc làm ra, nếu bọn họ đã muốn hại lão tử thì cứ để cho bọn họ làm ồn ào, lợi dụng tập đoàn Bố Thăng lần này để giải quyết cũng tốt. Nếu có thể làm cho Chu Trường Hà xuống đài là tốt nhất là ngã cả lũ, mẹ kiếp. Muốn chơi lén mình, chúng ta sẽ cùng chơi. Dưới mấy trăm ánh mắt ở thị trấn Lâm Tuyền, Diệp Phàm bị đám người Phí Phương Thành nhét vào trong xe, chiếc xe bốc khói chạy đi. Khi đi qua người Đoàn Hải, Diệp Phàm ra hiệu. Đoàn Hải ngầm hiểu.
Không lâu sau, đám khách tới từ tập đoàn Bố Thăng của Hồng Kông biết được tin tức này, lập tức bỏ về, căn bản không chú ý đến lãnh đạo khu kinh tế Lâm Tuyền liên tục cầu xin bọn họ ở lại, nhấc mông đi thẳng. Bọn họ nói, người đã kéo bọn họ tới đây đã bị công sở thanh tra bắt đi, chứng tỏ cán bộ Diệp Phàm này nhất định có vấn đề về kinh tế. Người như vậy có lẽ đi lừa gạt, bọn họ cũng không muốn đem mấy ngàn vạn đập vào một quan viên lường gạt. Đương nhiên, công sở thanh tra trong miệng bọn họ chính là chỉ ủy ban kiểm tra đại lục chúng ta. Bởi vì công sở trong sạch hóa bộ máy chính trị Hồng Kông rất nổi tiếng, bọn họ rất tin tưởng người của phương diện này. Diệp Phàm bị nhà nước điều tra. Chuyện gì xảy ra vậy? Chủ tịch huyện vệ thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống đất. Tay chấn động làm nước trà nóng vẩy lên tay cũng không cảm thấy đau. Người của ủy ban kiểm tra nói là anh ấy tham ô công quỹ, còn tham ô nhận hối lộ gì đó. Thật ra chủ nhiệm Diệp đến Hồng Kông lôi kéo đầu tư, khách cũng đi theo đến Lâm Tuyền, sau khi nghỉ ngơi thì đi thăm khu công nghiệp Quỷ Anh Than, ngày mai đến nhà máy tơ Ngư Dương. Bây giờ đại sự không thành. Không có ai ngăn cản được khách hàng đến từ Hồng Kông, bọn họ nói Diệp Phàm có vấn đề về kinh tế, bọn họ không bị lừa gạt bỏ đi hết. Chủ tịch huyện vệ, cô phải nhanh chóng ngăn cản bí thư Chu, nếu không thì muộn mất. Phó cục trưởng cục chiêu thương Trịnh Lực Văn gấp đến độ thiếu chút nữa hộc máu. Chuyện Diệp Phàm đi Hồng Kông, y thật ra biết được từ tin tức của Đoàn Hải, còn Đoàn Hải lại tìm hiểu được sự tình từ trong miệng Trang Hồng Ngọc. Tôi biết chuyện đi Hồng Kông, Chu Trường Hà đang làm gì vậy? Vệ Sơ Tinh thiếu chút nữa phát điên, vừa để điện thoại xuống trực tiếp gọi cho bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn. Tuy nhiên điện thoại cứ không liên lạc được, Vệ Sơ Tinh đành phải trực tiếp gọi điện đến thành phố. Chủ tịch thành phố La, đồng chí Diệp Phàm chủ nhiệm khu kinh tế Lâm Tuyền bị người của ủy ban kỷ luật huyện mang đi. Tội danh là tham ô công quỹ, thật ra hắn đến Hồng Kông lôi kéo đầu tư. Vệ Sơ Tinh nhanh chóng báo cáo tình huống cho chủ tịch thành phố La Hạo Thông. Ngu ngốc, chuyện tốt không làm toàn làm chuyện xấu, đó là số tiền 2.000 vạn, cô lập tức gọi điện thoại cho Chu Trường Hà, kêu y lập tức thả người, nhất định phải đuổi theo khách. Nếu như Chu Trường Hà không đồng ý thả người cô nói là tôi nói. La Hạo Thông tức giận tới mức muốn mắng người. Tuy nhiên khi Vệ Sơ Tinh gọi điện cho Chu Trường Hà thì điện thoại của y tắt máy. Lúc này Trương Quốc Hoa cũng đang báo cáo chuyện Diệp Phàm bị bắt cho Cổ Bảo Toàn, sắc mặt Cổ Bảo Toàn cũng sắp biến thành màu xanh đen. Sau khi cúp điện thoại trực tiếp gọi điện cho Chu Trường Hà, tuy nhiên thật đáng tiếc, điện thoại của đồng chí Chu Trường Hà đã tắt máy. Cổ Bảo Toàn tức giận, nhanh chóng xuống lầu, vốn vừa mới họp xong chuẩn bị ở tỉnh thêm một ngày đợi ngày mai trở về. Bây giờ xem ra không thể đợi thêm được nữa, lập tức gọi tài xế lái xe lao như bay chạy thẳng về huyện. Ở trên xe suy nghĩ về hành động của Chu Trường Hà, Cổ Bảo Toàn càng nghĩ càng tức giận, hừ nói. Thật không ra gì, Chu Trường Hà cũng không xem bí thư huyện ủy này ra gì, y dám điều tra một cán bộ cấp phó phòng mà lại không báo cáo với mình, một mình tự hành động. Y biết rõ có khách từ Hồng Kông đến Lâm Tuyền khảo sát, y lại càng cuồng vọng đến ở phòng hội nghị đảng ủy cậy mạnh dẫn người đi, Ngư Dương này chính là thiên hạ của Chu Trường Hà. Ở đây hẳn là có bóng dáng của Phí Mặc, hai người này hợp tác với nhau, rắn chuột một ổ, xem ra phải phá vỡ loại bố cục này, nếu không hai người phối hợp với nhau, phá hỏng nhiều chuyện thì còn nói gì đến phát triển kinh tế, khách hàng đưa tới cửa còn bị hù dọa bỏ đi. Nghĩ tới những chuyện này Cổ Bảo Toàn điện thoại cho bí thư thị ủy Chu Càn Dương, đem chuyện Diệp Phàm bị điều tra nói rõ chi tiết. Hừ, tôi biết rồi, chủ tịch thành phố La vừa rồi đã gọi điện thoại cho tôi tham thảo. Trước mắt anh cần phải thả Diệp Phàm ra gấp, kêu hắn bất luận như thế nào phải giữ khách đến từ Hồng Kông, Ngư Dương các anh không có nhiều cơ hội. Đây chính là khoản đầu tư liên quan đến 2.000 vạn. Sau này khẳng định còn tiếp tục đầu tư. Chu Càn Dương lạnh lùng nói rất bất mãn. Bí thư Chu, tôi nghĩ đồng chí Trường Hà đã không thích hợp đảm nhiệm chức vụ bí thư ủy ban kỷ luật huyện nữa, y có lợi thế rất lớn để phá hư phát triển kinh tế của huyện chúng ta. Nếu cứ tiếp tục làm sằng làm bậy như vậy, kinh tế Ngư Dương làm sao bay lên, khách hàng đến cũng bị hù dọa bỏ đi. Cổ Bảo Toàn hạ quyết tâm, quyết định động đao đối với Chu Trường Hà. Chuyện này tôi tự có tính toán. Mới vừa rồi chủ tịch thành phố La cũng nói đến chuyện này, tôi nghĩ đồng chí Trường Hà đã không còn thích hợp đảm nhiệm chức vụ này nữa, trở thành chướng ngại vật phát triển kinh tế toàn bộ huyện, vậy phải đem tảng đá đó dịch chuyển đi. Chu Càn Dương cúp điện thoại. Trong lòng Cổ Bảo Toàn thầm vui mừng,
cuối cùng cũng chuyển đi được một vật cản đường, có thể phá bỏ liên kết của đôi bạn nối Khố Chu Trường Hà và Phí Mặc Chính là một chuyện rất tốt, chẳng qua vừa nghĩ tới khách hàng Hồng Kông nhăn mặt rời đi Cổ Bảo Toàn lại vô cùng tức giận. Y lập tức gọi điện cho cục trưởng Lô Vĩ của Cục Công an huyện. Cậu lập tức đích thân điều tra xem Chu Trường Hà đang ở đâu, còn nữa, đồng chí Diệp Phàm bị bắt đến chỗ nào. Bí thư Cổ, lúc ấy sau khi chuyện phát sinh đồng chí Triệu Thiết Hải cục trưởng phân cục công an khu kinh tế Lâm Tuyền đã sớm dự tính. Cậu ấy đã tự mình lái xe bám theo phía sau, nói là người của Ủy ban Kỷ luật huyện không giải phó chủ tịch huyện Diệp lên huyện, ngược lại nhanh chóng lái xe về hướng thành phố Phúc Xuân lân cận, có lẽ muốn giải đến phòng thẩm án của nơi khác. Lô Vĩ thật ra đã sớm nhận được tin báo của Triệu Thiết Hải, đã chỉ thị y dẫn người đi theo. Tuy nhiên, vì không bị đồng chí của Ủy ban Kỷ luật huyện phát hiện, khoảng cách của hai chiếc xe khá xa. Tốt, đồng chí Thiết Hải cứ bám theo. Cậu lập tức chỉ thị cho đồng chí Thiết Hải lái xe đến trước xe của Ủy ban kiểm tra để cản lại, yêu cầu bọn họ lập tức thả người. Nếu như đồng chí của Ủy ban kiểm tra không chịu thì nói là tôi nói. Trong lòng Cổ Bảo Toàn vui mừng, lập tức hạ lệnh. Lô Vĩ lĩnh mệnh đi. Chị, Diệp Phàm bị bắt rồi, chuyện này do Chu Trường Hà khởi xướng, nói là tham ô khoản tiền lớn bị điều tra. Người tới bắt chính là phó bí thư Phí Phương Thành của Phí gia, đáng đời. Ngọc Xuân Thiền rất là đắc ý, nói với Ngọc Nhã Chi. Bị bắt. Ngọc Nhã Chi chấn động, trầm mặc một hồi. Cậu đi tìm hiểu tình huống cụ thể bị bắt xem. Em tìm hiểu rồi, em mới biết tin tức từ chỗ Trang Hồng Ngọc. Hình như lần này Diệp Phàm tới Hồng Kông lôi kéo đầu tư, khoản tiền đó nhất định bị tham ô, số lượng không nhỏ 2.000 vạn. Thật là to gan lớn mật, nếu khoản tiền này không thu lại được có thể còn bắn chết hắn. Tuy nhiên khách của Hồng Kông thật sự cũng tới, nhưng sau khi Diệp Phàm bị bắt lại tức giận bỏ đi, không ngăn cản được. Ngọc Xuân Thiền lại nói. Tôi biết rồi, cậu theo dõi sát sao, tôi sẽ nói với chú Hoài Nhân. Sau khi Ngọc Nhã Chi cúp điện thoại trực tiếp gọi cho phó bí thư chuyên trách thứ hai thị ủy Ngọc Hoài Nhân, báo cáo chuyện Diệp Phàm bị điều tra. Sau khi Ngọc Hoài Nhân nghe xong, trầm mặc một hồi nói. Cháu nghĩ cách đưa Diệp Phàm ra. Đưa hắn ra, nếu làm vậy không phải là giúp hắn sao? Tại sao, người này lần trước đã làm Ngọc gia chúng ta mất mặt? Ông chú xử giới không phải bị hắn mắng, hơn nữa còn mắng trước mặt nhiều quan viên như vậy. Người này quá ghê tởm. Hôm đó trong phá cung ở đập Thiên Thủy còn đánh Thế Hùng bị thương, đến bây giờ xương của Thế Hùng còn mơ hồ phát đau. Hơn nữa Kiều Long không phải cũng bị hắn chộp vào ngực, tuy nói là vô ý, nhưng cũng có ý đùa giỡn nữ nhân Ngọc gia chúng ta. Hơn nữa người này còn xưng huynh gọi đệ với Lô Vĩ, cháu nghĩ sơn trang kính nguyệt của Ngọc gia chúng ta bị kê biên tài sản rất có thể liên quan đến hắn. Hơn nữa chuyện của cha cháu lúc ấy, vào lễ mừng năm mới. Chúng ta đã mời chú Bình Quốc của ban tổ chức ra mặt, tiểu tử này còn là từ chối, mạnh miệng như hòn đá thối. Người như vậy chúng ta nên bỏ đá xuống giếng, đập đến cùng mới đúng. Cháu nghĩ chỉ cần chúng ta cùng nhau dùng lực, không chừng có hy vọng trợ lực Phí gia và Chu Trường Hà một tay giải quyết tiểu tử này, chỉ riêng việc tự mình mang đi khoản tiền 2.000 vạn cũng đủ để hắn ngồi tù rồi. Ngọc Nhã Chi thiếu chút nữa kêu lên, bất mãn nói. Ha ha, Nhã Chi. Cháu phải nhìn xa một chút, tiểu tử Diệp Phàm này cần ăn đòn, tuy nhiên bây giờ không phải là thời điểm chúng ta đánh hắn, sau này từ từ thu thập hắn cũng không muộn. Cháu thử nghĩ xem, tại sao chú muốn kêu cháu giúp hắn một tay? Ngọc Hoài Nhân thâm ý sâu sắc nói. Ngọc Nhã Chi trầm mặc một lát, mới bình tĩnh nói. Ý tứ của chú Hoài Nhân có phải muốn nhân cơ hội này lợi dụng Diệp Phàm giải quyết Chu Trường Hà, gạt bỏ đồng bọn của Phí Mặc, tương đương phế đi một cánh tay của Phí Mặc? Chương 556, khiếp sợ của người Phí gia. Ừ, không tệ, cháu có thể hiểu nhanh như vậy chứng tỏ suy nghĩ và cái nhìn của cháu đã có tiến bộ. Chúng ta phải học cách nhìn về phía trước, suy nghĩ cho Ngọc gia thậm chí cả đại cục Ngư Dương đại cục. Ở huyện Ngư Dương này mà nói thì Ngọc gia chúng ta tựa hồ hơi yếu thế hơn so với Phí gia. Nếu như có thể bắt giữ Chu Trường Hà, Phí Mặc thành tư lệnh không quân thì sau này chúng ta sẽ tốt rồi. Phí gia xuống dốc sẽ không ngóc đầu lên được. Tuy nhiên sau khi Chu Trường Hà bị bắt giữ thì vị trí bí thư ủy ban kỷ luật nhất định sẽ bị Cổ Bảo Toàn chiếm đi. Thế lực Cổ Bảo Toàn tăng đối với Ngọc gia chúng ta tựa như cũng không phải là chuyện tốt. Ngọc Nhã Chi nghĩ xa hơn. Không cần lo lắng gì, Cổ Bảo Toàn lấy được vị trí bí thư ủy ban kỷ luật là bình thường.
Tuy nhiên chuyện lần này có lẽ còn có biến số, Chu Trường Hà ngã thì chắc là Chu Càn Dương và La Hạo Thông cũng muốn vị trí này, để bọn họ đấu nhau đi. Nhã Chi, cháu thử nghĩ xem, cháu đồng ý để cho Cổ Bảo Toàn có được vị trí này nhưng còn Vệ Sơ Tinh thì sao? Ngọc Hoài Nhân bắt đầu dùng chuyện này để giáo dục đời sau, đây chính là biến tướng kinh nghiệm lý luận quan trường sang thực tiễn. Đương nhiên là Vệ Sơ Tinh rồi, ủng hộ một Vệ Sơ Tinh có thể đấu với Cổ Bảo Toàn không phải là tốt hơn. Vệ Sơ Tinh tạm thời hình như chưa có dã tâm gì, tất cả đều nghe theo chủ ý của Cổ Bảo Toàn. Tuy nhiên cháu xem chỉ là tạm thời thôi, có chủ tịch huyện nào không có dã tâm, cứ luôn chịu cảnh gió đông thổi bạt gió tây. Ngọc Nhã Chi không hề nghĩ ngợi nói ngay. Ha ha ha, cái này đúng rồi, tuy nhiên chúng ta cũng phải có chút dã tâm mới được. Ngọc Hoài Nhân thoải mái cười đáp. Chú, chúng ta có thể kiếm được tí gì từ chuyện này không, hình như rất khó. Ngọc Nhã Chi lòng lắc đầu, không hiểu ám chỉ của Ngọc Hoài Nhân. Sao không thể, cháu quên chú trước kia ở vị trí gì hay sao? Ngọc Hoài Nhân cười nói. Bí thư ủy ban kỷ luật thành phố, chẳng lẽ chú cũng muốn nhúng một tay vào, chắc là khó khăn à? Ngọc Nhã Chi kêu lên thất thanh. Ngọc Hoài Nhân chính là bí thư ủy ban kỷ luật thành phố tiền nhiệm, mới đề bạt lên vị trí phó bí thư chuyên trách thị ủy, trước đó đã ở ủy ban kiểm tra thành phố nhiều năm. Cháu nghĩ sai rồi, sau này sẽ hiểu. Ngọc Hoài Nhân cười cúp điện thoại khiến Ngọc Nhã Chi giống như một hũ nút lại không thể hỏi, đành một mình buồn bực. Trường Hà, anh phải nắm chắc hành động của huyện, nghe nói Lô Vĩ của Cục Công an đã tự mình xuất động. Chuyện này anh phải sớm thẩm tra xử lý xong, khi có chứng cứ cho dù là Cổ Bảo Toàn muốn cứu tiểu tử kia ra cũng không được. Phí Mặc gọi cho số điện thoại liên lạc riêng giữa y và Chu Trường Hà, còn số kia thì Chu Trường Hà đã tắt để cố tình không nghe điện thoại của Cổ Bảo Toàn. Chu Trường Hà biết làm kiểu như vậy cũng là nguy hiểm rất lớn vì dù sao Diệp Phàm cũng là một cán bộ cấp phó phòng, Ủy ban kỷ luật huyện tuy nói được quốc gia trao quyền độc lập phá án. Nhưng chính thể Hoa Hạ và chế độ quan trường không thể làm được như vậy. Theo như quy tắc, muốn xong quy, nhà nước điều tra, một cán bộ cấp phó phòng như Diệp Phàm thì trước hết cũng phải nói một tiếng với Cổ Bảo Toàn, được sự đồng ý của bí thư huyện ủy mới có thể thi hành. Nếu như lần này không đánh ngã được Diệp Phàm chắc chắn sẽ làm Cổ Bảo Toàn giận dữ, chẳng qua Chu Trường Hà cũng là đánh cuộc một phen, cảm thấy khá tin tưởng, không có 10 thành cũng 9 thành. Hơn nữa Diệp Phàm tham ô tài chính lớn đến bây giờ vẫn chưa hoàn sổ sách cũng là sự thật, trốn cũng trốn không ra. Cái này tôi biết, hiện giờ tôi đang ở một chỗ bí mật ở thành phố Phúc Xuân chờ bọn họ giải Diệp Phàm đến thì lập tức thẩm tra xử lý. Tôi tin tưởng vào khả năng thẩm án của các đồng chí bên ủy ban kiểm tra, cho dù là một người thép chúng tôi cũng có thể bắt mở miệng. Chu Trường Hà nói vẻ tùy tiện, thật ra chuyện này không dễ như vậy, chỉ cần Diệp Phàm không đồng ý ký vào thì chuyện này chưa thể cái quan định luận, còn có rất nhiều biến số. Anh họ, việc lớn không tốt rồi. Phó Chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền Tiếu Cảnh Thành gọi điện thoại cho Phó Chủ tịch, Thường vụ huyện ủy Tiếu Tuấn Thần. Tiếu Cảnh Thành là bà con xa với Tiếu Tuấn Thần. Tuy nhiên quan hệ hai người rất tốt. Năm ngoái Tiếu Cảnh Thành còn ở xã Cát Bình làm phó chủ tịch xã, bây giờ có thể đến thị trấn Lâm Tuyền làm phó chủ tịch thị trấn, hơn nữa vào đảng ủy thị trấn, dĩ nhiên đều có bàn tay của Tiếu Tuấn Thần. Thật ra thì Tiếu Cảnh Thành cũng là con cờ nằm vùng mà Tiếu Tuấn Thần đặt ở Lâm Tuyền. Thị trấn Lâm Tuyền tương đối phức tạp, tứ đại gia tộc của Ngư Dương hình như đều có người ở đây bởi vì Lâm Tuyền cũng là một nơi màu mỡ. Quan trọng nhất là chỗ này địa bàn lớn, nhân khẩu đông đảo, lại có vị trí đặc thù nằm ở chính giữa. Cho nên tứ đại gia tộc của huyện Ngư Dương cũng muốn đoạt lấy. Nói như Phí Mặc thì chỉ cần đoạt được thị trấn Lâm Tuyền tương đương chiếm lĩnh nửa Giang San Ngư Dương. Hiện tại tòa nhà làm việc của khu kinh tế Lâm Tuyền vừa xây ở thị trấn Lâm Tuyền, điều này lại càng thêm đúng. Chuyện gì đừng hoảng hốt, Cảnh Thành, anh cứ từ từ nói. Tiêu Tuấn Thần chấn động, tuy nhiên ngoài mặt vẫn hết sức bình tĩnh. Nghe nói Diệp Phàm từ Hồng Kông mời tới tập đoàn Bố Thăng, còn nói bọn họ có đầu tư 2.000 vạn cho nhà máy dệt Ngư Dương. Tiếu Cảnh Thành đem chuyện Diệp Phàm bị bắt đi điều tra nhanh chóng kể cho Tiếu Tuấn Thần. Tập đoàn Bố Thăng, không phải là lão đối thủ của tập đoàn Phi Vân Hồng Kông mà anh họ nắm cổ phần khống chế sao? Lần trước chuyện tập đoàn Phi Vân bơm tiền vào nhà máy tơ dệt thảm sợi của huyện thất bại đã sang đàm phán với thành phố Phúc Xuân, có khả năng sẽ xây dựng cơ sở ở bên kia. Kỳ quái, Diệp Phàm tại sao có thể mời được tập đoàn Bố Thăng,
tập đoàn Bố Thăng là tập đoàn uy tín lâu năm ở Hồng Kông. Chẳng lẽ trong chuyện này có gì khúc mắc, có thể có bất lợi với tập đoàn Phi Vân? Tiêu Tuấn Thần nhướng mày, cảm giác chuyện này tới quá đột ngột, đoán chừng trong đó có gì nên hỏi. Lúc ấy tôi nghe cũng cảm thấy bực mình, kẻ đối đầu với anh họ Phi Thành lại có thể tới Ngư Dương tới. Ngư Dương chúng ta thì có cái gì, là một vùng hẻo lánh, dân chúng thì ương bướng, một công ty uy tín lâu năm như Bố Thăng sao phải tới đây đầu tư, việc này thật sự là quỷ dị rồi. Tôi sợ Diệp Phàm biết được một chút tin tức quan trọng của tập đoàn Phi Vân cung cấp cho tập đoàn Bố Thăng, xảy ra chuyện gì thì phiền toái. Tiếu Cảnh Thành suy nghĩ rất nhạy bén. Có khả năng, tôi lập tức nói cho anh Phi Thành một chút để phòng ngừa. Tiêu Tuấn Thần sau khi cúp điện thoại thì gọi ngay sang bên Hồng Kông. Nghe Tiêu Tuấn Thần nói xong thì Tiếu Phi Thành có gia sản trên 1 tỷ lại có thể khiếp sợ suýt ngã từ trên ghế xuống. Y lẩm bẩm. Tôi cứ nói gần đây làm sao có chút kỳ quái, nghe nói nửa mặt tiền tầng 3 của tòa nhà Thiên Mã của tập đoàn Nam Cung đã bị tập đoàn Kim Thế Giới chuyển nhượng, chỉ là không điều tra được đối tượng là ai, chẳng lẽ lại là Diệp Phàm làm? Diệp Phàm, hắn có năng lực lớn như vậy sao? Chẳng qua Chu Trường Hà của Ủy ban Kiểm tra nói là hiểm nghi Diệp Phàm một mình tham ô khoản tiền lớn 2.000 vạn, chẳng lẽ 2.000 vạn chính là dùng mua quyền thuê nửa tầng lầu cao ốc Thiên Mã? Tiêu Tuấn Thần suy đoán. Cái này đúng rồi, chắc là Diệp Phàm đem nửa tầng lầu thứ 3 của cao ốc Thiên Mã chuyển tới. Tuy nhiên tôi rất kỳ quái, Diệp Phàm tại sao có được khả năng chuyển được từ tập đoàn Kim Thế Giới? Tập đoàn Phi Vân chúng ta lúc trước vẫn một mực tìm cách giao thiệp với Tổng Giám Đốc Thái của tập đoàn Kim Thế Giới, hy vọng bọn họ có thể đem nửa tầng lầu chuyển cho chúng ta. Có thể được thì tập đoàn Phi Vân chúng ta thuê luôn cả tầng. Nếu chúng ta chiếm cứ được tầng 3 thì sẽ còn lợi hơn so với Bố Thăng ở tầng thứ 4. Nếu quả thật là Diệp Phàm làm, mục đích là vì cái gì? Tiếu Phi Thành nói, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Điều này chắc chắn có quan hệ với Bố Thăng, nhà máy dệt thảm tơ Ngư Dương chúng tôi chẳng qua chỉ là một nhà máy sắp phá sản. Tập đoàn Bố Thăng là một công ty uy tín lâu năm của Hồng Kông, bọn họ không tới vùng Duyên Hải lại tới xó xỉnh này để đốt tiền. Điều này thật khiến người ta khó hiểu, chẳng lẽ là trong tay Diệp Phàm có thứ mà bọn họ thích? Tiêu Tuấn Thần cau chặt chân mày, vẻ mặt ngưng trọng. Chẳng lẽ là Diệp Phàm đã sở hữu được mặt tiền nửa tầng lầu thứ 3 của cao ốc Thiên Mã nên buộc Bố Thăng bơm tiền cho nhà máy dệt Ngư Dương, nếu không con số tài chính 2.000 vạn hắn dám động vào tùy tiện. 2.000 vạn đối với Ngư Dương các anh mà nói cũng không phải là số lượng nhỏ. Lá gan Diệp Phàm lớn như thế, nhất định là phải nắm phần thắng. Nếu không hắn tuyệt sẽ không mạo hiểm, 8 phần có thể là như vậy. Tiêu Phi Thành cũng ngồi không yên, đứng lên đi vòng vòng trong phòng làm việc. Lợi hại, đại khí phách, phó chủ tịch huyện Diệp thực có can đảm, làm kiểu như vậy thật là người tài ba, hơn nữa còn là người vô cùng có năng lực. Tuy nhiên bây giờ Diệp Phàm bị Chu Trường Hà bắt đi điều tra rồi, đoán chừng là khó có thể thoát thân. Nếu như Chu Trường Hà cứ buộc lên cái tội danh tham ô của công thì Diệp Phàm nguy rồi. Nhưng nếu như hắn thoát ra thì sẽ ký kết với tập đoàn Bố Thăng, sẽ là một đòn nặng với tập đoàn Phi Vân các anh. Tiêu Tuấn Thần cũng lo lắng. Chuyện này phải nói căn nguyên của Tiếu gia và tập đoàn Phi Vân Hồng Kông. Tổ tiên của chủ tịch Tiếu Phi Thành của tập đoàn Phi Vân và Tiếu Tuấn Thần là cùng một người, cho nên tính ra là họ hàng tương đối gần. Tập đoàn Phi Vân từ nhiều năm nay vẫn làm cho Tiếu gia ở Ngư Dương không ít chuyện. Chương 557 Công an đấu với Ủy ban Kiểm tra. Bất kể là loại tương trợ tương đối âm độc, tuy nhiên Tiếu Tuấn Thần là người hiểu nhất tầm quan trọng của tập đoàn Phi Vân Hồng Kông đối với Tiếu gia Ngư Dương của mình. Đây là chống đỡ quan trọng của kinh tế Tiếu gia, một cột trụ không thể thiếu, là bổ sung có lực đối với thế lực Tiếu gia Ngư Dương. Không phải là đả kích rất lớn, nói thật với Tuấn Thần, đây chính là đả kích tai họa. Chúng ta bước đầu tính toán qua. Tiêu thụ của cao ốc Thiên Mã chiếm khoảng 3 thành tổng lượng tiêu thụ của tập đoàn chúng ta. Nếu như một nửa mặt bằng tầng thứ 3 lại bị Bố Thăng chiếm đi, vậy Phi Vân chúng ta hoàn toàn thối lui khỏi khu vực Thiên Mã. Tổn thất lợi nhuận thuần trong một năm không dưới 6.000 vạn, quan trọng nhất là viễn cảnh kế hoạch thị trường chịu chế ước rất lớn. Cho nên cho dù Bố Thăng nện vào nhà máy tơ Ngư Dương 2.000 vạn, cũng vững vàng chiếm được một khoản lớn, kiếm tiền chỉ là chuyện nhỏ. Chủ yếu là đả kích chí mạng đối với tập đoàn Phi Vân. Tiếu Phi Thành hơi có vẻ kích động. Ý tứ của anh họ là... Tiêu Tuấn Thần nhỏ giọng hỏi. Bất luận cậu dùng cách gì, tìm hiểu rõ tình huống trước,
tôi lập tức gọi Ngạo Xương đang đàm phán ở thành phố Phúc Xuân chạy tới Ngư Dương. Nếu như tra rõ quyền thuê mướn cao ốc mặt bằng tầng thứ 3 của Thiên Mã đích xác bị Diệp Phàm chuyển đi, thì không tiếc tất cả thủ đoạn, không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại quyền thuê mướn mặt bằng nửa tầng trong tay Diệp Phàm. Giọng nói của Tiếu Phi Thành có vẻ lạnh lùng, nồng nặc mùi thuốc súng. Ừ, hiện tại cũng đúng lúc, người của tập đoàn Bố Thăng bị Chu Trường Hà đột nhiên lộ ra đại chiêu bài ủy ban kiểm tra hù dọa bỏ chạy. Đây chính là thời cơ để các anh hạ thủ, Diệp Phàm có chịu đem nửa tầng mặt bằng chuyển nhượng cho các anh hay không cũng là chuyện khó. Dù sao chuyện lần trước các anh rút vốn đã khiến hắn mất hết thể diện, trong hội nghị thường ủy huyện bị đám người Phí Mặc, Chu Trường Hà túm chặt đuôi không tha, mà Vệ Sơ Tinh và Cổ Bảo Toàn cũng phê bình kín đáo đối với năng lực công tác của Diệp Phàm, em nghĩ trong lòng hắn khẳng định hận các anh muốn chết. Về phương diện tiêu khí này em sẽ ra mặt làm một số công tác. Tuy nhiên, Diệp Phàm chuyển nửa mặt bằng tầng thứ 3 của Thiên Mã sang tập đoàn Kim Thế Giới mục đích là vì để cho Bố Thăng bơm tiền vào nhà máy dệt thảm tơ Ngư Dương. Chuyện lần này nếu như em đi nói, đoán chừng Diệp Phàm còn không nể mặt, hơn nữa lần này các anh muốn cướp nửa tầng mặt bằng, thì phải tiếp nhận điều kiện của Diệp Phàm, em chỉ sợ đến lúc đó hắn đề xuất một số điều kiện hà khắc làm các anh khó có thể tiếp nhận thì phiền toái. Trong lòng Tiếu Tuấn Thần cũng không thoải mái gì. Bởi vì con người Diệp Phàm khi quật khởi sẽ giống như đầu trâu, mấy con chiến mã cũng khó mà kéo lại được, đừng bảo y là phó chủ tịch, thường vụ huyện ủy, đoán chừng có khi bí thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn từ trong đáy lòng đều có chút sợ hãi hắn. Chủ tịch huyện Vệ Sơ Tinh nghe nói cũng bị hắn vuốt mặt mấy lần. Người này có chút năng lượng, tâm lý của Cổ Bảo Toàn nhất định là vừa muốn chèn ép người này nhưng lại không muốn ép hắn quá mức. Phí Mặc và Chu Trường Hà muốn ám hại hắn ngược lại bị hắn mượn hội nghị thường ủy ra tay bắt giữ Hoàng Hải Bình, chứng tỏ người này cũng có thủ đoạn và năng lượng nhất định, chứ không non nớt như bề ngoài của hắn. Hơn nữa, từ chuyện qua tay mặt bằng cao ốc Thiên Mã ép tập đoàn Bố Thăng bơm tiền vào Ngư Dương mà nhìn, tiểu tử này rất có tâm kế, thậm chí có thể nói là cả gan làm loạn cũng không quá đáng, giống như chuyện xê dịch 2.000 vạn. Tiêu Tuấn Thần cứ suy nghĩ. Nếu như đổi lại là mình đoán chừng cũng không quyết đoán và gan dạ sáng suốt lớn như vậy. Người như vậy tuy nói chỉ là một con nghé con mới đẻ, nhưng thường là loại người khó chơi nhất. Hơn nữa tiểu tử này hình như cũng rất thần bí, sau lưng cũng không có chỗ dựa nào, nhưng thỉnh thoảng lại toát ra mấy vị ủy viên thường vụ thị ủy gieo hò trợ uy. Chuyện này làm Tiếu Tuấn Thần cứ lắc đầu, cho rằng tiểu tử này rất khó gọt rũa, có gọt rũa cũng không gọt rũa nổi. Trong lòng Tiếu Tuấn Thần vô hình đã hình thành một sự kiêng kỵ không giải thích được đối với Diệp Phàm, điểm này ngay cả chính bản thân y cũng không ý thức được, chỉ là một loại kiêng kỵ bản năng. Ai, chuyện rút vốn lần trước đích xác là tập đoàn Phi Vân chúng ta làm hơi quá đáng. Lúc ấy chúng ta đề xuất điều kiện yêu cầu bọn họ khuếch trương nhà máy, điều kiện kia đúng là quá hà khắc, căn bản là điều kiện không có thể hoàn thành được. Thật ra cũng là vì chúng ta rút vốn làm ngụy trang, tìm cớ thôi. Tuấn Thần, nội bộ trong tập đoàn cũng rất phức tạp, thật ra lúc đầu anh cũng không tán thành rút vốn. Tuy nhiên có một số việc xuất phát từ ích lợi công ty, từ đại cục của công ty, chủ tịch này cũng vô lực quyết định, công ty có chương trình của công ty, lần này lại phải liếm mặt trở về van xin hắn, thật không còn thể diện nào nữa. Tuy nhiên vì tập đoàn, vì thiếu gia chúng ta, cậu nhất định phải thuyết phục Diệp Phàm, tôi nói rồi, bất luận dùng thủ đoạn gì, nhất định phải đoạt lại mặt bằng nửa tầng Thiên Mã. Chuyện bơm tiền vào nhà máy tơ Ngư Dương phải thương lượng, nếu Diệp Phàm chỉ đề xuất một điều kiện dễ làm. Chúng ta coi như là đã tốn tiền nhóm lửa, hơn nữa chuyện này phải nắm chặt, phải giành được mặt bằng trước khi Bố Thăng phát giác. May là vụ điều tra của Chu Trường Hà vô hình chung giúp chúng ta một tay, nếu không lúc này đoán chừng Bố Thăng đã nâng chén ăn mừng rồi. Bọn họ làm chuyện này cũng tương đối giữ bí mật, trước đó chúng ta mặc dù có chút hoài nghi. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đây chuyện này lại có thể bị Diệp Phàm điều khiển. Người này có một chút thần thông, tôi thấy sau này. Tiếu Phi Thành lộ ra vẻ áy náy, chẳng qua trong nháy mắt lại bắt đầu trở nên lạnh lùng. Anh họ, không thể nói như vậy. Sòng bạc vô phụ tử, thương trường lại càng giống vậy. Thương nhân nặng lãi, quan trường nặng thế, thật ra đạo lý cũng không khác gì. Xuất phát từ phương diện thương nhân. Biết rõ bơm tiền vào nhà máy tơ Ngư Dương không có lợi nhuận anh rút vốn là chuyện bình thường, hơn nữa khoản tiền 300 vạn dự chi của các anh không phải cho không nhà máy tơ sao. Nói ra coi như anh đã trọng tình trọng nghĩa, về chuyện anh họ nhờ cậy, em nhất định sẽ làm được, anh cứ yên tâm.
Em không tin dựa vào Tiếu gia Ngư Dương chúng ta còn bắt không được một Diệp Phàm. Tiếu Tuấn Thần vô cùng tự tin. Xe của Ủy ban Kiểm tra huyện Ngư Dương cũng sắp tiến vào thành phố Phúc Xuân, từ rất xa đã trông thấy chiếc cầu nối liền thành phố Phúc Xuân và huyện Ngư Dương. Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật huyện Phí Phương Thành nhìn thấy chiếc cầu lớn này, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được mở kiếng xe lấy ra một điếu thuốc châm lửa, thư giãn một chút. Y thầm nghĩ, chỉ cần đi vào cảnh nội thành phố Phúc Xuân, Ngư Dương muốn thả ra côn trùng thiêu thân gì đó cũng ngoài tầm tay với. Chu Trường Hà nói ở đầu cầu bên kia có bằng hữu cục công an thành phố Phúc Xuân đón chúng ta, có người hộ tống lại càng có lợi, thắng lợi trong tầm mắt. Bí thư Phí, tôi luôn cảm giác phía sau có xe đi theo, chẳng qua cách quá xa nhìn không rõ lắm. Lúc này tài xế lái xe phía trước hơi có vẻ lo lắng. Theo dõi, người nào? Phí Phương Thành lẩm bẩm theo phản xạ vươn đầu nhìn ra phía sau, quan sát một lát hình như không phát hiện ra cái gì. Tiểu Lưu, lái nhanh một chút, qua cây cầu Lang Mã biên giới hai huyện sẽ không có chuyện gì nữa, đợi dừng bên đầu cầu Lang Mã của thành phố Phúc Xuân sẽ nghỉ ngơi một lát. Tôi muốn xem người nào có lá gan theo dõi xe của ủy ban kiểm tra chúng ta, to gan lớn mật, không muốn giữ mũ quan trên đầu nữa sao? Phí Phương Thành nhất thời âm trầm, nhả vòng khói thuốc. Cục trưởng Lô, xe của ủy ban kiểm tra sắp đến cây cầu Lang Mã, ranh giới với thành phố Phúc Xuân rồi, có muốn cản lại trên cầu trước hay không? Nếu như qua giới phận hai huyện chúng ta không tiện vượt giới cản người. Triệu Thiết Hải hỏi, có vẻ nóng nảy. Lập tức xông lên chặn lại, bí thư Cổ có giao đãi, bất luận như thế nào phải đem chủ tịch huyện Diệp trở về Lâm Tuyền đi. Nếu như Chu Trường Hà muốn ngăn trở, cậu lộ ra tấm bảng của bí thư Cổ. Lô Vĩ lớn tiếng nói. Được. Triệu Thiết Hải vừa nghe nhất thời có thêm sức mạnh, dẫm mạnh chân ga, giống như một mũi tên điên cuồng lao đi. Lái xe với tốc độ như vậy trên mặt đường nhỏ hẹp của Ngư Dương là tương đối nguy hiểm. Chẳng qua Triệu Thiết Hải cũng bất chấp chuyện đó, Diệp Phàm là chỗ dựa của y. Cục trưởng Triệu, hình như chiếc xe của ủy ban kiểm tra phía trước cũng tăng tốc rồi, chạy như bay, không phải phát hiện ra chúng ta chứ? Thủ hạ của Triệu Thiết Hải lo lắng nói. Mới vừa y cũng không hiểu rồi tại sao cục trưởng Triệu lái xe mang theo mấy người đuổi theo xe của ủy ban kiểm tra, đây không phải là muốn chết sao? Lúc mới đầu còn tưởng tới thành phố Phúc Xuân thi hành nhiệm vụ gì đó. Sau đó nhìn tình thế, rốt cuộc cũng hiểu là đuổi theo xe của ủy ban kỷ luật huyện. Mấy người nhất thời kinh hãi hô lên một tiếng. Chẳng qua Triệu Thiết Hải không phát biểu, mấy người bọn họ cũng không dám lên tiếng, tuy nhiên trái tim của ai cũng đập thình thình. Mẹ kiếp, muốn tranh tài đua xe với lão tử có phải không? Ha ha ha, vậy thì tới đi. Triệu Thiết Hải đột nhiên giống như hít ma túy, tinh thần tỉnh táo, chân ga bị y dẫm hết cỡ. Chiếc xe phát ra tiếng nổ ầm ầm, giống như đang kịch liệt run sợ, có chút cảm giác muốn tan rã. Mấy tên thủ hạ cùng xe đều khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước, dựa vào cửa xe chuẩn bị tinh thần mở cửa xe nhảy xuống bất cứ lúc nào, bởi vì cảm giác chiếc xe này lúc nào cũng có thể bay xuống suối. Bí thư Phí, xe phía sau hình như đuổi lên. Tài xế có chút lo lắng, vẫn nhìn kính chiếu hậu. Xông qua cầu đi, đến thành phố Phúc Xuân thì dừng xe, hừ. Phí Phương Thành hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ. Chẳng lẽ thực sự có người dám vuốt râu hổ ủy ban kỷ luật huyện chúng ta hay sao? Triệu Thiết Hải mặc dù ở chạy như bay, thế nhưng khoảng cách ban đầu quá xa, mắt thấy xe của ủy ban kiểm tra phía trước xông qua cây cầu Lang Mã. Khi đang lo lắng bất chợt vang lên tiếng thắng xe khẩn, phía trước chiếc xe của ủy ban kiểm tra bất ngờ dừng lại, cửa xe mở ra, Phí Phương Thành từ bên trong chui ra. Người này lạnh lùng nhìn chăm chú chiếc xe của Triệu Thiết Hải vọt lên. Mình thắc mắc là ai to gan như vậy, thì ra là xe của Triệu Thiết Hải phân cục khu kinh tế Lâm Tuyền. Nghe nói người này có quan hệ tương đối tốt với Diệp Phàm, không phải là muốn giữa đường chặn xe cứu người chứ, có lẽ không phải, y làm gì có gan chó lớn như vậy, đây là xe của ủy ban kiểm tra. Phí Phương Thành thấy Triệu Thiết Hải xuống xe thầm hừ một tiếng. Y nhìn chằm chằm Triệu Thiết Hải, nói. Phó Cục trưởng Triệu, xe của anh cứ đi theo xe ủy ban kỷ luật huyện chúng tôi để làm gì? Chẳng lẽ tới hộ tống hay sao? Chương 558, súng của ủy ban kiểm tra không bằng súng của công an. Ha ha, xin chào Phó Bí Thư Phí, tôi nhận được chỉ thị của Cục trưởng Lô của huyện Cục, đặc biệt đưa chủ nhiệm Diệp trở về Lâm Tuyền bàn chuyện làm ăn với thương nhân. Triệu Thiết Hải cười ha ha, nhấn mạnh chữ phó,
vì vừa rồi Phí Phương Thành gọi Phó Cục trưởng Triệu, cũng đặc biệt nhấn mạnh chữ phó, xem ra hai người đang âm thầm phân cao thấp. Triệu Thiết Hải, chúng tôi dựa theo chỉ thị của Bí Thư Chu phá án, anh có quyền lực gì mà can thiệp Ủy ban kiểm tra phá án, anh làm vậy là trái pháp luật biết không? Không muốn mất chiếc mũ trên đầu chứ? Phí Phương Thành cố ý lên giọng, muốn biểu hiện uy phong Ủy ban kiểm tra của mình ở trước mặt thủ hạ. Thật xin lỗi, Cục trưởng Lô ra lệnh cho tôi thi hành. Ủy ban kiểm tra phá án cũng phải coi trọng chứng cớ, các anh không có bằng chứng đã dẫn người đi không phải cũng có chỗ trái pháp luật. Cục công an là nơi chuyên quản những sự vụ này, hừ. Triệu Thiết Hải rất chừng mực, nếu Phí Phương Thành muốn tích cực đối đầu cũng tốt thôi, bởi vì lần này người ra lệnh chặn người là Bí Thư Cổ Bảo Toàn, Triệu Thiết Hải lấy lông gà làm cờ lệnh, cho nên cũng là cũng không sợ hãi Phó Bí Thư Ủy ban kiểm tra Phí Phương Thành. Hơn nữa Triệu Thiết Hải đã quyết tâm đi theo Diệp Phàm, cho nên cũng từ bỏ băn khoăn. Lúc này Diệp Phàm đang ngồi trong xe của Ủy ban kiểm tra, đúng là thời điểm để mình biểu hiện một chút báo ân. Cục trưởng Lô có thể vượt qua Bí Thư Chu sao? Người ta là thường ủy, Cục trưởng Lô là cái gì? Tránh ra, nếu không chúng tôi bắt cả anh. Phí Phương Thành tức giận, cảm thấy phân trần với Triệu Thiết Hải ở đây cũng không có lợi. Hơn nữa cứ tiếp tục kéo dài. Chỉ sợ cứu binh của Diệp Phàm phía sau đuổi theo thì phiền toái. Lúc này song phương đều hoàn toàn trở mặt, cho nên trong giọng nói tràn đầy mùi thuốc súng. Bắt tôi, lão tử cũng muốn nhìn xem ông làm sao bắt tôi. Hừ, Triệu Thiết Hải nghiêm mặt, khí thế nổi, cũng sắp thành than đen, vết sẹo nhỏ còn lại ở đập thiên thủy trước kia lúc này đặc biệt chói mắt, giống như con giun hung tàn ở trên mặt. Nếu thật sự đối đầu đồng chí của Ủy ban kiểm tra đương nhiên không bằng đồng chí công an. Đồng chí của Ủy ban kiểm tra tuy nói cũng có súng, nhưng khí thế yếu hơn công an. Triệu Thiết Hải ra hiệu, bốn thủ hạ nhanh chóng vây quanh, nhìn tư thế rõ ràng là muốn cậy mạnh chặn bắt người. Người nào dám, hôm nay Ủy ban kiểm tra phá án. Ai dám ngăn cản chặn bắt người thì luận xử là đồng phạm. Phí Phương Thành vừa nhìn thấy tình thế có chút không ổn, ba thủ hạ mình mang theo, khí thế rõ ràng không bằng đồng chí công an. Cho nên y vội vàng giống to một tiếng, cũng thật sự có chút hít dọa người, bốn công an Triệu Thiết Hải mang theo chợt dừng bước, quay đầu nhìn Triệu Thiết Hải không dám ép tới nữa. Đương nhiên, bọn họ cũng rất khó xử, trong lòng cũng tương đối sợ, dù sao bọn họ cũng muốn cướp người từ trong tay đồng chí Ủy ban kỷ luật huyện. Nếu đồng chí của Ủy ban kiểm tra sau này tính sổ thì rước họa vào người. Triệu Thiết Hải vừa thấy tình thế cũng không được. Hiện tại là lúc so khí thế, cho nên giống to một tiếng nói. Làm sao vậy, không muốn lăn lộn ở Lâm Tuyền nữa à? Nghe y giống lên như vậy, bốn thủ hạ trần chờ vài giây, cố lên gân vây quanh áp tới. Hiện giờ giải quyết trước phiền toái trước mắt rồi hãy nói, Ủy ban kiểm tra tính sổ chỉ là chuyện sau này, cửa ải trước mắt quan trọng hơn. Nếu Triệu Thiết Hải tức giận, hơn nữa chuyện này còn là cục trưởng Lô của huyện cục đích thân chỉ thị. Trừ phi không muốn lăn lộn ở cục công an, nếu không nhất định bị lãnh đạo đá ra làm đồ bỏ đi. Thật ra thì Triệu Thiết Hải cũng tương đối khó xử, bởi vì Lô Vĩ mặc dù có nói đây là chỉ thị của Bí Thư huyện ủy Cổ Bảo Toàn, nhưng Lô Vĩ cũng căn dặn, nếu có thể không bày ra danh tiếng của Cổ Bảo Toàn hoàn thành chuyện thì tốt hơn. Dù sao một Bí Thư huyện ủy hạ lệnh cướp người từ trong tay Ủy ban kỷ luật huyện, danh tiếng truyền đi thật sự không dễ nghe, có mánh lới muốn vượt Ủy ban kiểm tra phá án. Cho nên Triệu Thiết Hải tạm thời chỉ nói nghe theo chỉ thị của Cục trưởng Lô huyện cục ở dưới. Chẳng qua danh tiếng của Lô Vĩ không dọa được người của Ủy ban kiểm tra, bởi vì đầu sỏ của Ủy ban kiểm tra là Chu Trường Hà, người ta là thường vụ huyện ủy, Lô Vĩ còn không kiêm nhiệm bí thư Ủy ban tư pháp, phân lượng đương nhiên nhẹ hơn rất nhiều. Lớn mật, Triệu Thiết Hải, anh thực có can đảm động thủ, không sợ đánh mất chiếc mũ rách trên đầu anh sao? Phí Phương Thành thấy bốn công an lại ép tới. Hét lớn một tiếng ngăn ở trước cửa xe. Lúc này tựa hồ có điểm giống là hai người đang so tài cổ họng. Phí Phương Thành ra hiệu, ba thủ hạ của y xoạch một tiếng rút ra súng lục trong tay, nhắm thẳng vào Triệu Thiết Hải và bốn thủ hạ. Rút súng rồi, chúng ta cũng có. Triệu Thiết Hải cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười lạnh của y, bốn thủ hạ cũng rút từ bên hông ra khẩu súng. Lúc này tình thế lại ngược lại, ba khẩu súng đấu với bốn khẩu súng. Rõ ràng khí thế nghiêng về phía cục công an. Cảnh tượng đương nhiên tương đối dọa người, quần chúng vây xem chung quanh đều sợ hãi thối lui đến mấy trăm mét, tìm chỗ che chắn chỉ vẻn vẹn lộ ra non nửa bên mặt.
Người trong nước chính là như vậy, cho dù không muốn mất mạng cũng phải xem cảnh náo nhiệt, tựa hồ náo nhiệt còn quan trọng hơn mạng nhỏ. Năm người Triệu Thiết Hải mặc cảnh phục công an, còn đồng chí ủy ban kiểm tra lại mặc thường phục, quần chúng vây xem còn tưởng rằng muốn phát sinh chuyện cảnh sát tội phạm đấu súng. Tất cả đều cảm giác đặc biệt kích thích, chẳng qua trong lòng cũng hoảng sợ, chỉ sợ đến lúc đó đạn không có mắt bắn loạn mấy viên rơi xuống người mình cũng không chịu được. Tuy nhiên mặc dù nói súng đứng sóng đôi, nhưng chốt an toàn của súng cũng không mở ra, chỉ là từng người nắm lấy một cục sắt đối đầu mà thôi. Nếu thật sự muốn khai hỏa đoán chừng tất cả mọi người không có can đảm, chỉ là so đo về khí thế mà thôi. Diệp Phàm cũng bình tĩnh ngồi trong xe, lại có thể tự mình móc ra một điếu thuốc châm lửa hút. Hắn biết chuyện này nhất định là đấu không được, lúc này đồng chí của ủy ban kiểm tra cũng không chú ý đến hắn, lửa cháy đến nít rồi. Triệu Thiết Hải, anh thật sự muốn vượt ủy ban kiểm tra phá án có phải không? Khi Phí Phương Thành đang cảm thấy khó xử, từ thành phố Phúc Xuân có hai chiếc xe cảnh sát phóng tới, thoáng cái xuất hiện 7-8 người công an, một người giống như đầu sỏ bước tới, nói với về đồng chí của ủy ban kiểm tra nói. Vị nào là Phí Bí Thư? Là tôi. Các anh là... Phí Phương Thành thầm vui mừng, đoán chừng là cứu binh Chu Trường Hà đưa đến từ thành phố Phúc Xuân. Tôi là đội phó đội cảnh sát hình sự thành phố Phúc Xuân Trương Huy, Trường Hà gọi tôi tới đón các vị. Trương Huy cười nhạt vừa nói, liếc mắt nhìn Triệu Thiết Hải, mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Đồng chí này, xin thu khẩu súng lại, vô duyên vô cớ rút súng ra chơi ở thành phố Phúc Xuân chúng tôi là không tốt. Thật xin lỗi đội trưởng Trương. Chúng tôi thi hành chỉ thị của Cục trưởng Lô huyện Cục dẫn người trở về. Hơn nữa chuyện này Cục trưởng Lô cũng là tiếp nhận chỉ thị của chúng ta bí thư huyện ủy cổ của Ngư Dương thi hành, mong các đồng chí công an của thành phố Phúc Xuân tha lỗi. Triệu Thiết Hải run lên, cảm giác ung đầu, xem ra Chu Trường Hà còn giữ thủ đoạn, lại có thể chuyện ra đội cảnh sát hình sự thành phố Phúc Xuân, năng lượng cũng không nhỏ. Mình muốn cậy mạnh mang người đi đoán chừng có chút khó khăn. Lúc này không thể làm gì khác hơn là cố lên gân ném ra cổ bảo toàn, hơn nữa ra hiệu bằng mắt, bốn khẩu súng rơi xuống, không chỉ vào người của ủy ban kiểm tra nữa. Thối lắm, bí thư cổ đường đường là bí thư huyện ủy, ông ấy là người hiểu luật pháp nhất, sẽ can thiệp ủy ban kỷ luật huyện chúng tôi phá án sao? Anh đã nói là chỉ thị của bí thư cổ, vậy thì lấy chỉ thị bí thư cổ tự tay viết ra đây. Phí Phương Thành lạnh lùng cười một tiếng, khẩu xuất cuồng ngôn, trong lòng thầm nghĩ. Cổ bảo toàn đang họp trên tỉnh, Triệu Thiết Hải không thể nào có chỉ thị của y, chỉ cần là chỉ thị không tự tay viết chúng ta có thể giả bộ không biết, mặc dù sau này cổ bảo toàn hỏi tới chúng ta cũng có thể từ chối. Hừ, tiểu tử, muốn chơi với ta, ngươi còn non lắm. Bí thư cổ truyền khẩu lệnh. Triệu Thiết Hải nói, biết nói vậy có thể không dùng được rồi, người ta tùy thời có thể phản bác. Quả nhiên, Phí Phương Thành lạnh lùng cười một tiếng nói. Lời nói gió bay, tôi nghi ngờ phân cục công an khu kinh tế Lâm Tuyển các anh cả gan làm loạn, lại có thể giả truyền chỉ thị. Đội trưởng Trương, chúng ta đi, chớ mất thời gian phân trần với y ở đây. Phí Phương Thành nói xong cũng muốn lên xe rời đi. Không cho phép đi. Triệu Thiết Hải nóng nảy, cất bước đi tới mạnh mẽ đẩy Phí Phương Thành sang một bên, kéo cửa xe. Hừ, nơi này là địa bàn thành phố Phúc Xuân, không phải là Ngư Dương các anh. Tôi nghĩ cục trưởng Triệu đừng làm tôi khó xử, hừ. Trương Huy trầm xuống mặt nổi giận, ra hiệu, mấy cảnh sát hình sự vây ép tới. Thiết Hải, cậu trở về trước, tôi muốn nhìn xem người của ủy ban kiểm tra có thể làm gì tôi. Cậu cứ nói chi tiết cho cục trưởng Lô là được, đi thôi. Trong xe đột nhiên truyền đến tiếng hừ lạnh của Diệp Phàm. Chủ nhiệm Diệp, Triệu Thiết Hải hết sức khó xử, không muốn rời đi. Đi đi, hừ. Diệp Phàm mặt lạnh hừ một tiếng, nhìn Triệu Thiết Hải nhỏ giọng nói hai chữ. Thành phố, sao mình lại hồ đồ, cục trưởng Vu trên thành phố không phải là hảo huynh đệ của chủ nhiệm Diệp sao? Nếu có ông ấy ra mặt Trương Huy của thành phố Phúc Xuân chẳng lẽ còn dám ngăn cản? Triệu Thiết Hải như tỉnh cơn mê, nghiêng người chạy sang một bên, khiến cho Trương Huy và Phí Phương Thành đều có chút không giải thích được, thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này đột nhiên khai trí? Thật có chút ít quái lạ, thì ra chỉ là giả trang, vừa gặp phải cọng rơm hơi cứng đã mềm thành trứng rồi. Chẳng qua hai người cũng không nói sao, liếc mắt nhìn nhau nhắm thẳng thành phố Phúc Xuân mà đi. Cục trưởng Triệu, cứ để bọn họ đi như vậy sao?
Bốn thủ hạ nhìn thấy Triệu Thiết Hải sau khi gọi điện xong, vẻ mặt thoải mái cảm thấy có vẻ khó hiểu. Bọn họ cảm thấy Triệu Thiết Hải có chút đầu voi đuôi chuột, mới vừa rồi mạnh bạo như thế, thoáng cái đã mềm như trứng. Chẳng lẽ người làm quan toàn bộ đều như vậy, vừa gặp phải chuyện đã thỏa hiệp rồi. Ha ha, không vội, chúng ta cứ chờ ở đây, bọn họ tự nhiên sẽ đem người trở lại. Triệu Thiết Hải cười nhạt nhìn đuôi xe đã đi xa, vô cùng tự tin, móc ra một điếu thuốc, lại tiện tay quăng cho bốn thủ hạ. Cục trưởng Vu, Diệp Phàm bị của người của ủy ban kiểm tra bắt đi rồi, mới vừa rồi bí thư cổ huyện ủy Ngư Dương gọi điện tới, yêu cầu phó bí thư phí của ủy ban kiểm tra thả người. Tuy nhiên nhân vật số 1 của ủy ban kiểm tra, Chu Trường Hà lại có thể mượn đội cảnh sát hình sự tới từ thành phố Phúc Xuân cậy mạnh mang chủ nhiệm Diệp đi, căn bản không nghe khuyến cáo, việc này thật sự có chút khó giải quyết. Lô Vĩ nhanh chóng đem nguyên nhân báo cáo cho Vu Kiến Thần cục thành phố. Chương 559, chặn ngang một gậy. Cổ Bảo Toàn thật sự ra lệnh chặn xe sao, có lẽ không phải. Ông ta là bí thư ủy ban kiểm tra, không phải là binh tôm tướng tép. Vu Kiến Thần thận trọng suy nghĩ, tuy nói y là cục trưởng cục công an thành phố, tuy nhiên không có quyền can thiệp ủy ban kiểm tra huyện Ngư Dương người ta thẩm tra vụ án, ủy ban kiểm tra và phân thuộc công an là hai hệ thống khác nhau. Cho nên trước hết phải xác định bí thư Cổ Bảo Toàn của Ngư Dương có thật sự hạ quyết tâm chặn xe thả Diệp Phàm ra không. Chuyện này nói ra tương đối lớn, công an đối đầu với đồng chí của ủy ban kiểm tra, ảnh hưởng thật sự không tốt. Nếu vì chuyện này mà ủy ban kỷ luật thành phố huyện cũng ra mặt thì thật sự chọc ra đại phiền toái rồi, hơn nữa Diệp Phàm có chuyện gì hay không y cũng tạm thời không biết rõ, nếu như Diệp Phàm thật sự có chuyện thì sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Chắc chắn chuyện này là Chu Trường Hà cố ý trả thù bố trí, nếu không bí thư Cổ sẽ không trực tiếp can thiệp, chẳng qua bí thư Cổ đang họp trên tỉnh, không thể tự tay viết chỉ thị, hơn nữa tôi cũng không muốn đi làm phiền ông ấy, kêu bí thư huyện ủy gọi điện cho Phí Phương Thành có vẻ không ổn. Cho nên tôi muốn mời ngài ra mặt nói chuyện với đội phó Trương Huy của đội cảnh sát hình sự thành phố Phúc Xuân. Lô Vĩ nói khẳng định. Tiểu tử này, chẳng lẽ cậu không sợ người ta mắng Vu Kiến Thần tôi can thiệp ủy ban kiểm tra phá án sao, cuối cùng xui xẻo lại rơi vào Vu Kiến Thần này, ha ha ha. Vu Kiến Thần đột nhiên cười khan. Hắc hắc, cục trưởng Vu, tôi cũng không cầu ngài đi can thiệp ủy ban kiểm tra người ta phá án, chỉ là cầu ngài nói chuyện với đội phó Trương. Tên đó cũng quá rảnh rỗi, không ở thành phố Phúc Xuân làm việc lại tham gia vào ủy ban kiểm tra Ngư Dương làm gì. Hơn nữa y chính là cấp dưới của ngài, lãnh đạo nhắc nhở thuộc hạ là chuyện bình thường có phải không? Hơn nữa, anh Diệp còn là huynh đệ của ngài. Lô Vĩ liên tiếp cười khan. Ai, tiểu tử Diệp Phàm này, lúc nào cũng khiến người khác lo lắng. Trước kia bị công an bắt, hiện tại lại bị ủy ban kiểm tra tổ chức điều tra. Lần sau có phải muốn người của an ninh tìm đến tới tận cửa không? Vu Kiến Thần thở dài cúp điện thoại, trong lòng cả kinh, cười thầm nói. Miệng mình đúng là miệng quạ đen, lần trước tiểu tử kia không phải sớm bị người của an ninh thành phố Mặc Hương bắt đi sao, thiếu chút nữa còn chết trong đại lao, cuối cùng làm cho thành phố Mặc Hương một phen náo loạn, phải chuyển đi hai phó cục trưởng, vì chuyện này mà lão tử mò được vị trí cục trưởng, sau lại bị người của huyện cục Ngư Dương bắt đi hai lần. Tuy nhiên hình như người bắt hắn toàn gặp xui xẻo. Lần này đến phiên ủy ban kiểm tra, có lẽ lần này Chu Trường Hà của ủy ban kiểm tra huyện Ngư Dương gặp xui xẻo rồi. Tiểu tử này quả thực giống như con lật đật, người nào dính vào hắn nhất định đều cực xui xẻo, mất chức là chuyện bình thường, không cẩn thận còn phải ngồi tù. Thật là một ngôi sao điểm xấu, ha ha ha. Y tìm mã số, trực tiếp gọi điện cho cục trưởng La Thiết Khối của cục công an thành phố Phúc Xuân. Người này tựa như một cục sắt. Cao lớn vạm vỡ, hơn nữa đầu đặc biệt lớn, cho nên ngoại hiệu là La Thiết Đầu, tính tình bướng bỉnh, thủ đoạn mạnh mẽ, tương đối nổi danh ở thành phố Phúc Xuân. Phần tử tội phạm tuy nói vẫn chưa đến mức nghe tin đã sợ mất mật, nhưng cũng nghe tiếng mà chạy rồi. La Thiết Đầu, anh quản lý kiểu quái gì vậy? Vu Kiến Thần rất không phong độ, vừa lên tiếng đã chửi mắng, dù sao cũng biết tính cách của La Thiết Khối, cho nên trực tiếp nói thẳng. Làm sao vậy cục trưởng Vu? La Thiết Đầu cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ủy ban kiểm tra huyện Ngư Dương người ta phá án, lãnh đạo Ngư Dương đã biết người bị bắt là bị oan, hơn nữa người này đang tiếp đãi khách quý tới từ Hồng Kông. Cho nên lãnh đạo của Ngư Dương yêu cầu ủy ban kỷ luật huyện thả người. Cấp dưới tên là Trương Huy của anh giỏi thật, rất là ngạo mạn,
hộ tống, bảo vệ nhóm người của ủy ban kiểm tra Ngư Dương đối nghịch với bí thư huyện ủy bọn họ. Hừ, bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác. Công an các anh tự giải quyết công việc của mình trước đi, thành phố Phúc Xuân các anh mấy ngày trước phát sinh vụ án giết người còn chưa tìm ra đầu mối, còn có tâm trí động đến ủy ban kiểm tra Ngư Dương. Hừ, lão tử nói luôn, nếu vì chuyện này Trương Huy chọc ra phiền phức cho bộ công an thành phố chúng ta, thiết đầu ông cũng dùng hàn hơi cắt đi. Phu Kiến Thần mắng xối xả, thiếu chút nữa làm La Thiết Khối choáng váng. Tôi không biết, tôi sẽ lập tức gọi Trương Huy rời đi, mẹ kiếp. Chuyện chính không làm lại đi gây chuyện cho lão tử. Ủy ban kiểm tra huyện Ngư Dương người ta phá án thì có liên quan quái gì đến y, chuyện phức tạp như vậy, y cũng dám phá ngang một cái. Y cũng không nghĩ xem, bí thư huyện ủy người ta là kẻ bất tài hay sao. Tuy nhiên cục trưởng Vu, con người Trương Huy vốn rất nghĩa khí, có lẽ là bị bạn học ở trường đảng Chu Trường Hà lừa gạt. Ngài yên tâm, tôi lập tức kêu y đưa người đến cầu Lang Mã trả lại cho các đồng nghiệp bên Ngư Dương. Thiết đầu mắng, để điện thoại xuống, khuôn mặt đen sạm lại càng đen hơn. Trong lòng y thầm nghĩ, quái, cục trưởng Vu làm sao lại tức giận như vậy, lẽ nào người bị điều tra có quan hệ với ông ấy? Mẹ kiếp, khẳng định có quan hệ, tiểu tử Trương Huy này, làm sao không có chút đầu óc nào, dám nhúng tay vào chuyện của Ngư Dương, cũng không đo xem mình có bao nhiêu phân lượng. Ngư Dương tuy nói là một huyện xó xỉnh, người đông hơn thành phố Phúc Xuân. Tiền không bằng một nửa thành phố Phúc Xuân, nghèo có tiếng, nghe nói người dân toàn gặm ngô và khoai lang. Tuy nhiên trên địa bàn này nghe nói tứ đại gia tộc Phí, Ngọc, Tạ, Tiếu rất vững chắc, hình thế đan xen rắc rối phức tạp, đừng bảo là một cán bộ nhỏ cấp phó phòng như Trương Huy, có gan cũng không dám đi mò vào cái mông cọp cái của tứ đại gia tộc Ngư Dương. Bí thư ủy ban kỷ luật Chu Trường Hà, lão tử hình như cũng nghe nói, chính là bạn nối khố với nhà họ Phí ở Ngư Dương. Chuyện lần này có lẽ là đấu võ của tứ đại gia tộc, bí thư huyện ủy người ta đã phát biểu, Trương Huy kia có mấy đầu cũng không chống đỡ nổi, gây chuyện không tốt cổ bảo toàn đến thành phố giáng cho cục công an thành phố Phúc Xuân ta một quyền, nói lão tử quản lý cấp dưới không nghiêm gì đó thì không phải quá mất mặt sao. La Thiết Khối sầm mặt xuống gọi điện cho Trương Huy, mới mở miệng đã mắng. Ha ha ha, anh lợi hại thật, còn uy phong hơn lão tử. Ngạo mạn. Anh dám nhúng tay vào vụ án của tứ đại gia tộc Ngư Dương. Đồ ngu ngốc, chuyện của Ngư Dương anh có thể nhúng tay vào sao? Anh cũng không nghĩ xem, bí thư người ta đã gật đầu thả người, anh còn đi làm anh em nghĩa khí, Chu Trường Hà đang hại anh mà anh cũng không hiểu, khốn kiếp. Cục trưởng, tôi không biết tình huống này. Tôi nên làm gì bây giờ? Mới vừa rồi cục trưởng phân cục bên kia Lâm Tuyền tên là Triệu Thiết Hải lái xe đến cầu Lang Mã đòi chặn xe. Tôi đã đuổi y về, bây giờ phải làm sao? Cục trưởng, xin anh quyết định giúp tôi. Trương Huy vừa nghe, nhất thời trong lòng chấn động, thiếu chút nữa nín thở, mặt nặng như sắt. Trong lòng y thầm mắng, đồ con rùa Chu Trường Hà, tặng viên đạn cho lão tử, thiếu chút nữa lấy mạng của lão tử rồi. Làm sao bây giờ, đến từ chỗ nào thì trả lại chỗ đó? Hừ, La Thiết Khối không nói nữa, cúp điện thoại. Bí thư cổ. Chu Trường Hà ra lệnh cho Phí Phương Thành không chịu thả người. Triệu Thiết Hải dẫn người đuổi tới cây cầu Lang Mã, vốn sắp cản được rồi, thế nhưng Chu Trường Hà mời người từ cục công an thành phố Phúc Xuân tới khăng khăng đem người đi. Lô Vĩ tức giận nói. Các anh có nói là chỉ thị của tôi không? Trong lòng cổ bảo toàn cả kinh hỏi. Bọn họ có nói, nhưng Phí Phương Thành yêu cầu chúng tôi đưa chỉ thị ngài tự tay viết mới bằng lòng thả người, hơn nữa còn mang bí thư ủy ban kỷ luật huyện. Thường vụ huyện ủy Chu Trường Hà ra để áp tôi, nói tôi chỉ là một trưởng phòng gì đó, nhà môn của ủy ban kiểm tra lớn hơn công an, cho nên, cuối cùng chủ nhiệm Diệp đã bị bọn họ mang đi. Lô Vĩ đương nhiên cường điệu thân phận thường ủy của Chu Trường Hà, tận lực tăng thêm ác cảm trong suy nghĩ của cổ bảo toàn. Người của tập đoàn Bố Thăng Hồng Công tới chỗ nào rồi? Cổ bảo toàn hỏi, nghe nói bọn họ rẽ vào tỉnh Thích Ninh lân cận để khảo sát rồi. Có lẽ muốn đầu tư bên Thích Ninh, đáng tiếc, chủ nhiệm Diệp nói tập đoàn Bố Thăng sẽ đầu tư giai đoạn đầu 2.000 vạn, sau này hàng năm sẽ tăng thêm, cuối cùng sẽ biến nhà máy dệt tơ huyện chúng ta trở thành một xí nghiệp cỡ chung có tài sản mấy tỷ, bây giờ xem ra thất bại rồi, ai? Lô Vĩ than thở tạo thế cho Diệp Phàm. Cậu trực tiếp chạy tới thành phố Phúc Xuân đòi người, tôi cũng sắp chạy đến Mạc Hương rồi. Tôi muốn nhìn xem thành phố Phúc Xuân có thể quản Ngư Dương chúng ta hay không, hừ.
Cổ Bảo Toàn giận quát một tiếng đang muốn cúp điện thoại. Đợi đã bí thư Cổ, tôi đã nhờ được cục trưởng Vu của cục thành phố ra tay, có lẽ Diệp Phàm có thể lập tức được thả ra. Lô Vĩ vội vàng hô. Làm tốt lắm, sau khi Diệp Phàm ra ngoài, lập tức kêu hắn gọi điện thoại cho tôi, nhanh chóng đuổi theo khách đến từ Bố Thăng. Cổ Bảo Toàn nghiêm mặt cúp điện thoại. Ktt. Một tiếng thắng xe truyền đến, Triệu Thiết Hải vứt điếu thuốc thứ ba đang hút dở đi, nghênh đón. Dương Huy từ trong xe chui ra, vẻ mặt còn khó coi hơn khóc, nặn ra một nụ cười, nói. Cục trưởng Triệu, người chúng tôi đưa tới rồi, chuyện phía sau là chuyện của các anh, chúng tôi đi. Cảm ơn. Triệu Thiết Hải cười cười, mở cửa xe mời Diệp Phàm lên xe. Anh Diệp, bọn người của Ủy ban kiểm tra làm sao chịu thả người? Triệu Thiết Hải nhỏ giọng hỏi. Bọn họ đương nhiên không chịu, tuy nhiên đội phó Trương trong cơn tức giận rút súng ra, 8 khẩu súng hướng về 3 khẩu súng. Cậu thử nghĩ xem phó bí thư Phí của chúng ta còn có thể liều mạng chơi hành động anh hùng hay không? Ha ha ha. Diệp Phàm mỉm cười thản nhiên, thoải mái để cho Triệu Thiết Hải châm điếu thuốc, nhả khói. Cảm ơn cậu Thiết Hải, mấy đồng chí cũng cực khổ rồi. Thiết Hải, trở về phát cho mỗi đồng chí một phong bao lì xì, ha ha. Cảm ơn chủ nhiệm Diệp. Mấy người công an vội vàng khiêm nhường, vẻ mặt cung kính, khom người cười nói, thầm nghĩ. Mẹ kiếp, lần này ra ngoài thật đáng giá, có thể thể hiện trước mặt chủ nhiệm Diệp đúng là tương đối không thiệt thòi. Khách từ Hồng Kông đến Thủy Châu chưa? Diệp Phàm thuận miệng hỏi. Không quay lại Thủy Châu, nghe nói đi vòng sang Tích Ninh, thật là kỳ quái. Nếu không chúng ta đuổi theo. Triệu Thiết Hải sờ sờ đầu tỏ vẻ không hiểu lại nói. Chủ nhiệm Diệp, bí thư Cổ kêu anh gọi điện thoại cho ông ấy. Đuổi theo, không thể. Diệp Phàm lắc đầu, nói. Cậu dừng xe lại, tôi gọi điện trước rồi nói. Diệp Phàm vừa gọi điện đến đã nghe thấy Cổ Bảo Toàn nói. Cậu lập tức nghĩ cách đưa khách từ Bố Thăng Hồng Kông quay về, không tiếc bất cứ giá nào, tuyệt đối không thể làm khách chạy sang bên Tích Ninh. Chương 560, tính toán của Phó Chủ tịch Thường vụ Thành phố. Chuyện này, đoán chừng rất khó, bị Ủy ban kiểm tra, ai còn tin tưởng tôi nữa. Người Hồng Kông rất tin tưởng công sở trong sạch hóa bộ máy chính trị của bọn họ, nói tôi bị công sở trong sạch hóa bộ máy chính trị đại lục mang đi, khẳng định phạm tội gì đó. Hiện tại bọn họ làm tôi không còn mặt mũi nào trở về Lâm Tuyền, người ta sẽ nhìn tôi với ánh mắt gì, ai, ban đầu tôi đã nói với phó bí thư Phí, tôi đang tiếp đãi khách tới từ Hồng Kông, thế nhưng Chu Trường Hà khăng khăng không nghe, chuyện này rõ ràng là muốn hãm hại tôi. Nếu tôi muốn cuốn tiền chạy trốn làm sao còn quay về, đây không phải bọn họ muốn lấy tham ô công quỹ ra nói chuyện sao? Hơn nữa, chuyện lần này cũng là bí mật làm ăn, nếu tiết lộ ban đầu có lẽ sẽ mất linh, ai. Hiện tại ngay cả tôi cũng không biết làm thế nào để giải quyết. Diệp Phàm đương nhiên vội vàng kêu khổ. Đồng chí Diệp Phàm, tôi biết cậu chịu thiệt thòi, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện chúng ta sẽ trả lại trong sạch cho cậu không cần lo lắng. Hiện giờ nhanh chóng đuổi theo người của Bố Thăng Hồng Kông quan trọng hơn, nếu tiếp tục trì hoãn có thể sẽ tạo thành tổn thất không thể đo lường cho ngư dương chúng ta. Khẩu khí của Cổ Bảo Toàn trở nên nghiêm túc. Bí thư Cổ. Không phải tôi không muốn đuổi theo, cho dù đuổi kịp cũng vô dụng, người của Bố Thăng sẽ tin tưởng tôi sao? Chuyện này đoán chừng vô dụng. Ai, tôi khó khăn lắm mới nghênh đón được khách từ Hồng Kông, lần này ủy ban kiểm tra thật sự đuổi đánh khách quý rồi, bọn họ làm loạn như vậy. Tôi đoán sau này khách hàng Hồng Kông vừa nghe nói đến ngư dương chúng ta cũng không dám tới, còn nói gì đến chuyện thu hút đầu tư. Diệp Phàm tìm lý do từ chối, không chịu nhả ra. Không bắt giữ Chu Trường Hà thì trong lòng khó giải hết tức giận. Cậu yên tâm, thiệt thòi của cậu, chúng tôi sẽ giúp cậu làm sáng tỏ, có người âm mưu phá hư cục diện chiêu thương và thu hút đầu tư của ngư dương chúng ta, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện chúng ta cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Đối với loại người không để ý đến đại cục, không biết lý lẽ, chỉ biết trả đũa, lấy tư lợi cá nhân làm chủ, chúng ta tuyệt đối không nương tay, hừ. Cổ Bảo Toàn thốt ra một câu thiếu chút nữa phá hủy niềm vui của Diệp Phàm, anh chàng này thầm nghĩ. Xem ra Cổ Bảo Toàn ngồi không yên rồi, mình tin Vệ Sơ Tinh có lẽ cũng đang giơ chân, phát triển kinh tế không đi lên người bị ăn gậy trước hết chính là chủ tịch huyện. Được rồi, tôi thử đuổi theo xem sao, đành phải mặt dày vậy, ngàn vạn lần đừng để cho khách từ Bố Thăng tưởng tôi là tội phạm bỏ trốn là được.
Diệp Phàm thở dài, sau khi cúp điện thoại nói với Triệu Thiết Hải. Tới Tích Ninh, đuổi theo khách tới từ Hồng Kông. Chiếc xe Santana đi vòng từ thành phố Phúc Xuân rẽ sang quốc lộ A07. Lúc này sắc trời đã chạng vạng. Bảo Toàn, khách tới từ Hồng Kông thế nào rồi? Chu Càn Dương gọi điện tới. Bọn họ tới Tích Ninh rồi, tôi kêu Diệp Phàm đuổi theo, ai ngờ Chu Trường Hà gây chuyện như vậy, làm lỡ hơn 4 giờ, xem ra rất phiền toái. Xe đi Tích Ninh khá nhiều, có thể đuổi kịp hay không cũng khó nói. Nghe nói Diệp Phàm gọi điện đến thì khách từ Bố Thăng cắt đứt. Sau đó gọi đến nữa thì điện thoại tắt máy, xem ra hiểu lầm rất lớn. Bí thư Chu, đây là cuộc làm ăn lớn 2.000 vạn, cộng thêm vốn đầu tư sau này là có thể kiến thành một tổng lượng tài chính đạt tới 5-6 ngàn vạn ở Ngư Dương, thậm chí là xí nghiệp cỡ chung mấy tỷ, xem ra lần này hy vọng xa vời rồi. Hơn nữa, chỉ cho Bố Thăng thuê lại nửa tầng mặt bằng cao ốc Thiên Mã là có thể kiếm được 200 vạn, tương đương với tổng số tài chính và thuế vụ một năm của 5-6 thị xã nghèo Ngư Dương. Diệp Phàm đích xác là một nhân tài, tiểu tử này gan lớn, xử lý quyết đoán, ánh mắt nhìn xa, lại có thể dám quăng ra 2.000 vạn, hơn nữa nhận được hiệu quả thần kỳ, qua tay đã kiếm được 200 vạn, là một nhân tài hiếm có. Tuy nhiên lần này thể diện của hắn đã bị Chu Trường Hà làm mất hết, tôi sợ Chu Trường Hà làm loạn như vậy, tính tình bướng bỉnh của tiểu tử này lại nổi lên. Trong lòng hắn không thoải mái thì sẽ làm việc không đắc lực. Ngư Dương chúng ta hiện tại đang cần người như vậy, nếu hắn tắt lửa sẽ rất đáng tiếc. Cổ Bảo Toàn thừa cơ bóng gió tố cáo tội trạng của Chu Trường Hà. Đối với Chu Trường Hà, thái độ của anh là... Chu Càn Dương ném ra một câu, làm trong lòng Cổ Bảo Toàn khẽ chấn động, xem ra bí thư Chu cũng quyết định rồi. Bắt giữ. Cổ Bảo Toàn khẽ rít ra hai chữ này. Ừ, tiểu tử Diệp Phàm này không tệ. Ngày mai tôi sẽ gọi Phó Chủ tịch thành phố Lô đến khu kinh tế Lâm Tuyền khảo sát một phen. Lần trước sau khi Phó Chủ tịch thành phố Lô đến Lâm Tuyền trở về liên tục khen đồng chí Diệp Phàm biết làm việc, là một tài năng, còn đùa giỡn bảo là muốn đem Diệp Phàm tới Cục Chiêu Thương thành phố. Một nhân tài như vậy nếu có thể đến Cục Chiêu Thương thành phố nhậm chức Phó Cục trưởng, hoặc là đeo chức danh thường vụ ở phía trước cũng có thể lôi kéo càng nhiều đầu tư cho thành phố. Chu Càn Dương thốt ra một câu khiến trái tim Cổ Bảo Toàn như nhảy dựng. Y vội vàng kêu lên. Bí thư Chu, vậy không được, Diệp Phàm còn phải ở lại ở Ngư Dương, thành phố cũng không thể đào góc tường của Ngư Dương chúng tôi được. Chúng tôi vất vả lắm mới phát hiện được một người, thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình. Ha ha, anh nhìn xem, Ngư Dương chẳng lẽ không phải thuộc về quản lý của thành phố Mặc Hương hay sao, còn phân chia gì nữa? Nếu xuất phát từ đại cục, điều Diệp Phàm đến Cục Chiêu Thương thành phố nhậm chức Phó Cục trưởng thường vụ càng có thể thực hiện giá trị của hắn. Có người nói, nghề nào cũng có trạng nguyên. Tôi không cần những phương diện khác của Diệp Phàm biểu hiện hơn người, chỉ cần khối Chiêu Thương có thể vượt xa người bình thường là đủ rồi. Chu Càn Dương cười nói. Chu, bí thư Chu, nếu muốn điều cũng đợi 2 năm nữa điều đi có được không? Để. Ngài đợi Ngư Dương chúng tôi gây dựng được thiên hạ nhỏ rồi hãy nói. Tôi thỉnh cầu yêu cầu thành phố suy nghĩ đến khó khăn thực tế của Ngư Dương. Cổ Bảo Toàn gấp đến độ trên mặt cũng bắt đầu đổ mồ hôi, mặc dù trên xe tài xế mở điều hòa điều rất lớn nhưng hình như vẫn không có tác dụng. Được rồi, không cướp người với anh nữa. Tuy nhiên phía bên Phó Chủ tịch thành phố Lô Anh cũng nên vận động một chút nếu không, y phân quản khối Chiêu Thương. Nếu y mạnh mẽ điều phối sử dụng người, tôi cũng không dễ nói chuyện, ha ha. Chu Càn Dương ý vị sâu xa. Nói xong cúp điện thoại. Cho tôi một điếu thuốc. Cổ Bảo Toàn để điện thoại xuống, mặt giống như quan công, nói với người thư ký. Sau khi rít một hơi, y kêu lên với thư ký. Cậu báo cho chủ nhiệm Trương của văn phòng huyện ủy, kêu y thông báo cho các vị thường ủy, đúng 8 giờ sáng mai mở hội nghị thường ủy tạm thời. Các vị thường ủy đều phải đến đầy đủ. Lão phí, người bị đồ con hoang Triệu Thiết Hải mang đi rồi, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bạn học Trương Huy của tôi sau khi nhận điện thoại, sắc mặt nhất thời đại biến, bất chấp tất cả ngăn cản Phí Phương Thành, đưa Diệp Phàm về cây cầu Lang Mã. Chuyện này có phải thành phố nhúng tay vào không? Phương Thành nói Cổ Bảo Toàn có chỉ thị kêu bọn họ thả người, không biết có phải Cổ Bảo Toàn tự mình ra mặt hay không? Chu Trường Hà giận đến mức đôi môi run rẩy, ngay cả nói cũng không rõ ràng. Đừng nóng vội Trường Hà, bình tĩnh, người bị dẫn đi thì cũng dẫn rồi. Bọn họ có thể làm gì chúng ta chứ? Hơn nữa Diệp Phàm một mình tham ô công quỹ là chuyện có thật,
Tôi mới vừa nhận được thông báo, nói sáng sớm ngày mai sẽ mở hội nghị thường ủy, đoán chừng có quan hệ đến chuyện này. Còn đội phó Trương Huy của thành phố Phúc Xuân, tôi đoán có người của thành phố Phúc Xuân ra mặt, nếu không sẽ không khiến Trương Huy hoảng sợ như thế, còn về phần thành phố, có lẽ không nhanh như vậy. Hơn nữa ủy ban kiểm tra các anh theo nếp phá án, chúng ta cũng không lộ ra ánh sáng gì. Nếu nói Cổ Bảo Toàn tự mình ra mặt, có lẽ không có khả năng. Ông ta là bí thư huyện ủy, tuy nói ủy ban kiểm tra nằm dưới sự lãnh đạo của y, nhưng dám trắng trợn đánh cờ hiệu của anh, chặn xe cướp người là chuyện rất không hay, có lẽ y sẽ không ngu xuẩn đến mức ấy, lẽ nào không sợ người khác nói ra nói vào. Anh lập tức quay lại, tối nay chúng ta sẽ bàn bạc. Phí Mặc nghiêm mặt. Mẹ kiếp, bàn bạc cái rắm, lửa sắp cháy đến đít còn bàn bạc. Phí Mặc cũng không phải hạng người tốt đẹp, có lẽ muốn bỏ cuộc nửa chừng, mình phải nhanh chóng hành động, nếu không Cổ Bảo Toàn tức giận chuyện này cũng khó ăn nói. Ai, ban đầu không nên nghe lời Phí Mặc xúi giục, xảy ra chuyện lão cáo giả đó cũng phủi tay không dính dáng, toàn bộ trách nhiệm đều đổ lên người lão tử. Chu Trường Hà đặt điện thoại xuống liền mắng xa xả, lúc này thật sự có chút lo lắng cho cái mũ của mình. Chủ nhiệm Diệp, chúng ta đuổi theo tới chỗ nào? Không có mục tiêu kêu chúng tôi làm sao đuổi theo. Tuy nói từ huyện chúng ta tới tỉnh Tích Ninh chỉ có một con đường, nhưng người ta đã sớm chạy mất dạng, làm thế nào đuổi theo. Triệu Thiết Hải cảm giác vô cùng khó xử, không biết làm thế nào. Đuổi theo, đừng nóng vội, bí thư Cổ kêu chúng ta đuổi theo, chúng ta cứ đuổi theo, đây là chỉ thị của lãnh đạo, phục tùng vô điều kiện. Diệp Phàm lười nhác duỗi lưng ngáp nói. Thiết Hải, cậu trông chừng, tôi chợp mắt một lát. Hai ngày rồi chưa ngủ, mắt sắp biến thành gấu mèo rồi. Kỳ quái, điện thoại của chủ nhiệm Diệp vẫn không gọi được. Chuyện gì xảy ra chứ, Tuấn Thần, cậu nhanh chóng nghĩ cách liên hệ với chủ nhiệm Diệp, không phải nghe nói hắn đã chạy về Lâm Tuyền rồi sao? Tiếu Phi Thành lo lắng nói. Người của phân cục Lâm Tuyền vừa mới báo cáo Diệp Phàm đã được Triệu Thiết Hải đưa về, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy xe, có lẽ vẫn đang trên đường. Nếu không em nói với chủ tịch huyện vệ trước. Đợi chủ nhiệm Diệp quay về sẽ kêu hắn gặp mặt các anh. Tiêu Tuấn Thần đề nghị nói. Được, phải nhanh lên, chuyện này không thể kéo dài, chậm thì sinh biến, nhất định phải đuổi tập đoàn Bố Thăng về trước. Chuyện này làm phiền cậu rồi Tuấn Thần, công ty chúng ta phải nhờ cậy cậu, Ngạo Xương đoán chừng sắp đến Lâm Tuyền. Tôi sẽ kêu cô ấy đợi ở thị trấn Lâm Tuyền, chuyện này cô ấy toàn quyền đàm phán, nếu như có thể ký hợp đồng thì ký ngay. Chuyện phía bên nhà máy dệt chúng tôi cũng biết tình huống rồi, không cần suy nghĩ cái gì cả, còn nữa người của Bố Thăng đến đâu rồi? Tiếu Phi Thành vẻ mặt ngưng trọng. Được, em sẽ đi nói chuyện trước với chủ tịch huyện vệ. Người của tập đoàn Bố Thăng đã tiến vào cảnh nội Tích Ninh, em đã sớm kêu người bám theo rồi, tạm thời vẫn chưa thấy bọn họ có ý quay đầu xe. Tiếu Tuấn Thần dứt khoát nói. Cậu phái người bám theo sát sao, làm tốt lắm. Còn nữa nếu người của tập đoàn Bố Thăng nhận được tin tức muốn xoay đầu xe, các cậu thật ra có thể. Tiếu Phi Thành sầm mặt, nói nửa câu. Em hiểu rồi anh họ, chuyện này dễ làm thôi, chỉ cần người không chết, bảo đảm bọn họ tạm thời không trở về Ngư Dương được. Sau khi Tiếu Tuấn Thần cúp điện thoại vẻ mặt nghi trọng, suy nghĩ một lát lại cầm điện thoại gọi đi. Tiếu Hổ Pháo, cậu trông chừng cẩn thận cho tôi, thu xếp mấy người đi xe chuẩn bị. Đợi ở cửa khẩu Ngư Dương, nếu xe của Bố Thăng quay đầu lại thì... Chú ý, đừng làm chết người, bị thương thì không sao, hiểu chứ? Cháu biết rồi chú Tiếu. Cháu làm việc thì chú cứ yên tâm, bảo đảm không để lại dấu vết, quỷ cũng tra không ra, bồi thường ít tiền là được. Hơn nữa những người đó toàn bộ đều không dính dáng đến chúng ta, không có ai mang họ Tiếu. Tiếu Hổ Pháo cười khan nói một câu, sau khi cúp điện thoại chuẩn bị đi. Chương 561, Tiếu gia hạ thủ. Chủ tịch huyện vệ, nghe nói chủ nhiệm Diệp đã trở lại, Tổng Giám đốc Phí Nguyên Thành của tập đoàn Phi Vân Hồng Kông muốn gặp chủ nhiệm Diệp, hiệp đàm chuyện hợp tác kinh doanh nhà máy dệt thảm tơ Ngư Dương, thỏa thuận với bên Phúc Xuân có lẽ sẽ hủy bỏ, lần này trở về có 8 phần nắm chắc có thể thành, có thể liên hệ với chủ nhiệm Diệp được không? Tổng Giám đốc Ngạo Xương hiện đang chờ ở tòa nhà khu kinh tế Lâm Tuyền. Tiếu Tuấn Thần báo cáo chuyện bơm tiền với vệ sơ tinh. Trong lòng vệ sơ tinh run rẩy mãnh liệt, khẽ hô một tiếng. Tiểu tử Diệp Phàm này đoán thật như thần, biết Bố Thăng vừa đến Lâm Tuyền tham quan, nhất định sẽ làm cho tập đoàn Phi Vân Thiếu ra luống cuống, xem ra thật sự có chút mánh khóe rồi,
vừa diễn trò vừa ép, Tiếu gia có vẻ đã ngồi không yên, vô cùng có lợi đối với triển khai đàm phán sắp tới. Vệ Sơ Tinh cảm thấy cần phải tăng cường thêm lo lắng cho tập đoàn Phi Vân Hồng Kông nên giả bộ rất tùy ý. Chuyện đàm phán hình như có chút phiền toái. Bí thư Cổ vừa rồi đã thu xếp cho chủ nhiệm Diệp đuổi theo người của tập đoàn Bố Thăng tới Tích Ninh, có lẽ sắp đuổi kịp rồi. Khách tới từ Bố Thăng cũng rất có thành ý, trực tiếp từ Hồng Kông chạy tới, sau khi thị sát lại muốn đàm phán ký hợp đồng. Tuy nhiên vì đồng chí Trường Hà hành động lỗ mãng tạo ra tình huống đặc biệt, may là bí thư Cổ thay đổi cục diện. Nếu không tổn thất mang tới cho Ngư Dương chúng ta sẽ rất lớn. Cô ả này, còn cố ý gây khó khăn cho mình, tuy nhiên cô ta nói cũng đúng. Tiêu Tuấn Thần âm thầm mắng một câu. Tôi thấy trong khoảng thời gian ngắn muốn thay đổi thành kiến của tập đoàn Bố Thăng đối với Ngư Dương chúng ta, thành kiến đối với chủ nhiệm Diệp có lẽ có chút khó khăn. Đồng chí Trường Hà hơi nôn nóng, cục diện tốt như vậy lại bị y làm cho lộn xộn. Chuyện này tạo thành tổn thất rất lớn đối với Ngư Dương chúng ta. Tuy nhiên tôi hy vọng chủ tịch huyện vệ lập tức liên hệ với chủ nhiệm Diệp, kêu hắn nhanh chóng đổi đầu xe trở về Lâm Tuyền bàn bạc chuyện hùn vốn mở nhà máy với Tổng Giám đốc Tiếu Ngạo Xương. Đây là một cơ hội rất tốt, chúng ta không thể bỏ lỡ. Giám đốc Tiếu nói, chỉ cần điều kiện thỏa đáng, về căn bản có thể ký hợp đồng, hơn nữa lần này tập đoàn Phi Vân Hồng Kông còn có thể gia tăng hơn ngàn vạn đầu tư. Tiếu Tuấn Thần nói ra còn có quan hệ anh em với Chu Trường Hà, bởi vì bà xã Tiếu Hoài Nguyệt của Chu Trường Hà có quan hệ anh em họ với Tiếu Tuấn Thần, cho nên hai người còn là anh em đồng hao. Tuy nhiên vì bất hòa về phương diện chính kiến, ích lợi, hai người căn bản không giống như anh em đồng hao, thường xuyên xảy ra tranh chấp đỏ mặt tía tai ở hội nghị thường ủy huyện. Chu Trường Hà là bạn nối khố với Phí Mặc của Phí Gia, Tiếu Gia và Phí Gia căn bản không hòa hợp. Cho nên lần này Tiếu Tuấn Thần thấy Chu Trường Hà gặp xui xẻo, cũng không vươn tay ra trợ giúp, nghe Vệ Sơ Tinh vừa nói như vậy, ngược lại ra sức thêm dầu vào lửa. Lần này Chu Trường Hà thật sự chọc ra chuyện lớn, chẳng những trong lòng chủ tịch huyện Vệ Sơ Tinh không vui, vì ngăn cản khách từ Hồng Kông đến khảo sát, chuyện này đối với Vệ Sơ Tinh mà nói quả thực còn độc hơn rắn độc, bởi vì Vệ Sơ Tinh muốn kinh tế phát triển nhanh. Bí thư Cổ Bảo Toàn lại càng không vui vẻ, Tiếu Tuấn Thần vừa thấy dứt khoát điểm một mồi lửa, vừa rồi Vệ Sơ Tinh cũng mịt mờ hiểu, Tiếu Tuấn Thần ủng hộ phê phán Chu Trường Hà, đoán chừng nhà học Ngọc ở Ngư Dương cũng thích thấy Chu Trường Hà gặp xui xẻo, bởi vì Chu Trường Hà gặp xui xẻo, chẳng khác nào đánh tan tổ hợp lâu đời của Phí Mặc và Chu Trường Hà, đối với nhà họ Phí ở Ngư Dương mà nói cũng không phải tin gì tốt. Đoán chừng Tạ Cường của Tạ gia cũng vui vẻ nhìn thấy loại cục diện này, có thể gạt bỏ Chu Trường Hà, tương đương với phế đi bốn thành bản lĩnh của Phí Mặc. Tác dụng chức năng tương đối rõ ràng. Phí Mặc muốn ngẩng đầu một lần nữa trên hội nghị thường ủy cũng lâu, trong một thời gian ngắn nữa nhà họ Phí ở Ngư Dương sẽ lâm vào trạng thái khó khăn. Chuyện này đối với tam đại gia tộc lâu năm như Ngọc gia, Tiếu gia, Tạ gia mà nói, đương nhiên là nước nổi bèo nổi. Nếu Tổng Giám đốc Tiếu của tập đoàn Phi Vân đã có thành ý như vậy, tôi thấy có thể gọi chủ nhiệm Diệp trở lại thử tiếp xúc với bọn họ. Tôi không hy vọng nhìn thấy bọn họ bỏ cuộc giữa chừng giống như lần trước. Song phương đều lao tâm lao lực, vừa tốn thời gian cũng lãng phí tiền. Vệ Sơ Tinh bình thản nói, sau khi cúp điện thoại đem chuyện này lập tức báo cáo cho Cổ Bảo Toàn, Cổ Bảo Toàn đang trên đường chạy về Ngư Dương đương nhiên vui mừng như điên, chẳng qua giọng nói chấn định, lập tức chỉ thị Vệ Sơ Tinh liên lạc với Diệp Phàm, kêu hắn lập tức chạy về khu kinh tế Lâm Tuyền triển khai hiệp đàm hợp tác với tập đoàn Phi Vân. Chủ nhiệm Diệp, tôi được bí thư Cổ ủy thác, kêu anh lập tức chạy về Lâm Tuyền tiến hành đàm phán với Tổng Giám đốc Tiếu Ngạo Xương về chuyện bơm tiền vào nhà máy thảm sợi huyện. Chuyện này không thể kéo dài, trở lại ngay thì triển khai. Vệ Sơ Tinh vừa dứt lời. Diệp Phàm cũng thản nhiên nói. Thật xin lỗi chủ tịch huyện vệ, tôi đang trên đường chạy tới Tích Ninh, hiện tại đã tiến vào cảnh nội Tích Ninh, sợ rằng nhất thời không quay lại được. Hơn nữa, tôi mới vừa bị đồng chí của Ủy ban Kiểm tra tiến hành điều tra trước mặt mấy trăm nhân viên công vụ của thị trấn Lâm Tuyền, bây giờ tôi còn là người bị tình nghi tham ô công quỹ. Cho nên, trước khi làm rõ những chuyện này tôi vẫn mang thân phận người chờ xử tội, làm sao còn mặt mũi quay về đàm phán với tập đoàn Phi Vân. Hơn nữa người ta cũng chưa chắc tin tưởng tôi, các thương nhân Hồng Kông rất tin tưởng công sở trong sạch hóa bộ máy chính trị. Bọn họ làm sao chịu cùng một phạm nhân tham ô hiệp đàm. Thay vì để tôi mặt dày đi đàm phán chi bằng phái những người khác nói chuyện với Tiếu Ngạo Xương. Ha ha, chuyện này, tôi không thể can dự vào,
hơn nữa nhân tài Ngư Dương xuất hiện lớp lớp, Ngư Dương chúng ta thiếu gì, chứ không thiếu người. Hai vạn đồng chí ăn lương nhà nước, chủ tịch huyện vệ không tìm người khác mà tìm một người bị tình nghi đi đàm phán thật sự không ổn, cho nên, tôi không thể đi được. Diệp Phàm bình thản từ chối. Bởi vì hắn có lá bài chủ chốt nơi tay, chính là nửa tầng mặt bằng cao ốc Thiên Mã, cho nên cũng không sợ hãi thiếu gia trở mặt, hơn nữa lần trước Tiếu Ngạo Xương kiêu ngạo như vậy, nhìn mình giống như nhìn chó đất gà rừng. Chuyện lần này tập đoàn Phi Vân Hồng Kông làm có chút không thỏa đáng. Trước kia Tiếu Phi Thành khẳng định muốn đầu tư, sau đó lại bày ra các loại điều kiện hà khắc khiến Ngư Dương không thể nào đạt được. Diệp Phàm này cũng không phải là quả bóng cao su, các người muốn tròn thì tròn, muốn dẹp thì dẹp, người ta nói tượng đất cũng có ba phần khí, huống chi đồng chí Diệp Phàm là một người sống sờ sờ. Đồng chí Diệp Phàm, tôi biết anh có ủy khuất, đổi lại lúc ấy là tôi bị điều tra cũng có tâm tình đồng dạng giống anh. Tuy nhiên tôi hy vọng anh có thể lấy đại cục Ngư Dương chúng ta làm trọng, xuất phát từ lợi ích của nhân dân Ngư Dương, từ ích lợi của quốc gia. Chuyện anh bị điều tra, tôi tin sau khi huyện điều tra rõ tình huống sẽ làm sáng tỏ cho anh một giải thích thuyết phục. Hiện giờ anh nên nhanh chóng trở lại nắm chặt chuyện hùn vốn với tập đoàn Phi Vân mới đúng, anh là phó chủ tịch huyện, phát triển kinh tế cũng là nhiệm vụ và trách nhiệm của anh. Vệ Sơ Tinh thấy Diệp Phàm có vẻ kiêu ngạo, trong lòng hơi có chút tức giận, thầm nghĩ tiểu tử này lại bắt đầu dở trò rồi, không hề chú ý đến đại cục, cho nên khẩu khí của Vệ Sơ Tinh cũng hơi nghiêm túc. Mẹ kiếp, cô ả này, các người nói điều tra lão tử thì điều tra, kêu lão tử trở lại thì phải giống như chó Nhật, ngoan ngoãn kéo tiền đầu tư cho các người. Trong lòng Diệp Phàm thầm mắng mấy câu. Hắn bất chấp, còn ra vẻ lười biếng nói. Thật xin lỗi chủ tịch huyện vệ, cô nói với bí thư cổ giúp tôi, không phải tôi không muốn tham gia hiệp đàm, mà là tôi không đủ tư cách. Hơn nữa hai ngày nay tôi cũng không chợp mắt rồi. Tôi vì đưa khách quý từ Bố Thăng Hồng Kông đến xó xỉnh hẻo lánh Ngư Dương mà vất vả một phen, ở Hồng Kông còn bị thiếu gia của khách sạn Bảo Đức Lai nói xấu thiếu chút nữa phải vào nhà lao. Tôi đã tâm lực tiều tụy rồi, bí thư Chu của ủy ban kiểm tra thật tài giỏi, chỉ bằng một câu điều tra, đã hù dọa khách quý bỏ chạy. Nếu khách đã bị y hù dọa bỏ chạy thì cứ để y đi mời về đi. Còn nữa tôi thật sự mệt chết đi được, phải ngủ một giấc, cô để tôi khép mắt một lát có được hay không? Diệp Phàm nói xong liền cúp điện thoại, căn bản không nghe Vệ Sơ Tinh giải thích. Thật quá cuồng vọng, như vậy còn giống một đảng viên sao? Anh ta còn là cán bộ của đảng sao? Trong phòng làm việc của chủ tịch huyện vệ truyền đến tiếng chửi bực tức. Vệ Sơ Tinh giận đến xanh mặt, bất đắc dĩ gọi điện thoại cho Cổ Bảo Toàn. Bí thư Cổ, anh xem, đồng chí Diệp Phàm giống một quan viên sao? Làm chuyện tính toán chi ly, không chịu thiệt thòi. Hắn nói hai ngày nay mình không được chợp mắt, bây giờ có thể ngủ được không? Hắn tỉnh dậy mấy ngàn vạn đều mọc cánh bay đi rồi. Tôi thấy nên để cho đồng chí Trường Hà bắt hắn thẩm tra một phen mới đúng, thật hết chỗ nói, nếu không dứt khoát thay người hiệp đàm với tập đoàn Phi Vân Hồng Kông, tôi không tin Ngư Dương chúng ta rời hắn thì không làm gì được. Ha ha, đồng chí Sơ Tinh, đừng nóng giận, đồng chí Diệp Phàm tức giận là chuyện rất bình thường, đồng chí Trường Hà tiến hành điều tra với hắn. Chúng ta đều là người trong thể chế, ai không sợ chuyện đó, đồng chí Diệp Phàm có thể đuổi theo khách quý từ Bố Thăng đã là rất tốt. Tuy nhiên chuyện hiệp đàm nếu như muốn hắn ra mặt, trước hết khẳng định phải khôi phục thanh danh của hắn mới đúng. Nếu không đeo hiểm nghi điều tra cũng không yên lòng. Cô nói có phải không, hơn nữa nếu như đổi người hình như cũng không thỏa đáng, tập đoàn Phi Vân Hồng Kông người ta chỉ đích danh muốn cùng đồng chí Diệp Phàm hiệp đàm. Khách Hồng Kông tín nhiệm hắn như vậy chúng ta đổi người khác, chỉ sợ lợn lành chữa lợn què, trở thành chuyện xấu. Ha ha! Cổ Bảo Toàn nói rất ẩn ý, đơn giản là buộc Vệ Sơ Tinh tỏ thái độ ủng hộ mình động đao với Chu Trường Hà. Hừ, Cổ Bảo Toàn đơn giản là muốn xem thái độ của mình, xem ra y sẽ động thủ với Chu Trường Hà. Trong hội nghị thường ủy, phí ra có Chu Trường Hà ủng hộ coi như là một thế lực không nhỏ. Trái lại có thể thỉnh thoảng chế tạo một chút phiền toái cho Cổ Bảo Toàn. Chương 562, tiềm tàng uy hiếp với bí thư huyện ủy. Tình hình này đối với mình mà nói càng có lợi, Cổ Bảo Toàn vì muốn lật đổ Phí Mặc, đương nhiên sẽ chú trọng đến suy nghĩ của mình, cho nên thỉnh thoảng cũng sẽ có một số lợi ích thích hợp. Nếu Chu Trường Hà bị lật đổ, Phí Mặc sẽ trở nên đơn độc, vậy sau này hội nghị thường ủy huyện sẽ không có người dám chính diện thách thức Cổ Bảo Toàn. Không phải sẽ trở thành thiên hạ của Cổ Bảo Toàn.
Sau này mình muốn kiếm được chút quyền lực trong kẽ hở của bọn họ không dễ dàng. Ai, tất cả đều do Diệp Phàm, một kẻ tính tình bướng bỉnh, toàn bộ cục diện đều bị hắn làm cho rối loạn. Tuy nhiên sau này có lẽ còn có biến số khác không chừng. Vệ Sơ Tinh nhanh chóng suy nghĩ. Cô ta khôi phục bình tĩnh nói. Đúng, chuyện đồng chí Trường Hà làm lần này có chút hấp tấp, khi tình huống chưa rõ ràng, chưa được huyện ủy đồng ý đã trực tiếp áp dụng điều tra với một cán bộ cấp phó phòng thực quyền đúng là có chút vi phạm quy chế. Chuyện này bí thư Cổ thấy thế nào? Làm như thế nào cho Diệp Phàm một câu trả lời thỏa đáng? Vệ Sơ Tinh bước đầu đồng ý sẽ động thủ với Chu Trường Hà, tuy nhiên sẽ nhường quyền chủ động cho Cổ Bảo Toàn. Nếu Cổ Bảo Toàn muốn động đến Chu Trường Hà, cứ để cho Cổ Bảo Toàn tự đi làm, mình chỉ cần trợ lực là được, cũng tránh bị người phí ra hận thù, chung quy không phải là chuyện tốt gì cả. Người đàn bà này rất khó dây dưa, lại có thể lại đem dao găm ném trở lại trên tay mình. Được rồi, không muốn đắc tội với người khác khẳng định không làm được đại sự, trước mắt chính là thời cơ tốt nhất để bắt giữ Chu Trường Hà, không có cơ hội thứ hai. Cổ Bảo Toàn suy nghĩ, sắc mặt rất ngưng trọng. Nghiêm túc nói. Đồng chí Trường Hà đã không thích hợp giữ cương vị bí thư ủy ban kỷ luật huyện, trong hội nghị thường ủy sáng sớm ngày mai mọi người hãy thảo luận một chút, có nên đổi cho y cương vị thích hợp hơn. Nếu hội nghị thường ủy thông qua, chúng ta có thể lập tức đem chuyện này báo cáo lên thành phố. Ừ, vậy chuyện của Diệp Phàm nên xử lý như thế nào? Vệ Sơ Tinh đồng ý với suy nghĩ của Cổ Bảo Toàn lại nói. Mới vừa rồi tôi đã bàn bạc với Phó Chủ tịch huyện Thiếu. Y cũng cho rằng chuyện đồng chí Trường Hà làm lần này có chút không thỏa đáng. Tiêu Tuấn Thần và Tiếu Trường Hà không phải nghe nói còn là thân thích, nếu ngay cả y cũng ủng hộ xem ra hội nghị thường ủy ngày mai có thể thông qua đề nghị bãi miễn Chu Trường Hà. Hừ, chỉ cần chuyện này vừa thông qua lập tức báo cáo lên thành phố, đoán chừng bí thư Chu cũng có ý tứ kia, cộng thêm quyết định của thành viên nòng cốt đảng ủy Ngư Dương, phân lượng cũng rất lớn, mặc dù trong thành phố Chu Trường Hà có một hai người chống đỡ. Có lẽ cũng khó làm nên việc gì. Trong lòng Cổ Bảo Toàn chấn động, âm thầm vui mừng. Chuyện của đồng chí Diệp Phàm ngày mai sẽ bàn bạc ở hội nghị thường ủy, bàn bạc làm sáng tỏ, yêu cầu ủy ban kỷ luật huyện lập tức gửi công văn đi, cộng thêm quyết định của hội nghị thường ủy huyện chúng ta, mới có thể tiêu tan ủy khuất của đồng chí Diệp Phàm. Tôi tin sau khi đồng chí Diệp Phàm giải trừ gánh nặng, nhất định có thể gọn nhẹ xuất quân, nhiệt tình cống hiến cho phát triển kinh tế của Ngư Dương chúng ta. Ở đây tôi cũng nói thẳng luôn, đồng chí Diệp Phàm đích xác là một nhân tài, Phó Chủ tịch thành phố Lô Trần Thiên cố ý đem hắn điều đến Cục Chiêu Thương thành phố nhậm chức Phó Cục trưởng, theo khẩu khí của Phó Chủ tịch thành phố Lô có lẽ muốn thu xếp vị trí Phó Cục trưởng thường vụ Cục Chiêu Thương cho hắn. Bí thư thị ủy Chu cũng đề xuất với tôi hy vọng Chủ tịch huyện vệ có thể thuyết phục đồng chí Diệp Phàm, nếu không, ngày mai Phó Chủ tịch thành phố Lô lại muốn bắt đầu nghiên cứu tiến hành điều chỉnh kinh tế đối với Mạc Hương. Thật ra kế hoạch này bắt đầu từ huyện Cổ Xuyên trước, chẳng qua sau chuyện xảy ra với Diệp Phàm ngày hôm qua, Phó Chủ tịch thành phố Lô tạm thời thay đổi kế hoạch, quyết định nghiên cứu điều chỉnh tình hình phát triển kinh tế của khu kinh tế Lâm Tuyền Ngư Dương trước. Tôi thật sự có chút lo lắng. Phó Chủ tịch thành phố Lô thật sự có ý này sao? Trong lòng Vệ Sơ Tinh trầm xuống, cảm thấy chuyện này trái lại rất khó giải quyết, nếu như có cơ hội cho Diệp Phàm lựa chọn. Hắn khẳng định nguyện ý đến Cục Chiêu Thương thành phố đảm nhiệm vị trí Phó Cục trưởng Thường vụ. Phải biết rằng Cục Chiêu Thương thành phố sẽ đối mặt với cả thành phố Mạc Hương, có điều kiện, con người, khu vực có lợi, đối với Diệp Phàm mà nói chính là một không gian phát triển lớn hơn. Kẻ ngu cũng sẽ lựa chọn tới thành phố, nếu có thể tạo ra chút thành tích là có thể ngồi lên chiếc ghế Cục trưởng của Cục Chiêu Thương thành phố, đây chính là cán bộ cấp trưởng phòng chân chính. Nếu gặp phải lúc lãnh đạo thành phố cao hứng, có thể trao quyền cho cấp dưới xuống địa phương làm chủ tịch hoặc bí thư huyện, bình thường mà nói cục trưởng cục chiêu thương thành phố rất có khả năng xuống dưới đảm đương chức vụ bí thư huyện ủy, hơn nữa rất có thể trao quyền cho cấp dưới đến thành phố cấp huyện có kinh tế tốt hơn như thành phố Phúc Xuân, nháy mắt đã trở thành một tiểu quan lại. Nói cách khác nếu ở lại Ngư Dương muốn ngồi lên vị trí cấp phòng, thì chính là chủ tịch huyện và bí thư huyện ủy, vị trí như vậy quá ít, cả Ngư Dương chỉ có hai người. Cộng thêm hai chủ tịch hội đồng đại biểu nhân dân huyện và hiệp thương nhân dân huyện cũng là cán bộ cấp trưởng phòng ra, toàn bộ huyện không tìm ra cán bộ cấp trưởng phòng khác. Cho nên phạm vi không gian rất nhỏ hoàn toàn bất đồng so với con đường thăng quan của Diệp Phàm. Hơn nữa chỉ riêng Cục Chiêu Thương thành phố hàng năm nhận kinh phí từ Cục Tài chính thành phố cao gần mấy trăm vạn. Công tác chiêu thương rất vẻ vang,
tiếp xúc rộng, không phải là cự phú thì là lãnh đạo cấp cao, thậm chí có cơ hội thường xuyên gặp mặt lãnh đạo cùng trong tỉnh. Nghĩ tới những chuyện này, trong lòng Vệ Sơ Tinh bắt đầu cảm giác lo lắng, nếu Diệp Phàm thật sự bị phó chủ tịch thành phố Lô rút đi, cô ta cũng bất lợi. Mặc dù nói thỉnh thoảng cảm thấy tiểu tử này tính tình bướng bỉnh, ánh mắt cũng có chút mê đắm, tà vị. Tuy nhiên trong lòng Vệ Sơ Tinh thật sự không hy vọng Diệp Phàm ra đi. Đương nhiên, tôi lo ngày mai phó chủ tịch thành phố Lô xuống đây có thể đề nghị chuyện này với Diệp Phàm, hơn nữa hôm nay đồng chí Diệp Phàm chịu ủy khuất lớn như vậy, còn không bằng vỗ mông tới cục chiêu thương thành phố nhậm chức phó cục trưởng thường vụ. Ai, phiền toái. Cổ Bảo Toàn thở dài. Thật ra trong lòng y mơ hồ cũng có chút lo lắng, nếu muốn giữ Diệp Phàm lại đầu tiên phải giúp hắn tẩy đi tội danh nhà nước điều tra. Thứ hai còn phải kiếm lợi ích cho tiểu tử này. Nếu không người thật sự bay đi mất sẽ hối hận không kịp, đối với chuyện Diệp Phàm đến Hồng Kông lần này, trong lòng Vệ Sơ Tinh và Cổ Bảo Toàn đều toát mồ hôi. Vận khí của tiểu tử này cũng thật tốt, trải qua buôn bán của hắn, không những kiếm lời 200 vạn, hơn nữa buộc tập đoàn Phi Vân Hồng Kông vội vàng dừng đàm phán với thành phố Phúc Xuân, chuyển sang Ngư Dương. Cứ như vậy, đối với Ngư Dương mà nói là tương đối có lợi, khi đàm phán cổ họng cũng có thể lớn thêm không ít. Cổ Bảo Toàn thậm chí đang suy nghĩ, nếu không phải do Chu Trường Hà ngăn cản, có lẽ hiện tại Diệp Phàm đã ký xong ước định với tập đoàn Bố Thăng. Tuy nhiên Chu Trường Hà nhúng tay vào cũng chưa hẳn là chuyện xấu, ít nhất thừa cơ có thể bắt giữ Chu Trường Hà. Trong lòng Cổ Bảo Toàn mơ hồ nhìn thấy ánh dạng đông thắng lợi. Tuy nhiên khi thị ủy còn chưa xác định, Cổ Bảo Toàn vẫn cảm thấy lo lắng. Trong lòng Cổ Bảo Toàn sớm đã quyết định, lần này sau khi Chu Trường Hà bị bắt giữ, mức độ nắm trong tay hội nghị thường ủy huyện của mình sẽ gia tăng chưa từng có. Diệp Phàm kéo dài không chịu trở lại Lâm Tuyền, ở bên ngoài khách sạn Thành Thơi ngủ một tối, gấp đến độ Vệ Sơ Tinh thiếu chút nữa gọi cháy điện thoại. Cuối cùng trong cơn tức giận đồng chí Diệp Phàm dứt khoát tắt máy, chỉ nói một câu hết pin là xong việc. Vệ Sơ Tinh đương nhiên giận đến mức nghiến răng trèo trẹo, trong lòng thầm mắng. Họ Diệp kia, anh không thức thời như vậy, nhất định phải để anh nhìn thấy, anh là chủ tịch huyện hay tôi là chủ tịch huyện. 8 giờ sáng các đại thường ủy huyện ủy Ngư Dương đều có mặt, kỳ quái là hội nghị vẫn chưa bắt đầu. Tất cả mọi người đều uống trà, nam thì hút thuốc. Bên nữ chỉ có một mình trưởng ban tuyên giáo Ngọc Nhã Chi, cô ta thỉnh thoảng cau mày thổi thổi khói thuốc từ chỗ trưởng ban tổ chức Miêu Phong bay sang. Cổ Bảo Toàn mặt không chút thay đổi, mơ hồ có vẻ rất bình tĩnh. Khi ánh mắt lướt qua Chu Trường Hà dừng lại một chút lại chuyển đến trên người Phí Mặc, thầm nghĩ. Trong 11 thường ủy trước mắt, người trung thành ủng hộ mình cũng chỉ có tránh văn phòng huyện ủy Trương Tân Huy. Bí thư ủy ban tư pháp Phương Sương Nhiên gần đây hình như cũng thành thật hơn nhiều. Chuyện lần này Tiếu Tuấn Thần cũng đã biểu thị thái độ, Vệ Sơ Tinh cũng mơ hồ tỏ vẻ ủng hộ bắt giữ Chu Trường Hà, vì vậy, cộng thêm một phiếu của mình có thể vững vàng có được 5 phiếu. Nếu có thể kiếm thêm một phiếu hoàn toàn có thể đề nghị với thành phố điều chỉnh chức vị của Chu Trường Hà, hôm qua nghe bí thư thị ủy Chu nói chủ tịch thành phố La cũng có ý đồ này, cho rằng Chu Trường Hà phá hư đại cục phát triển kinh tế Ngư Dương, không có cái nhìn đại cục, hành động theo cảm tính. Xem ra thành phố cũng quyết định động đến Chu Trường Hà, chỉ cần Ngư Dương đề xuất trước, bí thư Chu cũng có một lý do giải quyết, công khai bắt giữ Chu Trường Hà. Nghe nói bí thư huyện ủy tiền nhiệm Lý Hồng Dương mượn tay Diệp Phàm đã xử lý mấy cán bộ, lần này lại càng thăng cấp, mượn tay Diệp Phàm có thể động đến cái mũ thường vụ huyện ủy, năng lượng của tiểu tử này càng ngày càng lớn, nếu cứ để hắn tiếp tục có phải sẽ đến phiên mình. Cổ Bảo Toàn nghĩ như vậy, trong lòng đột nhiên cả kinh. Cảm giác khí thế của Diệp Phàm quá vượng, hình như, mơ hồ đã hình thành uy hiếp tiềm tàng nhất định với mình. Đương nhiên, trước mắt Diệp Phàm tuyệt đối không thể sản sinh ra uy hiếp gì đối với Cổ Bảo Toàn, nhưng nhìn từ xu thế phát triển này, Diệp Phàm thật sự quá cường hãn, đến mức các lãnh đạo trực tiếp của Diệp Phàm đều không muốn nhìn thấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.